Chương 246, dẫn nhập vào vòng tròn nhỏ của thành phố. Phu Kiến Thần nói đến chuyện này cảm giác vẫn còn giận dữ. Ha ha, lão Vu đừng có giận mà hại người, hiện giờ người trong xã hội có tiền hơn chúng ta còn nhiều hơn cả nước trong biển. Ngay như đám ông chủ làm ăn mà nói thì ai mà không thể so với người làm công ăn lương như chúng ta. Chúng ta thì sao chứ, có dịp năm mới hay lễ lạt gì thu vài cái phong bì còn phải xem con số, quá lớn thì không dám, sợ mấy đồng chí bên ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm vào, lấy cái mũ quan đi. Ngay cả nông dân so với chúng ta còn tốt hơn. Anh biết thế nào là đủ đi, đừng có cả ngày sầu khổ nữa, cả ngày ra vào Mặc Hương đại tử lâu như nhà của mình chưa đủ sao. Tào Vạn Niên đùa giỡn. Vậy sao, chẳng lẽ anh còn lợi hại hơn tôi, cha ra cả người đứng sau Tề Thiên là ai, chẳng phải là vấn đề quyền lực chứ? Phu Kiến Thần hỏi tới. Cũng không dám kết luận, chắc là có quan hệ với thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Tề Trấn Đào. Tào Vạn Niên ném ra quả bom tấn, suýt nữa thì dọa chết Phu Kiến Thần, y há hốc miệng. Lão Tào, không như vậy chứ, người nhà của một thường vụ tỉnh ủy mà lại đi làm lính. Làm lính là chuyện khổ sai, đâu phải chuyện vui vẻ gì. Theo như lời anh nói, Tề Thiên phải thuộc về giới thái tử đảng trên tỉnh rồi. Phu Kiến Thần lẩm nhẩm, ra vẻ không tin chuyện lại trùng hợp như thế, tiểu tử Tề Thiên mà ngày trước mình cả ngày đấu võ mồm ở Lâm Tuyền lại là thân thích của thường vụ phó chủ tịch tỉnh, lúc ấy ngay cả đội trưởng Lý Sương Hải trên tỉnh cũng tuyệt đối nhìn không ra. Chuyện này thực đúng là quái lạ, không trách Phu Kiến Thần không dám tin. Chuyện này nhắc tới cũng có chút quỷ dị, cũng khó trách ngươi không tin, tôi cũng là do vô tình mà biết được thôi. Mấy ngày hôm trước từ chuyện của lớp anh tài xuyên thế kỷ vốn không có Diệp Phàm, sau khi thường vụ thành phố bỏ phiếu xong xuôi thì tư lệnh cố của quân phân khu bỗng nhiên đứng dậy tiến cử Diệp Phàm, nói là cái gì mà đoạt giải thưởng của Bộ Công an và Quốc vụ viện. Cuối cùng khiến cho đích thân bí thư thị ủy Dương cũng tự mình gọi điện thoại đến ban tổ chức của tỉnh để hỏi thì xảy ra chuyện bất ngờ là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt tỉnh nghe xong thì lập tức phê chuẩn, chuyện này lộ ra vẻ không bình thường. Theo như lẽ thường mà nói, lớp học anh tài xuyên thế kỷ này tất cả mọi người đều nhìn vào chằm chằm, lần này ban tổ chức tỉnh ủy cũng làm tương đối long trọng, muốn tăng thêm một cái tên không hề dễ dàng, ngay tôi đây cũng không thể đưa người vào trong. Theo như quy tắc ngầm của quan trường thì loại lớp học như lớp này sẽ có cả mấy vạn ánh mắt quan viên trông vào, tùy tiện đưa thêm một cái tên chính là phạm vào tối kỵ trong quan trường. Nếu người nào cũng vin vào đó để thỉnh cầu thì loạn rồi, quá nhiều người cũng tiến vào đó thì lớp học đâu còn ý nghĩa gì. Đừng nói là người khác, ngay như chỉ cần một vài cán bộ cấp cao của tỉnh mà đề cử thì chắc cũng phải tổ chức ra vài lớp rồi. Ha ha! Đầu tiên tôi nghi ngờ tên tiểu tử Diệp Phàm kia chẳng lẽ là thân thích của phó trưởng ban Tống, tuy nhiên chuyện này tuyệt đối là không thể nào, chắc có lẽ là giá trị của phần thưởng dũng sĩ kiệt xuất hoa hạ đã có tác dụng. Lão Tào, anh nhìn ra chuyện gì trong đó rồi sao? Phu Kiến Thần hỏi. Tôi dường như cũng nghe nói là tư lệnh cố có quan hệ thân thiết với phó chủ tịch tỉnh Tề, thậm chí còn là chiến hữu. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa Tề Thiên có quan hệ, Tề Thiên chỉ là họ Tề mà thôi. Người họ Tề trong tỉnh chúng ta không có trăm vạn thì ít nhất cũng có mười mấy vạn, có gì kỳ lạ đâu, chứng cứ này không đầy đủ, sức thuyết phục chưa đủ mạnh. Phu Kiến Thần vẫn nghi ngờ. Chỉ bằng vào điểm này dĩ nhiên khó có thể xác định. Tuy nhiên chuyện vừa rồi của Diệp Phàm chắc là Tề Thiên đã nói cho tư lệnh cố, vì thế nên tư lệnh cố mới ra mặt giúp hắn. Tuy nhiên Diệp Phàm chắc là không biết hoàn cảnh nhà Tề Thiên, hoặc là có biết cũng chưa nói với tôi. Dù sao tôi với hắn cũng chưa đủ thân thiết. Tào Vạn Niên có chút khổ sở. Như vậy đi, tôi cũng có vài bạn bè trên tỉnh, nếu Tề Thiên có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Tề thì có lẽ họ sẽ biết được. Phu Kiến Thần vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi, sau đó cũng không thu hoạch được gì, người ta căn bản là chưa nghe đến tên của Tề Thiên là thần thánh phương nào. Thế này đi, Diệp Phàm đã cho biết ngày tới Thủy Châu đi đến thăm nhà Tề Thiên, chúng ta nhân cơ hội này, ha ha. Tào Vạn Niên ra mặt dù dày cũng không dám nói hết lời. Anh Tào, ý của anh tôi rất hiểu. Có lẽ nên để Diệp Phàm nhận anh làm anh rồi từ đó mới thuận lý thành chương bắt lấy sợi dây này. Tuy nhiên đầu tiên là chúng ta phải xác định được thân phận của Tề Thiên mới được, nếu không sau này lại. Phu Kiến Thần cũng ngập ngừng. Nếu như không tìm ra thì sao, anh bảo tôi nên làm gì bây giờ, thời gian của tôi cũng đâu còn nhiều. Tào Vạn Niên cũng rất đau đầu.
Tôi quyết định đánh cuộc một lần, cho dù cuối cùng Tề Thiên không phải là người nhà của Phó Chủ tịch tỉnh Tề thì chúng ta cũng đâu mất mát gì. Nhiều nhất là tặng mấy bình rượu ngon chứ mấy, hơn nữa tiểu tử Diệp Phàm này không tồi, ngay cả anh cũng kết giao thì Tào Vạn Niên này có gì mà không được, người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Anh nói có phải hay không? Tốt, lão Tào, anh đã quyết định rồi thì không hối hận. Phu Kiến Thần vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Tào Vạn Niên, xem ra y cũng không có gì là giả dối. Tuy nói trước mắt Tào Vạn Niên cho dù là muốn kết giao với Diệp Phàm thì tính hiệu quả và lợi ích tính là chủ yếu nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngay cả anh em cũng phải nói tới hiệu quả và lợi ích tính thì càng đừng nói những thứ anh em kết nghĩa. Anh em nói là cho dễ nghe, chẳng qua là thân thiết hơn bạn bè một chút mà thôi. Hơn nữa người để cho Tào Vạn Niên kết giao cũng không nhiều, Diệp Phàm có thể được như vậy cũng đã là với cao rồi, vì thế Vu Kiến Thần cũng cảm thấy mừng cho hắn. Nếu Tào Vạn Niên có thể ngồi lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức thị ủy thì sau này chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp to lớn với Diệp Phàm và mình. Trước kia Vu Kiến Thần một mực trước mặt Tào Vạn Niên nhắc đến Diệp Phàm vài câu mục đích cũng chỉ là gây ấn tượng cho Diệp Phàm trong lòng Tào Vạn Niên, sau này có cơ hội giúp hắn một tay, không ngờ lần này là Tào Vạn Niên tự mình nói trước, làm cho Vu Kiến Thần cảm thấy như nằm mơ. Quyết định vậy đi, lão ca này chẳng lẽ còn lừa anh, lão Vu, cạn một chén. Tào Vạn Niên quyết định xong thì cũng thấy sảng khoái, cười ha hả cạn chén với Vu Kiến Thần. Được rồi lão Tào, chuyện này để tôi nói trước với Diệp Phàm. Ngày mai sẽ phải đi Thủy Châu rồi nên phải nói ngay tối nay, nếu không sẽ không còn kịp. Nhưng lão Tào này, anh dù sao cũng phải cho người anh em mới gia nhập này một phần lễ chứ, có phải hay không? Ha ha! Vu Kiến Thần nháy mắt. Tào Vạn Niên cười mắng. Tôi nói anh đó. Chúng ta là bạn già với nhau rồi, làm sao mà tay không bắt giặc chứ? Lão Tào, điều này anh nói sai rồi, chẳng phải anh nói muốn nhận Diệp Phàm sao? Đã nhận nó là thằng em thì cũng nên có một chút quà cho nó. Anh cứ lẳng lặng tăng cho Tiểu Diệp một cấp đã đi, ha ha, cũng đâu phải khó khăn gì. Phu Kiến Thần ra giá. Được rồi lão Vu, sợ anh rồi đấy. Có cơ hội tôi nhất định sẽ làm, tuy nhiên điều này cũng không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Tiểu Diệp đã là phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền rồi, thêm một bước là bí thư hay chủ tịch thị trấn, chính là cầm quyền một phương. Tuy nói chỉ là chủ một thị trấn thôi nhưng cũng quan hệ tới mấy vạn người, thậm chí chừng 10 vạn người đại sự. Điều này cũng có khó khăn nhất định, vì để đem một người lên ở vị trí này sẽ chịu sự dòm ngó của bí thư lẫn chủ tịch huyện. Tào Vạn Niên là người lão luyện nên nói ngay vào điểm mấu chốt. Tôi cũng hiểu rõ chuyện không dễ dàng, nếu không đâu nhờ đến anh. Nói thật, tôi đã lâu như vậy mà chưa giúp được thằng em chuyện gì cũng thấy áy náy, nó thì đã giúp tôi mấy lần. Nếu không cũng sẽ không ép lão Tào nhà anh, ha ha. Anh có giúp hay không? Vu Kiến Thần ra mặt dày có thể so với đáy nồi, làm cho Tào Vạn Niên lườm cho một cái trắng mắt. Được rồi, anh lợi hại quá rồi. Tào Vạn Niên tự mình uống cạn một chén, cũng cảm thấy hơi bực mình. Diệp Phàm A, phó trưởng ban Tào không tệ. Ha ha! Vu Kiến Thần rút luôn điện thoại ra gọi trước mặt Tào Vạn Niên. Ừ, cũng được, có vẻ rất tình cảm. Tuy nhiên anh ấy là quan to một phương, chắc là em với không tới đâu, ha ha! Diệp Phàm thản nhiên. Giờ cho em một cơ hội để làm gần lên quan hệ được không? Vu Kiến Thần đi vào chuyện chính. Để xem sao đã, hơn nữa cơ hội là gì? Diệp Phàm cũng không lập tức đồng ý. Suy nghĩ một chút rồi đáp. Hắn cảm thấy thiên hạ này vốn không có bữa trưa nào là miễn phí, thậm chí nếu là có thì tỷ lệ rơi xuống đầu mình cũng quá thấp. Còn không tin anh Vu của cậu à? Vu Kiến Thần cảm thấy có chút mất mặt, ngượng ngùng nói. Em dĩ nhiên là tin anh Vu rồi, tuy nhiên em cũng biết người biết ta, lại mất công anh cầu cạnh người ta. Diệp Phàm lấp lửng. Cậu đó, bảo sao anh nói vậy, cầu cạnh người ta thì có gì không tốt, ở đời ai chẳng có lúc như thế. Kết giao bằng hữu quan trọng hơn, nhiều bằng hữu thì nhiều đường. Dĩ nhiên là cũng phải chọn bạn mà chơi. Vu Kiến Thần giảng giải. Em hiểu rồi anh Vu, anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nói sao em nghe vậy. Diệp Phàm nói. Hôm nay lão Tào có nói chuyện với cậu, cảm thấy cậu rất được, vì thế hẹn chúng ta tối nay uống trà ở Vân Tước lâu đi, coi như là chính thức làm quen anh Tào. Sau này có gì cứ gọi anh Tào là được.
Người ta lớn hơn tôi 2 tuổi, cậu gọi anh Tào là hợp rồi. Phu Kiến Thần cười ha hả. Được rồi, em sẽ tới đúng giờ. Có anh Tào bảo sao em dám không đi, anh ấy quản ngũ quan mà, sau này thế nào mà không làm phiền chứ. Diệp Phàm đùa giỡn, nghĩ thầm, kỳ lạ, mới vừa ăn cơm xong với phó trưởng ban Tào xong giờ anh Vu lại muốn giới thiệu mình chính thức quen ra mắt phó trưởng ban Tào. Chẳng lẽ là giới thiệu để mình tiến vào vòng tròn nhỏ của bọn họ, có thể lắm. Quan trường khắp nơi đều có vòng tròn, không lớn thì nhỏ. Quân Tam tụ ngũ là một vòng tròn, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã cũng có thể tổ chức một vòng tròn. Vòng tròn lớn thì là cả một phe phái, thật ra thì một quốc gia cũng là một vòng. Đối với vũ trụ mà nói, trái đất cũng có thể coi như là một vòng, thậm chí Thái Dương hệ cũng như thế, nếu có thể đi vào vòng tròn anh Vu đương nhiên là chuyện tốt. Diệp Phàm trong lòng vui mừng nhưng cũng cảm thấy hơi sợ hãi, vòng tròn như Vu Kiến Thần có tầng thứ tương đối cao, ít nhất cũng phải là cấp phó ban trở lên, đều là nhân vật có máu mặt. Hắn chỉ là một phó phòng nho nhỏ, có vào cũng chỉ là một chân sai vặt, bỏ đi, đại ca Thành Long ban đầu chẳng phải khởi nghiệp từ kẻ cầm cờ sao. Vào lúc 7 giờ, Lô Vĩ gọi điện thoại tới, nói là nhờ cậy Diệp Phàm theo Ngọc Mộng Nạp Tuyết đi dạo phố. Diệp Phàm tí nữa thì giận chết, cười mắng. Tiểu tử ngươi trọng sắc khinh bạn, có phải muốn đi riêng với Sở Vân Y rồi sai anh đi làm chuyện khổ cực phải không? Chuyện khổ sai như vậy sao không rơi trên đầu bọn em tí nhỉ? Em còn cầu cũng không được đây, người ta là ngọc nữ ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, hơn nữa còn là hoa khôi, Sở Vân Y còn xếp sau. Tối nay anh có cơ hội thân cận với mỹ nhân là nhờ thằng em Lô Vĩ này tạo cho đấy, ha ha ha. Lô Vĩ nói xong thì tự đắc cười khan. Lão đệ, da mặt cậu sắp dày bằng đáy nồi rồi đấy. Coi như vậy đi, vúng ta là huynh đệ, có nạn cùng chịu, anh cũng đâu thể đứng nhìn thằng em chịu khổ chứ, tuy nhiên chi phí tối nay cậu trả đi. Bởi vì đây là anh tạo cơ hội cho cậu sung sướng với Sở Vân Y, kéo đồng bọn ra xa nếu không hai người đâu có dễ dàng hành sự chứ. Sắc, được rồi, anh cùng mỹ nhân đi dạo phố còn chi phí em phải trả, xem như anh lợi hại, em đầu hàng, chạy đây. Lô Vĩ cười danh mãnh. Không lâu sau thì đến chỗ Sở Vân Y, tên bất lương Lô Vĩ đã mang người đi rồi, chỉ còn Ngọc Mộng Nạp Tuyết đang nhàm chán xem tivi. Em Ngọc, đi dạo một chút nhé, còn sớm vậy ở lì trong phòng sinh ốm ra đấy, ha ha. Diệp Phàm tìm cớ. Anh Diệp à, anh không phải đi Thủy Châu á. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cho là Diệp Phàm đã đi Thủy Châu, đứng dậy vẻ hơi ngượng nghịu. Đại mỹ nhân còn ở Mặc Hương, anh làm sao đi Thủy Châu được? Em xem, anh phải ở lại hộ vệ cho người đẹp chứ. Diệp Phàm mồm mép như mật, làm cho trong lòng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng thấy ngọt ngào, gương mặt ửng hồng khả ái giống như một quả đào khiến anh chưa âm thầm nuốt nước miếng. Đẹp quá, đúng là vưu vật của đất trời. Nếu có thể ôm vào trong ngực yêu thương một hồi thì đẹp rồi. Súc sinh, cô ấy là bạn học của em gái mình đấy, không được nghĩ nữa, Diệp Phàm tự mắng. Anh Diệp, em thật như vậy sao, Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngây thơ. Ừ, anh đâu nói dối chứ, để anh dẫn em đi chơi chợ đêm Mặc Hương. Diệp Phàm trong lúc vô tình đã xem Ngọc Mộng Nạp Tuyết như mối tình đầu tình phí Nguyệt Yên của mình, rất tự nhiên đưa tay ra. Anh Diệp này cũng lạ thật, vừa mới quen nhau đã đòi nắm tay người ta, chỉ có tình nhân mới làm vậy chứ. Xấu hổ quá đi mất. Mình nếu không đưa tay thì thất lễ, đưa thì lại ngượng, làm sao bây giờ? Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngượng ngùng đứng đó chưa biết làm sao. Chương 247, phức tạp. Diệp Phàm chờ một lúc không thấy cô đưa tay ra thì cảm thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn thì thấy sắc mặt đỏ bừng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết mới chợt nhớ ra là quen cô chưa được bao lâu, làm như vậy cũng hơi đường đột, vội vàng đưa tay về gãi đầu, nghĩ một lúc lại bước tới nói vẻ hơi ngượng. Ha ha, làm sao vậy? Cứ xem như anh là anh của em là bạn học với em gái anh nên anh cũng coi em là em gái, anh trai dắt tay em gái có gì buồn cười chứ? Ừ, không có gì buồn cười cả. Ngọc Mộng Nạp Tuyết khẽ trả lời, tuy nhiên nghĩ lại thấy hình như không ổn, cảm thấy những lời này cũng hơi mập mờ, thầm nghĩ, da mặt anh Diệp cũng dày quá chứ, gần bằng đáy nổi rồi, rõ ràng là muốn cầm tay rồi còn nói đường hoàng như thế, làm người ta rất khó có thể cự tuyệt. Ngay cả chuyện anh em cũng nói ra, hiện giờ giữa nam và nữ ngoài anh em ruột ra còn có kiểu anh em nào nữa chứ, có mà anh em tình nhân ấy, thật quá xấu hổ đi, anh Diệp chắc là cũng đào hoa,
mồm miệng dẻo quẹ y. Diệp Phàm không ngờ mình dày mặt lại khiến cho Ngọc Mộng Nạp Tuyết hoàn toàn mất đi hình tượng rực rỡ ban đầu, biến thành một kẻ đào hoa dẻo mỏ. Cuối cùng Ngọc Mộng Nạp Tuyết vẫn đem bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay Diệp Phàm, tuy nhiên vẫn cảm thấy hơi e ngại, hơi run run, tuy nhiên qua một chốc lại cảm thấy bàn tay của hắn rất ấm áp. Cô bỗng nhớ lại tối hôm trước tình cảnh mập mờ tối hôm trước khi anh Diệp tự mình bôi thuốc lên mặt liền cảm thấy bình tĩnh lại, hình tượng Diệp Phàm cũng dần khôi phục. Lòng dạ của phụ nữ a, khó mà hiểu được. Hai người nắm tay đi dạo phố, tuy nhiên giữa hai bên vẫn cảm thấy hơi gò bó mất tự nhiên. Diệp Phàm trong lòng hô to uất ức, sớm biết như thế thì tuyệt không nên đáp ứng Lô Vĩ rồi, quá là mất tự do. Không biết từ lúc nào, Ngọc Mộng Nạp Tuyết đã lẳng lặng rút tay về, Diệp Phàm cũng tế nhị không nói tránh cho cô ngượng ngùng, cảm thấy hơi mất hứng, thầm nghĩ, xem ra mị lực của mình vẫn chưa đủ a, không hề làm cô ấy có chút rung động. Tuy nhiên mọi chuyện cũng nên để tự nhiên. Nạp Tuyết, nhà em có mấy người? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Để em tính xem nào, cha mẹ, cô, anh chị em, dì, chị dâu, cũng nhiều đấy, chừng 10 người. Ngọc Mộng Nạp Tuyết đang đưa tay ra đếm thì chợt nghe một giọng nói của một bé gái. Tiên sinh, mua mấy đóa hoa tặng bạn gái đi, loại hoa hồng lớn này màu đỏ như máu, hình như trái tim, như tình yêu của hai người vậy, luôn luôn đỏ rực. Chị, bọn chị không phải là... Ngọc Mộng Nạp Tuyết đỏ bừng mặt, định nói không phải là tình nhân, nhưng lại liếc trộm Diệp Phàm một cái. Hi hi, đúng là không phải rồi. Những cô gái nào yêu mạnh mẽ cũng sẽ nói như vậy thì tiên sinh anh Tuấn này sẽ càng thêm ân cần. Nếu ngay cả đóa hoa cũng không nỡ mua thì còn có thể biểu hiện tình yêu sao, chị gái xinh đẹp nói có phải không? Cô bé bán hoa rất dẻo miệng khiến Ngọc Mộng Nạp Tuyết á khẩu không trả lời được. Chắc những lời này là người trong nhà dạy cho vì cô bé bán hoa trông cũng chỉ mới mười mấy tuổi, còn rất trẻ con. Cô bé có gương mặt tròn, ánh mắt linh lợi, đeo một cái ba lô lớn rất tương phản với thân hình nhỏ bé. Điều khiến người ta giật mình là quần áo trên người cô bé lại có nhãn hiệu rất nổi tiếng, chắc là phải đến 300-400 đồng một bộ. Diệp Phàm cảm thấy thắc mắc, một nhân viên công tác bình thường mặc quần áo cùng lắm cũng chỉ đến 100 đồng một bộ. Cô bé này mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng như vậy, làm sao tiền lương một tháng của nhân viên có thể mua được, tuyệt đối là con nhà có tiền. Công chúa một nhà có tiền mà còn đi ra ngoài bán hoa kiếm lời, đây có lẽ là ham chơi. Hiện giờ có một vài thiên kim tiểu thư con nhà giàu cũng hay mặc quần áo nông dân để ra vẻ mình yêu tự nhiên, muốn thể nghiệm cuộc sống gian khổ, tuy nhiên cô bé trước mặt chắc không phải như vậy. Hắn quyết định thử trước một chút rồi nói sau, nhất thời cũng cảm thấy yêu thích. Ngọc Mộng Nạp Tuyết nghe cô bé nói vậy thì trong lòng cũng hơi xao động, khẽ liếc Diệp Phàm, thầm nghĩ không biết hắn có mua thật hay không, vì quan hệ giữa mình và hắn đâu phải là tình nhân. Nếu quả thực hắn mua thì đến lúc đó mình nhận cũng dở mà không nhận lại càng dở, chỉ sợ người ta giận dỗi, điều này cũng thật khó xử. Hơn nữa cô lại lo lắng hắn không mua, như vậy nói rõ vị trí của mình trong lòng hắn không hề có. Nạp Tuyết nhất thời đứng ngẩn ra, trong lòng suy nghĩ lung tung. Cô bé, em rất biết nói chuyện đấy, ha ha. Gói hết lại cho anh, muốn tặng dĩ nhiên phải tặng luôn cả trái tim cho người mình yêu phải không, cô bé? Em thấy anh nói có đúng không? Diệp Phàm cười quỷ dị, mười phần là bộ dạng anh hùng rơm, đây là bệnh chung của đàn ông. Cảm ơn anh trai, em tên là Dư Thảo Thảo, sau này rảnh đến nhà em chơi. Mẹ em đang bệnh nằm trên giường chờ tiền mua thuốc, anh đã cứu mẹ em rồi đấy, cảm ơn. Cô bé cảm ơn liên tục, nước mắt đã ứa ra trên vành mi, hình như sắp sửa quỳ xuống, xem ra không phải giả bộ. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra đỡ, thầm nghĩ, lại là con nhà nghèo, chắc quần áo trên người cô bé là do một nhà giàu nào đó bố thí, biết đâu là hàng đã dùng rồi, ai? Ngay cả chữa bệnh cũng không tiền, là quốc gia còn đang phát triển a, người nghèo như vậy ở thị trấn Lâm Tuyền còn chiếm tới 8 phần. Diệp Phàm nghĩ tới khi còn bé có lần em trai cần làm tiểu phẫu tốn hơn 1.000 đồng đã khiến cho cha mình lo bạc đầu bởi vì trong nhà không có nên phải đi mượn, mà mượn cũng không dễ. Khi đó tiền lương cha mẹ tăng lên cũng chỉ mới trên 100 đồng, hơn 1.000 đồng là một con số rất lớn. Em gái, trong nhà em có hoa nữa không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Có, còn có hơn 1.000 bông. Đang trồng trong vườn nhà em, đẹp lắm. Cô bé đắc ý đáp. Chắc là trong nhà áp dụng mô hình trang trại nhỏ.
Đi, đến vườn nhà em dạo một vòng đi, anh muốn tự mình hái hoa cho chị gái đây. Mới vừa rồi không phải em nói là chị gái gì đó sao? Anh nghe rồi, dĩ nhiên là sẽ đối xử tốt với chị ấy. Diệp Phàm lựa lời, nhân thể chiếm chút tiện nghi của Ngọc Mộng Nạp Tuyết, thật ra là ý đùa giỡn. Hắn vừa nói vừa giúp cô bé mang cái ba lô vào trong xe rồi chạy về nhà cô bé. Trong lòng Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng cảm thấy xao động, thầm nghĩ, anh Diệp làm sao vậy, nói dễ nghe vậy chứ, có phải định gạt mình hay không, nếu anh Diệp thật lòng là tốt, ai, nghĩ rồi lại liếc trộm Diệp Phàm. Dư Thảo Thảo, trong nhà của em còn những ai? Diệp Phàm vừa lái xe vừa hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ và em, còn có cậu em nữa. Dư Thảo Thảo đáp rất thành thực. Vậy cha em đâu? Ngọc Mộng Nạp Tuyết tò mò. Diệp Phàm thầm nghĩ xong rồi, Dư Thảo Thảo không chịu nói cha, chứng tỏ cha cô bé đã không còn. Quả nhiên Dư Thảo Thảo vừa nghe thì sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệch, nước mắt rơi xuống như mưa. Cha em qua đời rồi, là bị người khác hại qua đời. Thật xin lỗi Thảo Thảo, chị gái không nên nói đến chuyện thương tâm của em, Thảo Thảo đừng khóc, là chị không tốt. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng biết mình gây nên chuyện, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Dư Thảo Thảo. Thảo Thảo, em kể cho anh nghe một chút làm sao mà cha em qua đời, chuyện này chắc là có oan khuất phải không? Diệp Phàm giật mình. Cha em tên là Dư Minh Khế, 3 năm trước mở một xưởng giấy nhỏ, sau đó bị người anh em kết nghĩa Trần Hổ Lâm của ông hại chết. Y nói là có chuyện làm ăn, bảo cha em đứng ra bảo lãnh vay một khoản tiền. Vào đầu năm nay, khoản tiền của Trần Hổ Lâm đến hạn phải trả. Y nói là làm ăn thua lỗ không có tiền trả, cầu xin cha em trả tiền trước. Cha em không còn cách gì nên đành phải bán xưởng giấy và đồ đạc trong nhà để trả ngân hàng, vì thế mà thiếu nợ người ta tới 7, 8 vạn, ngày nào cũng có người tới đòi. Cha em lo nghĩ đến tái phát bệnh cũ rồi qua đời. Trong nhà giờ chỉ còn mẹ em trồng ít hoa nuôi gia đình. Mẹ em ngã bệnh nằm trên giường không có tiền vào bệnh viện, vì thế em phải mang hoa ra ngoài bán, cũng đã được một tuần rồi, trong nhà cậu cầm thuốc mà cũng không có tác dụng nhiều lắm, nếu như mẹ em qua đời rồi thì làm sao? Dư Thảo Thảo vừa khóc vừa nói. Xưởng giấy. Diệp Phàm nghe giật mình, hỏi. Thảo Thảo, đừng khóc nữa, xưởng giấy nhà em còn làm nữa không? Chương 248. Đòi nợ cho Mỹ Phụ. Không có tiền vốn thì làm sao bây giờ, máy móc cũng sắp thành sắt vụn hết rồi, chỉ là mẹ em không chịu, bảo bán sắt vụn thì phí quá, để tìm người nào biết giá để bán. Mẹ nói chỉ cần được 10 mấy vạn thì bán, còn nói máy móc của xưởng rất tốt, còn nghe cậu nói thì đây là hàng chính phẩm. Dư Thảo Thảo còn nhỏ nhỏ nhưng hết sức thông minh, biết chuyện rất rành rẽ, trả lời cũng hết sức thành thật. Nhà của Dư Thảo Thảo ở khu Bàn Long vùng ngoại thành, xe chạy chừng 10 mấy phút thì tới, bởi vì đoạn đường này rộng nên xe chạy cũng nhanh, còn khoảng cách phải tới gần 7-8 cây số. Theo sự chỉ dẫn của Dư Thảo Thảo, xe chạy đến trước cửa một nhà xưởng thì dừng lại. Dư Thảo Thảo nhảy xuống xe đẩy cửa tiến vào nói. Anh à, nhà em ở trong xưởng này luôn, vốn nhà em là một ngôi nhà 3 tầng nhưng sau đó đã bán đi để trả nợ. Hừ, lão chó Trần. Dư Thảo Thảo sau này trưởng thành nhất định sẽ chuộc lại nhà, đánh chết y luôn. Cô bé nghĩ đến hung thủ hại chết cha mình thì nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên bộ dạng lại có vẻ buồn cười. Bên trong nhà xưởng được chia làm 2 phần lớn, phần bên ngoài dài chừng 7-80 mét, rộng cũng phải 10 mấy mét, bên trong trồng hoa tươi. Còn tất cả đồ dùng sinh hoạt của Dư Thảo Thảo bao gồm giường chiếu, bát đĩa, quần áo, đều để trên một phiến đá dày bên cạnh, người và hoa ở cùng với nhau. Chắc là nhà cửa đã bán đi trả nợ ngân hàng hết rồi nên ở luôn trong nhà xưởng, hơn nữa còn ở cạnh luống hoa, thật ra cũng có chút lãng mạn. Trên bãi đất trống còn để một cái giường lớn khác, trên đó ngoài quần áo xếp lên còn có một thiếu phụ xinh đẹp đang nằm. Gương mặt của chị ta có nét giống Dư Thảo Thảo, lông mày cong vút, mũi dọc dừa, gương mặt hết sức ưa nhìn, nằm bên cạnh luống hoa như một mỹ nhân đang say ngủ, làm trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy rung động. Thấy mấy người Diệp Phàm đi vào, chị ta lập tức ngồi dậy hỏi. Thảo Thảo, có phải khách đến mua hoa phải không? Mẹ, đúng vậy, anh này đã mua cho con hơn 100 bông hoa, chúng ta có tiền chữa bệnh rồi. Anh ấy còn bảo muốn tự mình đến vườn hoa để hái tặng chị gái xinh đẹp đây. Chị gái thật hạnh phúc vì có anh quan tâm như vậy. Dư Thảo Thảo nhìn gương mặt ửng hồng của Ngọc Mộng Nạp Tuyết,
cảm thấy rất thú vị. Bolo Ba La căn bản không để ý tới cảm nhận của cô làm Ngọc Mộng Nạp Tuyết mắc cỡ nhìn sang vẻ mặt vô tội của Diệp Phàm, thầm nghĩ, được rồi, hôm nay cho anh chiếm tiện nghi một lần. Tiên sinh họ gì, tôi tên là Yến Chiếu Nguyệt, là mẹ của Thảo Thảo, nơi này cũng hơi đơn sơ. Ai, tiên sinh muốn hái hoa thì cứ hái đi, một mình anh chọn, cứ thoải mái, Thảo Thảo, pha trà. Mỹ phụ Yến Chiếu nhẹ nhàng, tựa hồ bệnh cũng đã giảm không ít. Tuy nhiên trong lời nói của chị ta cũng cảm thấy hơi mập mờ, may mà lúc này Diệp Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười, cái gì mà hái hoa, chẳng phải là ám chỉ mình làm điều gì sao, chắc là Yến Chiếu Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ ra quan hệ của mình và Nạp Tuyết. Đừng nóng vội bà chủ Yến, tôi tên là Diệp Phàm, muốn đi xem xưởng giấy của cô một chút. Diệp Phàm cười nói, anh muốn mua máy móc phải không? Yến Chiếu Nguyệt rất thông minh. Vừa nhìn đã biết ý định của Diệp Phàm, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Số máy móc này dù sao cũng chỉ là một tâm bệnh, có thể bán được ít tiền là tốt nhất, cứ chất đống ra đó còn phải bảo dưỡng, may mà còn có một số nhà máy đến địa phương đến thuê không thì đã thành một đống sắt vụn. Ừ, cứ đi xem đã. Diệp Phàm tùy tiện đáp. Ngay ở bên cạnh thôi, để tôi dẫn đi. Yến Chiếu Nguyệt nhất thời tựa hồ như hết bệnh, đi trước dẫn giường. Đẩy cửa phòng bên cạnh chính là một phân xưởng khá lớn, chiều rộng và dài đều đạt tới chừng 100 mét. Diệp Phàm lấy tay sờ vào mấy chiếc máy, nhìn vào ngày tháng xuất xưởng của chúng thì lập tức mê ngay. Những máy móc này mới chỉ dùng 3 năm, còn mới tới 7 phần, hơn nữa còn được bảo dưỡng hết sức tốt, nghe bà chủ nói là cứ nửa năm là thay dầu một lần. Điều làm Diệp Phàm không giải thích được là những thứ máy móc này hết sức đắt tiền, cả đống máy này nếu muốn mua không dưới mấy trăm vạn. Với độ mới còn đạt tới 7 phần như vậy thì muốn bán chừng 7, 80 vạn cũng không thành vấn đề, đúng là hơi kỳ lạ. Bởi vì gần đây Diệp Phàm có khảo sát qua nhà máy giấy Ngư Dương nên cũng biết được một chút về giá trị thiết bị. Chị muốn bán những máy móc này bao nhiêu tiền? Thật ra thì Diệp Phàm đã sớm nghe từ Dư Thảo Thảo, những máy móc này không ai muốn mua, thậm chí còn định đi bán sắt vụn. Nếu bán sắt vụn thì chỉ vạn đồng là cao. Nghe Thảo Thảo nói là Yến Chiếu Nguyệt không nỡ bán sắt vụn, ra giá chừng 17, 18 vạn thì mới chịu bán, cho nên trong lòng Diệp Phàm cũng có giá rồi. Lúc này trên một cái giường sắt bên cạnh có một thanh niên cao gầy chừng 26, 27 tuổi đứng lên nói. Diệp Thiên Sinh, tôi là em trai của Chiếu Nguyệt, tên là Yến Thu Lâm, coi giữ xưởng máy này. Những máy móc này đều là hàng chính quy, anh cứ nhìn nhãn hiệu thì biết. Là mua năm kia khi tôi còn làm nghiệp vụ cho một nhà máy giấy bên Quý Châu. Thật ra thì nhà máy đó làm ăn cũng được, sau vì nguyên nhân bảo vệ môi trường mà dẹp đi, chủ yếu là do đám cán bộ của nhà máy đó quá tham lam, sau khi thanh lý thì bán theo giá sắt vụn. Lúc đó tôi thấy anh rể có ít tiền, hơn nữa cũng có quen với lãnh đạo nhà máy, dĩ nhiên cũng phải rúi phong bì cho bọn hắn rồi động viên anh rể bỏ tiền ra mua. Thật ra cả đống máy móc này chỉ mua cao giá hơn sắt vụn một chút. Nếu là máy mới thì giá trị của nó chừng 300 vạn. Làm ăn cũng không tệ lắm, ai? Năm ngoái anh rể bị người ta lừa đảo làm giận chết, cuối cùng nhà máy cũng bị suy sụp. Ngay cả nhà cửa của anh rể cũng phải gán nợ cho ngân hàng. Nếu không dù thế nào cũng không muốn bán những máy móc này, ai, tiếc hận a. Yến Thu Lâm đau lòng thay cho anh rể. Những điều này tôi cũng nghe Thảo Thảo nói rồi, hiện giờ tôi chỉ muốn biết các người bán bao nhiêu. Diệp Phàm hỏi. 3 năm trước đây chúng tôi mua là 30 vạn, sau đó còn mua thêm một số máy mới, giá trị cũng phải tới 100 vạn, sau khi trừ đi khấu hao máy móc, chị gái, nói giá đi. Yến Thu Lâm quay sang nói với chị gái, dù sao nhà máy cũng là của chị gã. Diệp tiên sinh, nếu quả thật anh muốn mua thì tất cả là 100 vạn. Người phụ nữ này rất khôn khéo, rõ ràng Diệp Phàm nghe Dư Thảo Thảo nói là lần trước có khách đến xem trả giá. 10 vạn nhưng Yến Chiếu Nguyệt muốn 18, 19 vạn, hiện giờ thấy hắn là một con chim non nên thoáng cái đã đẩy lên 100 vạn. Ha ha, bà chủ Yến, chúng ta người ngay nói thẳng, nhà chị cô nhi quả mẫu cũng không dễ dàng gì, trả chị giá này, nếu bán chúng ta lập tức làm thủ tục, nếu không thì tôi ra hái hoa vậy. Diệp Phàm đưa ra hai ngón tay, dĩ nhiên hắn không trả giá như người kia, tăng thêm 10 vạn chắc là Yến Chiếu Nguyệt cũng có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên bản thân mình cũng hơi dậu đổ bìm leo, tuy nhiên nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng nghèo rất mùng tơi, coi như là hỗ trợ một chút vậy. Yến Chiếu Nguyệt cùng em trai đưa mắt nhìn nhau,
cuối cùng khẽ cắn răng nói. Được rồi, anh lấy đi, tuy nhiên tôi cần tiền mặt vì còn thiếu nợ 7, 8 vạn, ngày ngày người ta tới đòi nợ thật là khó chịu, ngay cả ngủ cũng không được. Được, tôi sẽ cho người đưa tới. Diệp Phàm gật đầu, gọi điện thoại cho Lô Vĩ làm tiểu tử kia giận đến nhảy ngược lên, hò hét là đang dẫn Sở Vân Y đi làm đầu, định hoãn tới ngày mai, tuy nhiên bị Diệp Phàm quát tháo nên bất đắc dĩ phải gật đầu, nói một lát nữa sẽ đem tiền đến. Diệp Phàm biết nhà gã có tiền nên giao dù ngân hàng có đóng cửa cũng phải mang tiền tới. Hai người viết hợp đồng mua bán rồi ký tên vào vì chuyện sau này còn liên quan đến nhà máy giấy Ngư Dương nên không thể qua loa, thủ tục dĩ nhiên phải đầy đủ, tránh cho người khác sau này nói xấu. Diệp Phàm bảo Yến Chiếu Nguyệt mời bí thư chi bộ thôn và một phó chủ tịch thị trấn tới làm chứng để ký vào, sợ là sau này xảy ra phiền phức gì, dĩ nhiên hắn cũng phong bì cho mấy người kia đàng hoàng. Làm hai người kia cảm ơn rối rít. Đang lúc đợi Lô Vĩ đem tiền đến, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Vu Kiến Thần bàn về chuyện hẹn đi cùng phó trưởng ban Tào. Bà chủ Yến, những máy móc này tạm thời tôi còn chưa trở đi, gửi tạm ở đây một thời gian ngắn nữa, có em của chị bảo dưỡng nên tôi rất an tâm. Như vậy đi, tôi bỏ ra tiền thuê anh ta bảo dưỡng. Tuy nhiên Yến Thu Lâm không nhận tiền mà hỏi. Diệp tiên sinh, nhà máy chỗ anh chắc không nhỏ. Chương 249, đánh hổ ở thị trấn Giác Khê. Ha ha, nguyên bản nhà máy có tới hơn ngàn người. Diệp Phàm cười nói, cũng không giấu giếm gì. Hơn ngàn người, đó là nhà máy lớn rồi, chắc là tiền vốn cũng phải mấy ngàn vạn, ha ha. Yến Thu Lâm lôi đưa đẩy. Không có, hiệu quả và lợi ích nhà máy không cao, vì thế gần đây tôi đang tìm người góp vốn để vực dậy nên mới mua thêm máy móc. Diệp Phàm lắc đầu. Cũng không phóng đại. Ai, nhà máy giấy ô nhiễm rất nặng, muốn tìm người hùn vốn rất khó. Như vậy đi Diệp tiên sinh, tôi sẽ bảo quản không công cho anh đám máy móc này. Sau này nếu anh cần tuyển thêm người vào nhà máy, tôi cũng khá quen thuộc với việc tiêu thụ và nhập hàng, trước kia cái xưởng nhỏ này của anh rể mỗi năm cũng còn kiếm được mười mấy vạn. Diệp Phàm vừa nghe thì hiểu ngay hóa ra Yến Thu Lâm định tìm việc làm. Cảm thấy Yến Thu Lâm nói năng rất lưu loát thì chắc là rất có năng khiếu kinh doanh. Để chứng minh bản lĩnh thật sự của mình, Yến Thu Lâm lại lấy ra chứng thực khi làm nhà máy giấy trước đó và một số hợp đồng tiêu thụ, chứng từ thậm chí là hóa đơn. Được, không ngờ Yến tiên sinh lại là người tài ba như vậy, nếu có cơ hội tôi sẽ suy nghĩ. Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy nếu thật sự có thể trọng dụng đưa tới nhà máy giấy Lâm Tuyền thì hà cớ gì mà không làm. Bà chủ Yến. Trần Hổ Lâm thật sự không có tiền nên muốn quỵt nợ sao? Diệp Phàm nhìn thấy cô nhi quả mẫu lại động lòng chắc ẩn muốn giúp đỡ. Hừ, thực chất là quỵt nợ, tiền đều được gã chuyển đi rồi. Hiện giờ cả ngày ăn chơi phè phỡn, lái một chiếc xe Mitsubishi mười mấy vạn, hình như giống như chiếc xe của anh. Trước kia Minh Khê chồng của Yến Chiếu Nguyệt bị gã lừa tất cả. Lúc đó vừa mới mở nhà máy, thường xuyên có một đám côn đồ tới gây rối. Sau này chính là Trần Hổ Lâm đã xuất hiện giúp đỡ Minh Khê giải quyết vấn đề, từ đó về sau mới kết giao thành bạn bè. Ai ngờ đám côn đồ đó căn bản chính là do Trần Hổ Lâm sắp xếp, đến bây giờ mới phát hiện ra. Đáng tiếc là quá muộn, Minh Khê chết thật oan uổng. Nói đến những chuyện đau lòng, nước mắt ngưng đọng trên đôi mắt đỏ của Yến Chiếu Nguyệt, theo gò má lặng lẽ rơi xuống. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rể Trần Hổ Lâm không phải là hạng người tốt. Nhưng anh rể lúc ấy giống như bị ma quỷ ám ảnh. Còn chửi chúng tôi, nói là Trần Hổ Lâm là người anh em tốt, người ta cũng không tham lam của mình cái gì. Ngay cả lúc mời khách uống rượu cũng luôn dành trả tiền, mình còn chiếm tiện nghi của người khác. Ai ngờ đã dẫn tới một con hổ tham lam, đồ khốn khiếp. Khi Yến Thu Lâm nhắc đến Trần Hổ Lâm thì lại hận đến nghiến răng trèo trẹo, hai mắt bốc lửa. Thu Lâm, đây là số phận. Được rồi, chúng ta không chọc nổi đến gã. Em đã bị gã đánh hai lần rồi. Đừng đi đòi tiền nữa, nếu đòi nữa nói không chừng sẽ bị gã đánh thành người què đấy. Yến Chiếu Nguyệt nói với vẻ mặt bi thương. Hừ, em không tin gã có thể lấy tay che trời. Chị, em thấy Trần Hổ Lâm hình như không có ý tốt với chị, cả ngày lượn lờ đi tới đi lui xung quanh lều. Em rất không yên tâm, hay là chúng tôi chuyển về nhà cũ đi. Yến Thu Lâm nắm chặt tay kêu răng rắc, sắc mặt giống như ăn thịt người. Chuyển về nhà cũ, về nơi sơn cốc hẻo lánh đó thì làm sao sống. Chị cũng không biết việc nhà nông,
hiện tại trồng ít hoa đem đi bán còn có thể sống tạm qua ngày. Dù sao mảnh đất này cũng vẫn còn thời gian thuê 3 năm. Chị nghĩ bán hoa 3 năm nữa có lẽ cũng tiết kiệm được chút tiền, đến lúc đó dứt khoát chuyển lên thành phố làm chút gì là được rồi. Yến Chiếu Nguyệt thái độ rất quyết đoán, không muốn quay về nhà cũ. Khoản tiền đó không phải Trần Hổ Lâm vay sao? Sở Tư Pháp tại sao không quản chứ? Diệp Phàm bực bội hỏi. Quản thế nào chứ? Đi điều tra về nói là một phân tiền cũng không có, thẻ tài khoản thật sự không có tiền. Chiếc xe đó cũng không phải mua với danh nghĩa của y, nói là mượn ở chỗ người bạn. Thật ra toàn bộ tiền bạc đều ở chỗ người đàn bà của y, chính là cô ả hư hỏng tên là Trương Cúc Hoa. Sở Tư Pháp cũng không có cách nào, huống hồ cũng không muốn quản, ai. Yến Chiếu Nguyệt ra vẻ bất lực. Chị, không phải chỉ tốt nghiệp Học viện Kinh tế Tài chính Thượng Hải sao? Dứt khoát chuyển lên thành phố tìm một công ty nói không chừng làm một nhân viên kế toán còn tốt hơn rất nhiều so với bán hoa này. Yến Thu Lâm đề nghị. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tiền lương một tháng hơn 300 đồng, làm sao nuôi nổi hai con người, còn không bằng bán hoa. Yến Chiếu Nguyệt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Một lát sau, Lô Vĩ lái một chiếc xe Mitsubishi màu xanh biếc chạy thẳng đến, ném ra một túi tiền từ cửa xe, sau đó thì định chuồn thẳng. Nói là Sở Vân Y vẫn đang làm tóc, phải quay về đón, bằng không đoán chừng sẽ rất phiền phức, chọc cho con hổ cái đó nổi điên, vẻ mặt rất khổ sở, giả vờ đáng thương. Xuống xe cho tôi, muốn đi ra khỏi cửa, phải cùng tôi đi làm một chuyện tích công đức đã. Diệp Phàm nhất quyết kéo gã từ trên xe xuống. Yến Thu Lâm, cậu biết chỗ ở của Trần Hổ Lâm không? Diệp Phàm hỏi. Biết, nhất định là ở chỗ nhân tình Trương Cúc Hoa của gã. Yến Thu Lâm trả lời rất chắc chắn. Lô Vĩ, cậu gọi điện thoại, kêu cục thành phố điều tra một chút về con người Trần Hổ Lâm này. Chúng ta phải dạy dỗ một chút con hổ đất này. Mẹ nó, đúng là không phải con người. Diệp Phàm vừa nói đã mắng chửi. Chuyện gì vậy lão đại? Lô Vĩ không hiểu ra sao, sau khi nghe Ngọc Mộng Nạp Tuyết kể lại thì không chần chừ nữa lập tức gọi điện thoại, chỉ một lát sau đã điều tra rõ ràng, lạnh lùng cười nói. Hắc hắc, thằng danh này căn bản là đầu gấu địa phương, thân phận không khác gì Tam Bá Lâm Tuyển các anh. Ở thị trấn Giác Khê này chính là bá chủ một phương, ban đầu căn bản chính là lừa tiền ông chủ dư. Đại ca, lâu rồi chúng ta không vận động một chút, đi thôi, mẹ nó, đi ức hiếp cô nhi quả mẫu thì còn là giống gì nữa. Được rồi, Thu Lâm dẫn đường, chúng ta đi gặp con hổ đó xem. Diệp Phàm cười nhạt quay sang nói với Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Em quay về thành phố trước đi, anh đã kêu xe đưa em về rồi, thế nào hả, tiện thể giải thích một chút với Sở Vân Y, tránh cho vĩ tử sau khi quay về không phải quỳ xuống tấm trà quần áo gì đó, ha ha ha. Lão đại, không thảm như vậy chứ, bây giờ tới chỗ nào tìm được tấm trà quần áo chứ? Lô Vĩ yên lặng một lát, cảm thấy lão đại đúng là không giữ thể diện cho anh em. Em không quay về đâu, em cũng muốn đi gặp cái tên bại hoại đó. Tốt nhất là đá cho gã hai phát mới hả giận. Em sẽ gọi điện cho Vân Y, có lẽ không cần phải quỳ đâu. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cũng nói đùa một câu hiếm hoi, chọc tức Lô Vĩ ở bên cạnh cứ trợn tròn mắt lại không thể lên tiếng. Diệp Thiên Sinh, chuyện này sao có thể làm phiền đến mọi người? Chuyện này xem như xong rồi, vừa rồi không phải anh cũng nói, Trần Hổ Lâm là bá chủ bản địa một phương. Hai mẹ con tôi không chọc nổi đến gã đâu. Yến Chiếu Nguyệt vội vàng ngăn cản. Chắc là sợ người tới từ bên ngoài như Diệp Phàm chịu thiệt, cũng sợ Trần Hổ Lâm sau chuyện này lại tìm đến tận cửa báo thù. Chị, sợ gì chứ, anh rể cũng là bị gã hại chết. Từ lâu em đã muốn tìm gã liều mạng rồi. Yến Thu Lâm nhìn Diệp Phàm đoán chừng không phải là người bình thường, nếu đã có trợ thủ thì cũng dũng cảm lên nhiều, cổ động chị mình đi đòi tiền. Không được chú ba, chuyện này nếu làm không tốt, hai mẹ con chị nhất định phải chuyển nhà rồi. Sau này làm sao mà sinh sống? Yến Chiếu Nguyệt cứ lắc đầu nhìn Diệp Phàm, hy vọng hắn đừng đi gây chuyện. Bà chủ Yến không cần sợ, có thể cô không biết người anh em này của tôi làm gì. Cậu ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Mạc Hương, mọi người không cần phải sợ. Có cậu ấy giúp đỡ, Trần Hổ Lâm có là con cọp gì, tôi cũng sẽ nhổ nanh gã. Trước đây lúc chồng cô vay tiền có viết khế ước với Trần Hổ Lâm không? Diệp Phàm hỏi. À, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy xin đội trưởng hãy giúp mẹ góa con côi chúng tôi đòi lại lẽ công bằng.
Yến Chiếu Nguyệt thoáng cái quỳ xuống đất kêu lên một tiếng, muốn khấu đầu với Lô Vĩ. Ngọc Mộng Nạp Tuyết giật mình vội đỡ cô ta dậy, nhẹ giọng nói. Không cần, hai người bọn họ đều có lòng nghĩa hiệp, chuyện của chị, bọn họ đã hứa rồi thì nhất định sẽ giúp đến cùng, không cần lo lắng. Yến Thu Lâm dẫn đường, không lâu sau đã nhìn thấy một ngôi nhà 4 tầng, bên ngoài còn xây một vườn hoa nhỏ theo kiểu hoa viên. Trong đại sảnh ở tầng 1, đèn bật sáng choang, truyền đến tiếng chạm cốc ồn ào, đoán chừng một đám đồng đảng chó má bọn chúng đang ăn uống nhậu nhẹt. Trong sân có 3 chiếc xe, trong đó có một chiếc Mitsubishi, chắc là xe của Trần Hổ Lâm. Cửa lớn mở rộng, vì vậy mọi người tiến thẳng vào trong. Bên trong thật sự là náo nhiệt, ngồi ở một cái bàn lớn có khoảng 15, 16 bợm nhậu, nam nữ đều có. Thấy đám người Diệp Phàm đi vào, một người trung niên người mặc thường phục nhãn hiệu Bát Thất Lang, khuôn mặt hơi dài hình chữ quốc, dưới hàm có một chòm râu màu đen. Nhìn qua tướng mạo có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm đứng lên có chút chuyến choáng hỏi. Tìm ai? Anh là Trần Hổ Lâm. Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Người đó nhìn thấy Diệp Phàm không trả lời, trái lại hỏi Trần Hổ Lâm, cảm thấy người đến không có ý tốt, ra hiệu bằng mắt cho mấy tên thủ hạ, hất tóc cười nói. Đúng là tôi, có chuyện gì? Nhưng khi gã liếc mắt ra phía sau nhìn thấy Yến Thu Lâm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, buột miệng hùng hổ mắng. Yến Thu Lâm, mày đúng là đồ không biết điều, bố mày đã bỏ qua cho mày 2 lần rồi. Mày thật sự tưởng rằng hổ ra bố mày là bùn đất sao? Nếu không phải nể anh rể đã chết của mày, bố mày sớm đã cho mày thành người tàn phế rồi. Hừ, thức thời thì cút nhanh, cút được bao xa thì cút, hổ ra hôm nay rất vui, không so đo với mày đâu. Anh hổ, thân hình chị gái của rất là phong tình đáng yêu, sau này nói không chừng Thu Lâm còn là em vợ gì đó của anh. Chuyện này anh nói có phải không? Lúc này một thằng nhóc tóc dài ở bên cạnh đi tới trước mặt Diệp Phàm, thò tay ra phe phẩy trước mặt Yến Thu Lâm, cười điên cuồng, nhất thời làm cho mười mấy người ngồi ở bàn toàn bộ cười vang. Cút ngay, đừng ở trước mặt tao sủa như chó thế. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng nói với thằng nhóc con. Mày là đố tạp chủng tới từ đâu mà dám quản chuyện của hổ ra? Thằng nhóc tóc dài vừa nói đến đây đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng người lướt tới, giây lát sau lại là một chuỗi tiếng động liên tiếp, định thần nhìn lại thì dựng cả tóc gáy, thanh niên tóc dài sớm đã bay xa mấy mét, đập vào cái ghế băng, lúc này nằm dưới mặt đất kêu la thảm thiết giống như heo. A bác, lên, mẹ nó, đánh tàn phế thằng này cho tao. Lúc này một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, giống như kim cương đứng bên cạnh Trần Hổ Lâm đứng dậy, cầm lấy cái ghế bên cạnh muốn hành hung. A Triệu, đợi đã. Trần Hổ Lâm cũng cảm thấy hơi chấn động, thằng nhóc này nhìn qua cũng không có gì, cao khoảng 1m76, người cũng không cường tráng, sắc mặt còn rất trắng, nhưng so với Bạch Diện thư sinh lại kém hơn một chút. Vậy tại sao hắn ra quyền lại tàn ác và cuồng bạo như vậy, sức mạnh đáng sợ, tên nằm dưới đất tên là Ngô Bác, là thủ hạ đắc lực của Trần Hổ Lâm. Thằng này rất mạnh, bình thường ra tay thì có thể 1 chọi 3. Nhưng một quyền của người này lại khiến gã bay đi mất mấy mét. Đoán chừng người này cũng có chút bản lĩnh. Trần Hổ Lâm còn là một quân nhân giải ngũ, khi còn nhỏ cũng luyện võ mấy năm với lão đầu tao bán đậu hũ hàng xóm. Sau này lớn lên tham gia quân đội, ở trong bộ đội rèn luyện thêm, nghe nói còn là đại đội trinh sát, cho nên nhãn lực không tầm thường, vừa nhìn đã cảm nhận được Diệp Phàm là con người có chút bất phàm, vì vậy mới gọi thủ hạ Chu Triệu dừng tay, cũng không phải gã hảo tâm, mà là muốn tìm hiểu một chút tình hình rồi mới nói. Người anh em họ gì? Thái độ của Trần Hổ Lâm tốt lên không ít. Diệp Phàm, Lô Vĩ. Hai người thuận miệng đáp. Các anh đến là vì chuyện của nhà họ Yến. Trần Hổ Lâm ngay lập tức đoán ra, vì phía sau có 2 chị em Yến Chiếu Nguyệt và Yến Thu Lâm. Đúng. Diệp Phàm hừ một tiếng. Lúc này Lô Vĩ chạy tới chuyển một chiếc ghế tới. Diệp Phàm cũng bình thản ngồi xuống, đốt một điếu thuốc an nhàn ngồi phun khói thuốc. Trần Hổ Lâm mày là đầu lĩnh của thị trấn Giác Khê này, vậy tao cũng xem như là đầu lĩnh và đầu lĩnh va chạm nhau. Diệp Phàm cũng không biết làm sao, giống như trời sinh đã yêu thích làm, đại ca. Kỳ thực bàn về tuổi tác hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đám người Lô Vĩ, Tề Thiên, Lô Vân, Lý Tuyên Thạch lớn hơn hắn, khi gặp hắn đều muốn gọi một tiếng anh Diệp hay đại ca. Điều này khiến cho trong lòng Diệp Phàm cảm thấy vô cùng thư thái.
thỉnh thoảng trong lòng cũng rất buồn bực âm thầm khinh bỉ mình một phen, mắng một tiếng, ti tiện, không biết có phải chịu ảnh hưởng do xem nhiều phim Hồng Kông không, tưởng rằng Huy Phong đại ca là cái gì chứ? Người anh em là tôn phái nào? Trần Hổ Lâm cũng thể hiện tư thế đầu lĩnh, thủ hạ Chu Triệu cũng đưa tới một điếu thuốc Trung Hoa, châm lửa cho hắn, hít một điếu thuốc thản nhiên hỏi. Ha ha, tôn phái của tôi rất lớn, toàn bộ Hoa Hạ. Ý tứ của Diệp Phàm là tôi lăn lộn ăn cơm chính phủ, toàn bộ Hoa Hạ đều là thiên hạ của đảng, đương nhiên cũng là tôn phái lớn rồi. Nói lời như vậy cũng không sợ rụt lưỡi, mày có bao nhiêu cân lượng, tao cũng nhổ vào. Chu Triệu và Ngô Bác gầm lên, nếu không phải Trần Hổ Lâm ngăn lại thì sớm xông vào trả thù rồi. Ha ha, nếu không qua đây gọi mấy cái. Lô Vĩ giống như một hộ vệ đứng bên cạnh Diệp Phàm, phun từng vòng khói thuốc ra khinh thường cười nói. Đừng nói nữa, chú Diệp, chuyện của nhà họ Yến hình như không có liên quan đến chú. Tôi khuyên chú ở đâu thì nên quay về chỗ đó. Còn nói về em gái Chiếu Nguyệt, tôi sẽ cảnh giác che chở cô ấy, ha ha ha. Trần Hổ Lâm lộ ra bản chất dâm đãng, liếc nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng của Yến Chiếu Nguyệt điên cuồng cười nói. Trần Hổ Lâm, mày không phải là người, đồ xúc sinh. Yến Chiếu Nguyệt giống như cũng muốn xông ra, xông lên phía trước chỉ vào mặt Trần Hổ Lâm mà chửi. Chồng tao là bị mày hại chết, hại chúng tao mẹ quá con côi, thiếu chút nữa cơm cũng không có mà ăn, trả tiền đây. Hôm nay nếu không trả tiền, tao sẽ chết luôn ở đây. Bảo bối, em mà chết thì anh Hổ đau lòng lắm. Ha ha ha, Chu Triệu cười thô bỉ. Bà chủ Yến, cô lùi xuống trước đi. Diệp Phàm hừ một tiếng. Trần Hổ Lâm, hãy bớt xàm ngôn đi, thiếu nợ trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên, chúng tôi lấy tiền rồi sẽ đi. Người anh em, thật sự muốn kiếm chuyện có phải không? Mẹ kiếp! Trần Hổ Lâm không nhịn được, lúc đang muốn tiếp tục thì cảm thấy trước mặt có một bóng người nhoáng lên. Bốp bốp bốp, sau khi mấy tiếng động vang lên, người đã bị Lô Vĩ giống như chim ưng bắt đến trước mặt Diệp Phàm. Mấy cái tát này cho dù Trần Hổ Lâm cũng có một chút thân thủ, nhưng sao có thể trở thành đối thủ của một người có cảnh giới đỉnh cao tam đoạn quốc thuật như Lô Vĩ. Đầu gã lập tức biến thành đầu heo, dỉ máu sưng phồng lên, Lô Vĩ giẫm chân lên đầu y quát. Mẹ kiếp, mày mà cũng dám kêu là đại ca của bố mày, đồ nhãi nhép. Có tin bố mày lập tức nhổ sạch lông mày không? Anh Hổ bị đánh rồi, mọi người lên. 10 tên tiện tay cầm ghế, chai rượu, đĩa ăn xông lên. Diệp Phàm sợ đám người Ngọc Mộng Nạp Tuyết, Yến Chiếu Nguyệt bị thương, thuận thế kéo cả người Yến Chiếu Nguyệt vào trong lòng rồi chuyển đến bên cạnh Yến Thu Lâm đang ở phía sau. Thân hình nhoáng lên xông vào giữa đám người, hai anh em Tả Xung Hữu Đột một hồi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 250, ông mày ở phòng tổ chức. Sau 2 phút đồng hồ, Trần Hổ Lâm đã nằm co quắp dưới đất, rên hừ hừ như heo. Tiền ở nơi đâu, nói đi. Diệp Phàm ngồi trở lại trên ghế, môi khẽ nhếch lên, đây là động tác quen thuộc của hắn, có vẻ hơi tà dị. Muốn tiền không có, muốn chết có một. Trần Hổ Lâm nằm ở dưới chân Diệp Phàm còn rất kiên cường, lớn tiếng hừ nói. À, miệng còn rất khỏe mạnh. Diệp Phàm vừa nói xong thì giẫm một cước vào bắp đùi Trần Hổ Lâm, thoáng cái đã nghe tiếng xương kêu răng rắc. Dĩ nhiên là vẫn chưa gãy vì Diệp Phàm rất có chừng mực. Nếu muốn cho người gãy tuyệt đối sẽ gãy, nếu không thì muốn gãy cũng không được, đây là sự khống chế lực lượng tinh xảo của cao thủ thất đoạn, cảnh giới đã sắp bước vào con đường lô hỏa thuần thanh. Trần Hổ Lâm đau đến nước mắt nước mũi đều trào ra, tuy nhiên tên này quả thực ngoan cố, vẫn không hề mở miệng, chỉ có người phụ nữ dáng vẻ đầy đặn kêu khóc. Hổ tử, đem tiền cho bọn họ là được, hổ tử. Người phụ nữ này chính là tình nhân của Trần Hổ Lâm, tên là Trương Hoa Cúc. Thân hình ả rất gợi cảm, tuyệt đối đủ tư cách để làm một cái ghế xa hợp cách. Tiền cái giám, Hoa Cúc, cút đi cho ông, tìm thằng khác mà nói đạo đức. Trần Hổ Lâm nằm bẹp dưới đất liều mạng dãy giụa, xem ra vô cùng đau lòng với bảo bối. Diệp Phàm có chủ ý, nhắm đúng quần Trần Hổ Lâm nhẹ nhàng giẫm một cước, cười âm hiểm. Lô Vĩ, cậu nói cái đổ dưới đúng quần của anh Hổ chúng ta có phải làm bằng thịt hay không? Không phải là thịt chẳng lẽ là đúc bằng sắt, đại ca không phải là hồ đồ rồi chứ? Lô Vĩ cũng ra vẻ, cười rất khí thế. Người anh em, cậu bảo là nếu tôi giẫm xuống một cái có biến thành một Trần Công Công không? Diệp Phàm cười nhạt,
di chân vào đúng quần Trần Hổ Lâm, dường như đang tìm vị trí. Đại ca, với lực chân của anh muốn đem đại ca Trần Hổ Lâm của thị trấn Giác Khê biến thành công công cũng hơi khó đấy, chẳng phải một cước của đại ca có thể đá gãy một khối đá xanh dày sao, tuy nhiên ở đây lại cần tinh tế. Em e là một cước của anh hạ xuống lại làm cho cả phần dưới hai trứng cũng vỡ ra thì làm sao, nghe nói nó mà vỡ ra là người cũng đi tong đấy. Hắc hắc, vì thế đại ca nhẹ chân một chút để người ta thành thái giám thôi chứ đừng chết, lỡ như xảy ra án mạng chẳng phải anh em còn phải đi đưa cơm tù cho anh sao. Lô Vĩ ra vẻ buồn bã. Lời nói của gã làm cho ả mập Trương Hoa Cúc kia tái nhợt, đột nhiên gào toáng. Dừng tay, tiền, để tôi đưa cho các anh một nửa đã, sau này sẽ trả tiếp. Một nửa là bao nhiêu? Diệp Phàm quay đầu hỏi Yến Chiếu Nguyệt, phía sau. 28 vạn. Yến Chiếu Nguyệt mừng rỡ, số tiền này cô đòi đã nửa năm mà chưa được, em trai Yến Thu Lâm thiếu chút nữa bị đánh tàn phế mà không được một đồng nào, có được từng đó cũng là may mắn rồi. Lấy ra, nhanh lên một chút, ông mày không rảnh rỗi ngồi đây. Diệp Phàm cười nhạt, lộ ra vẻ rất thân thiết. Để tôi lên lầu lấy tiền. Trương Hoa Cúc lảo đảo chạy lên lầu, không lâu sau thì cầm một túi tiền xuống, chắc là trên lầu có quỹ bảo hiểm. Đây là toàn bộ gia sản của tôi rồi, chỉ còn lại mười mấy đồng ngày mai mua thức ăn. Trương Hoa Cúc nghẹn ngào, nhìn chằm chằm vào túi tiền. Bà chủ Yến đếm đi. Diệp Phàm tiện tay ném túi tiền cho chị em Yến Chiếu Nguyệt, bọn họ đều nhìn túi tiền vẻ kích động. Diệp Phàm thấy vậy cũng hơi chua xót. Ai, tiền này vốn là của các người, cầm lấy tiền rồi chữa bệnh, xúc động làm gì chứ? Ừ, Diệp tiên sinh, không sai. Yến Chiếu Nguyệt rưng rưng. Đem chìa khóa xe ra đây, vừa khéo còn lại 28 vạn, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, xe mới này cũng chỉ mười mấy vạn, chạy một năm cũng mất giá đi nữa. Diệp Phàm đá một cái vào hông Trần Hổ Lâm làm gã rên hừ hừ, thuận chân móc chìa khóa bên hông xuống. Xe là của tôi. Ả nhân tình Trương Hoa Cúc kêu lên. Cô, có tiền mua không, có muốn mời công an điều tra thêm, cô thất nghiệp không có việc làm. Cả ngày ngồi nhà lại có thể mua được một chiếc xe 3 vạn, còn có cả nhà tầng mười mấy vạn. Chẳng lẽ cô buôn lậu ma túy? Vừa hay có thể mời công an điều tra thêm. Diệp Phàm nhìn lướt qua trang thiết bị cao cấp trong nhà thì điểm chúng ngay huyệt Trương Hoa Cúc. Tiền này vốn đúng là của bà chủ Yến, chồng người ta còn mất mạng, các người có muốn tính toán xem một mạng người bao nhiêu tiền không? Lô Vĩ chen vào. Không, không cần, tôi không cần xe, các người cứ lấy đi. Trương Hoa Cúc run bần bật, chỉ mong đám người Diệp Phàm nhanh chóng rời đi vì nhà và xe của ả là do Trần Hổ Lâm mua. Trương Hoa Cúc thì làm sao kiếm ra tiền, đơn giản là nằm ngửa ra ngủ với Trần Hổ Lâm mà ra, mà gã làm sao kiếm tiền thì Trương Hoa Cúc biết rất rõ. Trần Hổ Lâm ngoài việc buôn lậu còn mở sòng bạc ngầm, những thứ này mà điều tra ra thì chắc chắn gã sẽ ngồi tù mọt gông, vì thế Trương Hoa Cúc làm sao còn dám lên tiếng, chỉ mong sao sát tinh Diệp Phàm nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm cũng lờ mờ đoán được vì vừa rồi Lô Vĩ cũng đã điều tra, vì thế nên một mực ép đối phương xùy tiền. Người như thế nói đạo lý với gã không có ích gì, công an tới cũng chưa chắc có hiệu quả vì tiền đã bị chuyển đi rồi. Người nào, có chuyện gì xảy ra, toàn bộ đứng yên đó. Phía sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập, không lâu sau thì có 7, 8 cảnh sát oai phong bước vào. Trong đó có một cảnh sát ánh mắt sắc như dao. Chắc là đồn trưởng đồn công an thị trấn, bên cạnh là một người đàn ông rất đẹp trai, mặc một bộ hàng hiệu châu Âu. Trần Hổ Lâm vừa thấy cảnh sát đi vào thì lập tức lấy lại thần sắc, liều chết dãy giụa hô lên. Anh họ, em sắp chết rồi, bọn chúng là một đám lưu manh, giữa ban ngày ban mặt đến nhà dân chúng cướp đồ giết người. Cút ngay! Người đàn ông đẹp trai nhảy tới, đưa tay xô Diệp Phàm. Hừ, anh là ai? Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay đẩy lại. Mày là ai? Tao là trưởng phòng tổ chức, còn không mau bắt người. Y có vẻ giận dữ, gào lên làm nước miếng văng tung tóe. Tuân lệnh, trưởng phòng Vi. Đồn trưởng Dương tươi tỉnh, ra hiệu cho thủ một cái, hai cảnh sát xoay xoay cái còng sáng loáng tiến tới Diệp Phàm. Khốn kiếp, dám đến thị trấn Giác Khê chúng ta dương oai, không biết Trần Hổ Lâm là em họ của trưởng phòng Vi sao, quá vô pháp vô thiên rồi. Còn đoạt xe, đập phòng, giết người. Hai cảnh sát vừa đi còn cười ha hả. Đồn trưởng Dương, anh chưa hỏi rõ trắng đen đã bắt người. Anh phá án cũng phải hỏi rõ tình huống chứ,
chúng tôi là người bị hại, tới đây để đòi tiền. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng, vận khởi thuật dưỡng sinh lấy khí thế ép đồn trưởng Dương. Đòi tiền, Hổ Lâm, anh thiếu tiền hắn à? Đồn trưởng Dương âm hiểm cười nói, mặc dù trong lòng cảm thấy sợ hãi không hiểu vì sao khí thế của tiểu tử này đột nhiên tăng lên rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa dọa được y. Thiếu cái rắm, tên này là Diệp Phàm, tôi không hề quen thì lấy đâu ra thiếu tiền, căn bản là cướp bóc, đầu tiên là đòi giết người, sau đó Hoa Cúc đưa cho hắn 4 vạn còn đòi cướp thêm xe. Trần Hổ Lâm lấy lại dũng khí, hò hét om sòm. Ha ha, sao không nói phóng hỏa chứ? Giết người phóng hỏa đi cùng với nhau đấy. Lô Vĩ cười cười đưa tay ngăn hai cảnh sát lại, trừng mắt lạnh lẽo, mắng. Còn không lui xuống, cục công an thành phố phá án từ lúc nào tới phiên đồn công an các người xen vào. Cục công an thành phố phá án. Hai cảnh sát sau khi nghe xong thì run bắn lùi về sau, nhìn chằm chằm vào Lô Vĩ, tựa hồ chưa từng thấy. Khu Bàn Long là khu mới. Tuy nói là ngoại thành nhưng cảnh sát ở đây vốn có nhiều người quen biết với cục cảnh sát thành phố, tuy nhiên cả hai nhìn Lô Vĩ cũng phân vân, giả mạo cảnh sát trước mặt cảnh sát là chuyện không mấy ai dám làm, nếu quả thật đá trúng thiết bản thì làm sao? Vì thế cả hai vội vàng quay đầu lại nhìn đồn trưởng Dương Giao Dân, không biết nên làm sao bây giờ. Dương Giao Dân cũng giật mình, thân thể nhất thời thấp đi một nửa, liếc trộm Lô Vĩ, ra sức lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không thấy quen thuộc. Điều này cũng khó trách y vì Lô Vĩ vừa tiếp nhận chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Quách Dương cách đây không lâu. Hơn nữa Dương Giao Dân chẳng qua chỉ là đồn trưởng đồn công an của khu Bàn Long thuộc thị trấn, làm sao có thể tiếp xúc tới cấp bậc này. Chương 251, bị đàn bà chơi rồi. Tuy nhiên có thể làm đến chức vụ đồn trưởng công an thị trấn Giác Khê thì cũng không phải thằng ngốc, người ta đã dám nói là từ trên thành phố xuống phá án thì Dương Giao Dân cũng không dám chọc vào. Y vội vàng bước lên vẻ cung kính. Không biết đồng chí là người nào ở cục công an thành phố? Lô Vĩ. Lô Vĩ hừ ra hai chữ. Dương Giao Dân suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng nghĩ ra, hình như là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố vừa đổi người, tên là Lô Vĩ, lúc trước y căn bản không dám liên hệ đến người trước mặt này vì thấy. Gã còn quá trẻ, mới chừng 23, 24 tuổi. Trong đó theo lẽ thường thì đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Mạc Hương cũng phải trên 30, vì thế Dương Giao Dân nghĩ hồi lâu mới ra. Y vội vàng bước lên phía trước khom người vẻ nịnh nọt. Không biết đội trưởng Lô phá vụ án nào, có cần đồn cảnh sát thị trấn Giác Khê chúng tôi hỗ trợ không? Bản lĩnh nhìn tình thế mà chuyển biến của tên này đã tu luyện đến trình độ vô cùng thuần thục, vốn là vì nịnh bợ trưởng phòng vi mà tới bắt người. Lúc này lại lập tức thay đổi, biến thành uy hiếp người bị bắt điều tra vụ án. Diệp Phàm nghe thấy có chút sở khóc sở cười, cảm thấy kỹ xảo trở mặt của tên này thật là lợi hại. Hừ, đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố cũng không thể tùy tiện đánh người bắt người lấy tiền thưởng, đây là tác phong của các anh sao? Để tôi nói chuyện này với cục phó vi nghiêm khắc dạy dỗ lại những thứ cảnh sát như vậy một chút mới được. Trưởng phòng vi chiêm cường liếc mắt nhìn Lô Vĩ, thái độ kiêu ngạo. Vô cùng ra vẻ, hoàn toàn dùng giọng điệu dạy dỗ để nói chuyện. Người ta vốn có tư chất để kiêu ngạo, đường đường là một trưởng phòng của ban tổ chức thành ủy, trong ban tổ chức cũng là một phòng rất quan trọng. Ngay cả cục phó của cục công an thành phố nhìn thấy y cũng phải mỉm cười chào hỏi, huống hồ Lô Vĩ lại chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự còn rất non nớt. Tâm tư của Vi Chiêm Cường rất đơn giản, y là thấy vẻ mặt của đồn trưởng Dương vô cùng tức giận, thầm nghĩ, thằng nhãi. Mày định đấu với ông mày à, xem ai có thể trâu bò hơn ai. Nghe Vi Chiêm Cường lạnh lùng hừ một tiếng như vậy, đồn trưởng Dương mới nhớ ra chú út của trưởng phòng Vi, Vi Mộc Dương là cục phó cục công an thành phố, so với họ Lô chức quan còn lớn hơn nhiều. Thân hình đang thấp xuống lập tức đứng thẳng lên, lại nhanh chóng áp sát đến bên cạnh trưởng phòng Vi, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, rất có khí thế, vung tay lên nói. Đội trưởng Lô... Đã là phá án của đội cảnh sát hình sự tại sao lại chỉ có một mình anh, xin xuất trình lệnh bắt ra đây. Hơn nữa cho dù là phá án của đội cảnh sát cũng phải nhân đạo một chút, không thể giống như loại thổ phỉ đánh người cướp đồ có phải không? Ha ha, thằng danh này lại ra vẻ rồi đây, đúng là bộ dạng nô tài trời sinh. Kỹ xảo thấy gió chiều nào che chiều ấy thật là thuần thục. Diệp Phàm cảm thán đang muốn mở miệng, Lô Vĩ đã hừ nói. Phá án của đội cảnh sát hình sự thành phố chúng tôi còn cần phải báo cáo với đồn trưởng Dương Anh sao?
Tại sao lại không cần, tôi chỉ là nhắc nhở đội trưởng Lô phải theo trình tự hợp pháp mà làm, cảnh sát cố tình vi phạm cũng sẽ có người giám sát. Những chuyện khác không cần phải nói, Phó Cục trưởng Vi chính là quản lý phòng giám sát nhiệm vụ cảnh sát, tôi hy vọng đội trưởng Lô đừng phạm phải khuyết điểm. Đồn trưởng Dương cười khan, vừa nghĩ đến chỗ dựa sau lưng lập tức lại vênh mặt. Lúc này điện thoại của Diệp Phàm bỗng nhiên vang lên. Thằng danh cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sắp 11 giờ rồi, anh Tào đang sốt ruột đấy. Có chuyện gì không hay nói tôi nghe xem, mau chóng giải quyết rồi quay lại đây, thật là phiền toái. Vu Kiến Thần quát lên trong điện thoại, hiển nhiên đã cùng Tào Vạn Niên đến lầu Vân Tước trước, chắc là đã uống hết mấy ấm trà, đi tiểu mấy lần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phàm, xem ra có chút sốt ruột. Hơn nữa tính cách của Vu Kiến Thần vốn rất nóng nảy, vì thế cũng rất tùy tiện với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe thấy, con người đảo một vòng, liền nảy ra ý hay, kể lể. Ai, thật không còn cách nào, trước kia tôi có một người bà con họ xa bị một tên du thủ du thực ở thị trấn Giác Khê, tên là Trần Hổ Lâm hãm hại. Người ta giúp gã đảm bảo 50 mấy vạn, kết quả bị gã cậy là đầu gấu bản địa nhất quyết không trả tiền, cuối cùng người bà con xa của tôi phải bán cả nhà, ngay cả nhà máy cũng phải bán. Đáng tức giận hơn là cuối cùng còn bị gã làm cho tức chết. Tôi và Lô Vĩ cầm bằng chứng đến đòi tiền, ai ngờ thiếu chút nữa bị mười mấy người đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc này đồn trưởng Dương của đồn công an thị trấn Giác Khê dưới sự chỉ huy của một trưởng phòng họ Vi từ ban tổ chức thành ủy đã nhanh tay tiến hành vài thủ đoạn mà ngay cả Lô Vĩ cũng không ngăn cản được. Đoán chừng bữa tiệc trà hôm nay nhất thời không uống được rồi, họ nói tôi là giết người phóng hỏa, cướp tiền, cướp xe, phá nhà, xem tình hình có thể bị xử mấy năm rồi. Anh nói với anh Tào một chút. Tôi đúng là có lỗi với anh ấy. Ha ha. Màn trình diễn này của Diệp Phàm vẫn là tương đối đanh đá chua ngoa, khiến cho Lô Vĩ ở bên cạnh thiếu chút nữa lăn ra cười bể bụng nhưng sợ hai người nên vẫn cố nín. Hừ, đưa điện thoại cho đồn trưởng Dương, chuyện vậy mà cũng làm ra được, loạn hết cả rồi, một đồn trưởng mà lại dám ngăn cản cục công an thành phố phá án, xem ra tác phong của cảnh sát cần phải chỉnh đốn lại một chút. Vu Kiến Thần yên lặng một lúc. Đoán chừng là đang cằn nhằn mấy câu gì đó với Tào Vãn Niên. Này, có một người họ Vu muốn nói chuyện với anh. Diệp Phàm tiện tay đưa điện thoại cho đồn trưởng Dương, tên này chần chừ một lúc mới nhận điện thoại, vừa đưa điện thoại để sát lỗ tai đã nghe Vu Kiến Thần buột miệng chửi. Cậu là ai, nói tên đi. Tôi là Vu Kiến Thần ở Cục Công an thành phố. Cục trưởng Vu, tôi là đồn trưởng Dương của đồn công an thị trấn Giác Khê Dương Phó Dân. Dương Phó Dân giật bắn mình, thầm nghĩ, tiêu đời rồi, vốn tưởng rằng Nịnh Bợ trưởng phòng Vi còn có thể điều động trong vùng này, ai ngờ tên Diệp Phàm này hình như còn có quan hệ rất thân thiết với cục trưởng Vu. Nghe nói đội cảnh sát hình sự cục thành phố phá án, đồn công an các anh lại muốn ngăn cản có phải không? Còn muốn bắt người, có phải ngay cả tôi cũng phải đến đồn công an uống mấy chén không, thằng cụ nó? Đúng là ngược đời mà Vu Kiến Thần lạnh lùng chửi thẳng vào mặt. Không không dám, tôi. Dương Phó Dân lắp bắp một lúc cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hừ, khốn khiếp, theo như luật pháp mà làm việc, đòi khoản nợ của người ta về cho bố mày, nhiệm vụ này thuộc về đồn trưởng anh, không đòi về được thì đừng báo cáo với tôi, trực tiếp tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi. Vu Kiến Thần mắng tiếp. Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dương Phó Dân nhanh chóng cảm thấy hối hận, bây giờ nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Thì đều đắc tội với người của hai bên. Nếu mà làm thì trưởng phòng Vi và phó cục Vi sau này nhất định sẽ tính sổ với mình. Không làm thì càng chết sớm hơn. Đắc tội với cục trưởng Vu mình nhất định sẽ tiêu đời. Khi cân nhắc thiệt hơn thấy vẫn cần phải làm khéo léo một chút, lập tức thay đổi sắc mặt, quát lớn nói. Đem toàn bộ tiền dưới đất lên, mang về đồn công an kiểm tra cẩn thận, thiếu nợ trả tiền là đạo lý hết sức bình thường. Trần Hổ Lâm. Nói đi, lúc nào trả hết nợ? Dương Phó Dân, anh muốn làm gì? Anh không sợ mũ quan trên đầu anh bay mất sao? Vi Chiêm Cường tiến về trước cản lại, hô lớn. Bay mũ, nếu không làm bố mày sẽ lập tức bay mũ ngay, nói không chừng còn phải ngồi không trong nhà lao nữa. Trưởng phòng Vi, xin lỗi, thiếu nợ trả tiền là chuyện hết sức bình thường, một trưởng phòng lớn như anh có lẽ cũng hiểu rõ chứ. Dương Phó Dân cũng phát bực rồi. Dù sao cũng chẳng sợ gì nữa, cho nên giọng nói cũng cao đến quãng tám. Khuôn mặt không khác gì dẫm phải chó,
cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Được được, Dương Phó Dân, anh đợi đấy. Trưởng phòng Vi gọi điện thoại, đoán chừng là đang cầu đến viện binh rồi. Diệp Phàm, đòi lại tiền rồi đi đi, đừng leo nhèo như đàn bà nữa, này. Hình như bên cạnh còn có một trưởng phòng họ Vi có phải không, cổ họng cũng vang dội gớm. Ông Tào, hay là ông ra mặt đi, chúng tôi không quản được đại trưởng phòng của ban tổ chức đâu, ha ha ha. Diệp Phàm nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Phàm à, đưa điện thoại cho trưởng phòng Vi đó đi, nhãi danh này kêu mình phải nói gì mới được. Tào Vạn Niên nói thân thiết trong điện thoại. Trưởng phòng Vi, điện thoại của anh. Diệp Phàm đưa điện thoại cho Vi Chiêm Cường. Muốn làm gì? Vi Chiêm Cường thật sự tức phát điên rồi, đang muốn chửi mắng thì trong điện thoại lại truyền đến tiếng hừ lạnh quen thuộc nói. Là trưởng phòng Vi có phải không? Cậu cũng quá lớn giọng rồi đấy, đừng hù dọa đồng chí Diệp Phàm chứ. Chúng ta là viên chức của ban tổ chức, phải có tác phong của bộ phận tổ chức, không thể có dáng vẻ giống như phường lưu manh vô lại được, chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của chúng ta. Chương 252, gia tộc họ Tề. A, à, là phó trưởng ban Tào. Vi Chiêm Cường thoáng cúi xuống, khẽ khom người nhận điện thoại. Nghe nói em họ của cậu dùng thủ đoạn xấu xa mượn mười mấy vạn của người ta, còn không muốn trả có phải không? Chuyện này cục trưởng Vu của cục thành phố ở bên cạnh cũng nghe tiếng rồi, nếu không ngại để cục trưởng Vu kêu người đến điều tra một chút. Lập tức làm đi, đưa điện thoại cho chú Diệp. Câu nói sau cùng của Tào Vạn Niên rất lợi hại, trực tiếp chỉ rõ Diệp Phàm là anh em của y. Anh em là gì, ý tứ của nó không cần nói cũng biết. Gần đây Tào Vạn Niên muốn tiếp nhận vị trí của trưởng ban thiếu, tin đồn lên chức trưởng ban tổ chức cũng càng ngày càng lớn, đoán chừng là gần như chắc chắn rồi. Mặc dù Tào Vạn Niên còn chưa lên chức, nhưng người ta đường đường đang là phó trưởng ban thường vụ cấp trưởng ban, muốn xử lý mình, mặc dù nói trưởng phòng của phòng tổ chức cũng tương đối uy phong cũng là một chuyện hết sức đơn giản. Hiện tại trưởng ban thiếu đã đến thành phố Thủy Châu, trước mắt phó trưởng ban Tào chính là người đang chủ trì. Tìm một cái cớ để điều chỉnh một chút chức năng công tác, phân công nhân sự, đẩy mình đến một phòng rác rưởi, ví dụ như phòng cán bộ về hưu. Đi quản mấy ông già cũng không cần tốn bao nhiêu công sức. Cho nên trưởng phòng Vi thoáng cái tựa hồ giống như một con rồng bị rút gân, nhất thời mềm nhũn, lúc này lại quét mắt nhìn lướt qua người em họ Trần Hổ Lâm đang ngồi dưới đất, Vi Chiêm Cường thật sự muốn xông lên hung hăng đạp cho gã một cước, trong lòng chửi bới, mẹ kiếp. Suốt ngày không chịu học hành tử tế, bố mày thiếu chút nữa cũng tiêu đời theo. Chuyện này cho dù có phải xong đời hay không, sau này trong mắt trưởng ban Tào đoán chừng mình cũng mang tiếng rồi. Có thể trước đó khi chưa có tiếng tăm gì, cả ngày chỉ muốn có tiếng, lúc này có tiếng rồi lại càng sợ hết hồn hết vía, vì đây tuyệt đối không phải là danh tiếng đi theo khuynh hướng trước đó. Mang tiếng xấu rồi. Sau khi bỏ điện thoại xuống, trưởng phòng Vi lập tức nhăn mặt nói. Hừ, cả ngày không chịu học cái tốt, lập tức đem tiền trả cho người ta đi. Bây giờ, em... tạm thời chưa lấy ra được, còn thiếu 28 vạn. Anh họ buông tay không quan tâm, Trần Hổ Lâm cũng giống như bị người ta rút gân, nhất thời mềm nhũn. Trước kia bản thân gã có thể xưng vương xưng bá ở thị trấn Giác Khê không phải vì nhờ có anh họ chống đỡ cho, nếu không sớm đã bị người ta lột ra. Đừng giở trò với tôi, Trương Cúc Hoa, nhanh đem ra đây, có phải thật sự muốn cùng đồn trưởng Dương đến đồn công an uống trà nói chuyện không? Vi Chiêm Cường là người rất hiểu em họ của mình. Em, để em đi lấy chấm ANS vì anh đừng tức giận. Trương Cúc Hoa bất đắc dĩ đành phải chạy lên lầu. Đúng là mất cảnh giác, thiếu chút nữa bị con đó chơi rồi. Lại có thể giở thủ đoạn lừa gạt mình, xem ra mình vẫn còn mềm lòng quá, không nỡ xuống tay độc ác với phụ nữ. Được rồi, đây là sai lầm của mình, phụ nữ là dùng để yêu thương, làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay được. Trong lòng Diệp Phàm chợt u ám, thiếu chút nữa buột miệng mắng ra, nhưng suy nghĩ một lúc lại bình thường trở lại. Cuối cùng 56 vạn cũng mang đến đủ, còn kết toán được lợi tức 4 vạn của nửa năm, cuối cùng Yến Chiếu Nguyệt nước mắt đầy mặt nhận tiền. Đương nhiên, gần 60 vạn tệ cũng quá nặng, phải để Yến Thu Lâm đeo một cái túi to trên lưng. Trần Hổ Lâm, chuyện này xem như kết thúc, tôi hy vọng sau khi anh trải qua chuyện này đừng gây ra chuyện gì thêm nữa. Nếu như bất cứ người họ hàng nào của tôi gặp phải thương tổn gì ở thôn Giác Khê các anh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hừ,
Diệp Phàm hừ một tiếng rồi bước lên xe. Trần Hổ Lâm, anh đừng tưởng rằng đại ca tôi nói đùa với anh, hắc hắc, chỉ cần tôi muốn điều tra anh thử nghĩ xem, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự muốn điều tra một người chẳng ra gì như anh thì không hề có một chút khó khăn gì. Sau chuyện này hãy thành thực một chút cho ông mày. Bà chủ Yến, đây là số điện thoại của tôi, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện đến cho tôi. Đại ca, em đi trước đây, Vân Y sẽ mắng tàn đời luôn, lần này xem như cũng xong đời, cô Nạp Tuyết, cô đợi giải thích cho tôi một chút. Đồng chí Lô Vĩ sau khi quăng hết vẻ hung tợn lại lộ vẻ đáng thương van xin Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Chuyện này rất khó, tính cách của Vân Y, anh không phải không biết, được rồi, tôi sẽ nói chuyện thử xem, có tác dụng hay không cũng không biết. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cuối cùng cũng tìm được cơ hội để cho tên đội trưởng châu bò này một bài học. Mấy người đưa Ngọc Mộng Nạp Tuyết đến nhà Sở Vân Y, nhưng cô ta vẫn chưa quay về, sau đó Diệp Phàm chạy thẳng đến Vân Tước Lâu. Vân Tước Lâu, tòa lầu này quả đúng như tên gọi của nó, vì nhìn từ bên ngoài quán này giống như một con chim sẻ màu xanh đang bay lượn trên không trung, ở dưới lầu là tầng tầng phiến đá màu trắng ngà, phía trên còn điêu khắc rất nhiều sợi bông phấp phới giống như hình đám mây. Bên trong thiết kế vô cùng ưu nhã, có hòn non bộ suối nhỏ róc rách, rễ của cây nhỏ đan xen vòng xung quanh giống như một ông già đang nằm ngủ, từng viên đá vũ hoa sáng bóng bao quanh. Đi vào phòng, toàn bộ đồ đạc đều là gỗ thật được chạm trổ tinh xảo. Diệp Phàm vừa cởi giày thì một cô gái thanh tú nhẹ nhàng tiến lên trước giúp, bưng tới một bát canh thuốc được hầm trong một cái chậu, nhẹ nhàng vuốt ve rửa đi mùi thối ở bàn chân. Tuy nhiên cũng đừng hiểu lầm. Cô gái này chính là người phục vụ nghiêm túc, không phải là người mà những cô gái ở tiệm uốn tóc ngâm chân có thể so sánh được, không mang theo một mùi vị nhục dục nào. Sau đó mới có thể tiến vào bên trong phòng VIP, chân không đi trên sàn nhà bằng gỗ có vân cổ xưa, thưởng thức hương trà nhàn nhạt, thật sự là thư thái. Thần kinh đang bị kéo căng thoáng cái liền buông lỏng, đúng là một nơi lý tưởng để thư giãn tâm tình, cách xa cuộc sống ồn ào. Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần đang nhắm mắt thưởng thức hương trà tinh khiết, một gốc cây cực lớn được đặt ở giữa bàn. Gốc cây ở giữa ôm lấy chiếc ghế xoay nhỏ bằng gỗ thật, ấm trà và chén trà cũng đặt trên một gốc cây, thiết kế vô cùng tinh xảo, có thể chuyển động tự do. Đến rồi à? Vu Kiến Thần khẽ mở mắt liếc mắt nhìn Diệp Phàm, chỉ vào một chiếc ghế xoay nhỏ. Dạ, để anh Vu, trưởng ban Tào phải đợi lâu rồi, thật sự thất lễ quá. Diệp Phàm vội vàng tạ lỗi. Ha ha, chú Diệp không cần phải để ý quá mức, bọn anh thưởng trà thì thời gian có là gì, quan trọng là mùi vị của trà, không sao cả. Tào Vạn Niên vô cùng điềm đạm, chân không giống như một ẩn sĩ sơn giã, không có một chút nào giống như một phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức thành ủy quyền cao chức trọng. Diệp Phàm lơ đãng nhìn lướt qua một chút, phát hiện Tào Vạn Niên mặc dù nói 37, 38 tuổi rồi nhưng bàn chân nhìn qua lại vô cùng trắng trẻo. Gần giống như bàn chân của một cô bé. Hắn bất giác cảm thán chức quan càng cao thì người ta càng biết cách chăm sóc cơ thể, đâu giống như mình, mới có chút tuổi mà hai chân đã đầy sẹo lồi lõm, gần giống như một khúc cây vậy. Chân của anh Vu cũng thua kém rất nhiều, dù sao bộ phận công tác cũng khác nhau. Chú Diệp, anh Tào đã gọi chú là chú Diệp, sao chú lại gọi là trưởng ban Tào, cái này có phải là có chút khách khí không? Vu Kiến Thần ám chỉ. Rót cho Diệp Phàm một chén trà rồi nói chuyện đạo lý. Vạn vật trong vũ trụ đều có tinh hệ tương ứng. Ví dụ như hệ mặt trời tương ứng với trái đất của chúng ta, chẳng qua là một bộ phận trong hệ ngân hà. Bên trong hệ ngân hà mênh mông lại là tinh hệ lớn hơn, không có một ngôi sao nào có thể sinh tồn độc lập được. Bao vây xung quanh nhất định là có rất nhiều ngôi sao nhỏ lượn lờ, nói một cách thông tục một chút chính là từng vòng tròn. Vòng tròn nhỏ vòng tròn lớn. Từng vòng tương ứng hình thành vũ trụ mênh mông vô cùng. Vu Kiến Thần nói đông nói tây, Diệp Phàm nghe có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút bỗng nhiên giác ngộ đây là anh Vu đang chỉ điểm cho mình. Ý của y là xã hội loài người giống như rất nhiều tinh hệ của vũ trụ, có từng vòng tròn nhỏ lại phụ thuộc vào vòng tròn lớn. Người không muốn tiến vào vòng tròn cuối cùng nhất định sẽ trở thành ngôi sao lẻ loi. Mà kết quả của những ngôi sao lẻ loi bao giờ cuối cùng cũng là chìm mất hoặc là bị hủy diệt vì vòng tròn là hợp lực của rất nhiều người, bẻ gãy một đôi đũa thì rất dễ dàng, nhưng đồng thời bẻ gãy một bó đũa thì lại không hề dễ dàng. Ha ha, anh Tào, anh Vu, tiểu đệ em xin lấy trà thay rượu, mời hai anh một chén. Diệp Phàm giơ chén trà lên, thái độ rất chân thật,
sau khi uống cạn một hơi cười nói. Anh Vu, đây là lý luận về đại vũ trụ, tiểu đệ em cũng cảm động lây. Em nghĩ vòng tròn đại vũ trụ cũng có chút giống như vòng tròn quan chức trên quan trường, em là một người thô kệch, hôm nay đã mở miệng gọi anh Tào, sau này xin anh Tào dạy bảo nhiều hơn cho tiểu đệ rồi. Ha ha, có thể quen được với anh Tào, tiểu đệ em thật sự vô cùng may mắn. Khách sáo gì chứ, nhãi danh nhà cậu, chuyên môn phá hoại phẩm trà của chúng tôi. Ai, còn cần phải tôi luyện thêm, biết là một chuyện, biết rõ ràng lại là một chuyện khác, hiểu được lại càng là chuyện khác. Không tiện nói ra, bản thân phải tự mình lĩnh ngộ mới được. Ha ha ha, không sao, những thứ mà văn nhân cao nhã hay làm tôi cũng không quen. Vu Kiến Thần mỉm cười trước. Ai, lão Vu, anh đã tu luyện mười mấy năm mà vẫn chưa thành chính quả. Chú Diệp vừa mới nhập môn làm sao có thể thỉnh cầu quá cao chứ? Ha ha, Tào Vạn Niên cũng vui vẻ nói. Mấy người nói đủ thứ chuyện rất là rôm rả, dĩ nhiên Diệp Phàm chăm chú lắng nghe, từ đó tinh tế thưởng thức một chút một số chuyện nhỏ trên quan trường. Cảm thấy Tào Vạn Niên nếu từ phương diện kinh nghiệm mà nói thật sự rất tài giỏi trong việc xử lý công việc thuận lợi một cách âm thầm. Trong lúc lơ đãng tâm tư của Diệp Phàm đã âm thầm thay đổi, thứ cảm nhận được cũng có một phen thu hoạch, xem như là rơi vào trung thừa. Lý luận của Vu Kiến Thần có mùi vị của văn hóa thổ phỉ, đường lối rất mạnh mẽ, quả quyết, nhưng Vu Kiến Thần cũng không mất đi sự tàn nhẫn, nói vòng vo cũng đồng dạng như vậy, xem như là rơi vào hạ thừa. Diệp Phàm đối chiếu lời nói của hai con người châu bò này, cảm thấy con đường quan chức phải đi mấy tháng tới của mình quá mức chuyên chế, thuần túy chính là lấy võ đạo để đi lại trên quan trường. Không phải duỗi tay thì phải nhấc chân, nghiêm trọng hơn chính là rút đao tương trợ. Tuổi trẻ khí phách càng lớn, đối với lãnh đạo có sự bất kính, nhiều lúc cũng quá khoa trương điên cuồng. Ấn tượng để lại cho lãnh đạo chính là đồ hay gây sự, dùng để xông pha chiến đấu còn được, thật sự muốn trở thành người có khả năng làm lãnh đạo thì khó có khả năng, vì loại làm việc không có đầu óc nếu như gặp phải chuyện lớn sẽ gây họa. Bản thân mình giống như con ruồi không đầu bay loạn mấy tháng nay còn không phải là do Tần Chí Minh và Lý Hồng Dương ở trên đập một chết một nhát hay sao? Lần hành động này đã rơi vào thế hạ hạ thừa trong quan trường rồi. Ai, mình cũng không mơ mộng gì cao xa, có thể rơi xuống hạ thừa là thỏa mãn rồi, đừng có hạ hạ thừa là được. Diệp Phàm, anh mày nói với chú một câu từ tận đáy lòng, lão Tào là bạn học với anh, hiện tại càng là anh em thân thiết. Lần này lão Tào muốn từ vị trí phó trưởng ban thường vụ trèo lên chiếc ghế trưởng ban tổ chức thị ủy gặp phải phiền toái lớn. Muốn ngồi lên địa vị cấp thực quyền giống như chúng ta đã là khó như lên trời rồi, lần này vị trí lão Tào muốn tranh chấp còn là thường vụ, so với anh lúc trước còn khó hơn mấy lần. Vu Kiến Thần bỗng nhiên đề cập đến vấn đề chính của tối nay. Tào Vạn Niên là người trong cuộc nhưng lại không lên tiếng, đoán chừng cũng có chút khó xử vì một phó trưởng ban thường vụ cấp trưởng ban lại phải đi nhờ vào một phó bí thư thị trấn cấp phó phòng. Lúc trước phải làm nền nhiều như vậy. Hạ thấp lòng tự trọng của bản thân để kết giao với Diệp Phàm. Còn không phải vì thời khắc này sao? Nói trắng ra thì cũng gọi là lợi dụng, nhưng Tào Vạn Niên vì tình thế bức bách, thời gian cũng gấp gáp lắm rồi. Diệp Phàm lập tức hiểu ra, người ta khẳng định nhận mình là anh em đó là vì trong tay mình đang có thứ đáng dùng. Tuy nhiên có thể quen được người anh em như Tào Vạn Niên, trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là Diệp Phàm thật sự không biết bản thân nên làm như thế nào để giúp đỡ anh Tào vừa mới quen biết nên nói vẻ hơi ngượng. Anh Vu, anh nói em nên làm như thế nào? Tôi cũng nói thật với cậu, người nhà của Tề Thiên, có lẽ có thể giúp được lão Tào. Vu Kiến Thần thần bí hạ giọng, kỳ thực phòng VIP của Lầu Vân Tước đều có cách âm, cho dù phòng sát vách cũng không nghe thấy được. Người nhà Tề Thiên, chuyện này thật sự em không biết rõ lắm, như vậy đi, em sẽ đi hỏi thăm trước. Diệp Phàm ngoài miệng trả lời, nhưng trong lòng thì cả kinh, thầm mắng, nhãi danh, định giấu giếm ông mày à, người cùng một nhà mà không nói toạc móng heo là có chỗ dựa vững chắc như vậy. Khó trách tuổi còn trẻ lại có thể trèo lên được vị trí tiểu đoàn trưởng thiếu tá Liệp báo. Nhưng trong nhà gã rút cuộc là có đại nhân vật nào chứ? Được, được, nghĩ cách để hỏi dò trước xem. Dĩ nhiên, phải chú trọng ngôn ngữ, đừng nói trắng trợn ra quá, chọc vào người ta chỉ thêm phiền phức. Vu Kiến Thần luôn miệng khen tốt, Tào Vạn Niên cũng nở nụ cười khen ngợi hiếm có gật gật đầu. Thật ra tâm tình của Tào Vạn Niên lúc này rất là phức tạp,
chỉ sợ cuối cùng Diệp Phàm hỏi ra chân tướng thì cũng phải mất nửa ngày rồi. Bản thân đã mất mặt đi nhờ cậy một phó bí thư thị trấn, cuối cùng lại thất bại, không phải sẽ trở thành một trò cười cực lớn sao? Cho dù là hỏi ra nhưng muốn tiếp cận cũng là vấn đề lớn, cho nên tâm tình của Tào Vạn Niên cũng vừa mừng vừa lo, rất là khó xác định. Đợi em nghĩ xem nên hỏi như thế nào, phải nghĩ ra một cái cớ tương đối tốt. Diệp Phàm nhắm mắt suy nghĩ, một lát sau mở mắt ra cười, gọi điện thoại. Tề Thiên à, chưa ngủ sao? Diệp Phàm hỏi. Chưa, đang ở nhà. Tề Thiên đáp, cũng cảm thấy hơi lạ vì lúc này mà anh Diệp còn gọi điện thoại đến, đoán chừng là có chuyện gì rồi. Là như vậy, hôm đó tư lệnh cố của phân khu quân Mạc Hương ở trong cuộc họp thường vụ nghe nói có giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện giờ tôi cũng có tên trong danh sách lớp bồi dưỡng anh tài xuyên thế kỷ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải làm sao để cảm ơn tư lệnh cố một chút. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì tôi và tư lệnh cố cũng không quen biết, ông ấy tại sao lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ ra hôm đó nghe nói là cậu có nói mấy câu với tư lệnh cố có phải không? Diệp Phàm hỏi. Nghe thấy Diệp Phàm hỏi như vậy, Phù Kiến Thần và Tào Vạn Niên đưa mắt nhìn nhau, âm thầm khen ngợi, thầm nghĩ, nhãi danh này thật sự là thông minh, mở đầu rất khéo. Lỗ tai của hai người đương nhiên cũng mở lớn hết cỡ để chuẩn bị lắng nghe. À, đúng là em có nói mấy câu, chúng ta là anh em, chút chuyện nhỏ này cũng không có gì. Tề Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. Hừ, đã gọi tôi là đại ca, tại sao còn có chuyện giấu tôi, viên lôi âm cửu long hoàn cậu không muốn có phải không, còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi. Diệp Phàm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng làm cho Tề Thiên bị hù dọa đến mức chân tay run rẩy, âm thầm buồn bực, đại ca làm sao vậy? Lẽ nào uống nhầm thuốc rồi mà tức giận như vậy, không phải là bị nữ nhân nào đó chơi khăm rồi chứ? Chuyện này cũng không có quan hệ đến mình thật là oan ức. Gã vội vàng hỏi, lão đại, chuyện này rút cuộc là nói như thế nào, em cũng không có chuyện gì che giấu. Không giấu, tôi nghĩ không thông, Tề Thiên cậu là ai chứ? Là một thiếu tá liệp báo mà có vai vế lớn đến nỗi có thể ra lệnh cho đại tá tư lệnh cố của quân phân khu Mạc Hương, mạo hiểm đắc tội với người ta, vì một con sâu gióm nhỏ như tôi mà kêu gào trợ uy sao. Chương 253, nửa đêm gặp thiếu phụ xinh đẹp. Diệp Phàm lại hừ lạnh một tiếng, mồ hôi của Tề Thiên cuối cùng cũng toát ra, cầm lấy điện thoại lẩm bẩm nói. Đại ca, em thật sự không có bản lĩnh này, người ta là cùng cấp bậc với đoàn trưởng Thiết. Còn em là dễ hành nào chứ? Chuyện này quan trọng là nể mặt mũi của cha em, là chiến hữu của ông ấy. Thậm chí là loại quan hệ chiến hữu sống chết có nhau, cho nên lúc ấy em cũng là tận dụng cơ hội, ha ha. Tề Thiên vội vàng giải thích, gã vẫn thật sự sợ nếu Diệp Phàm lại hừ lạnh một lần nữa thì tình cảm anh em sẽ gặp trở ngại mất đi. Trong thời gian qua, không dễ dàng gì mới tạo được chút tình cảm với người thanh niên xuất sắc này. Công lực của bản thân cũng có hy vọng đột phá được tam đoạn quốc thuật. Đây cũng là lý tưởng của Tề Thiên, chuyện này nếu thất bại Tề Thiên thật sự không dám tưởng tượng bản thân sẽ chán trường đến mức nào. Hơn nữa đại ca Diệp Phàm cũng là một người rất coi trọng tình cảm anh em, Tề Thiên cho rằng rất đáng để kết giao với hắn. Ha ha ha, lẽ nào cha cậu lại là một đại nhân vật gì sao? Diệp Phàm đi vào chủ đề chính, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên tự nhiên. Tựa hồ giống như lơ đãng hỏi mà thôi, thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cũng không tính là đại nhân vật gì đó, Tề Chấn Đào đoán chừng anh không nghe nói đến rồi, công tác ở tỉnh ủy thôi. Như vậy đi đại ca, dù sao ngày mai anh cũng phải tới Thủy Châu, dứt khoát anh phải đến nhà em chơi một chút, làm quen với ông ấy. Nhưng nói thật, em thật sự có chút sợ cha em. Anh gặp ông ấy đừng nhắc đến chuyện xe cộ là được rồi, ha ha. Tề Thiên nói đến cha của gã lại có chút chột dạ, tựa hồ nhìn thấy khi Diệp Phàm gặp Tề Chấn Đào, dáng vẻ chật vật, tay chân luống cuống, nhất thời thất thanh cười ra tiếng. Sợ gì, bình thường thôi, anh tốt xấu gì cũng đã gặp qua bí thư, chủ tịch rồi, chính là phó bí thư Tả của thành phố Mạc Hương cũng gặp qua rồi, chỉ có quan lớn tỉnh ủy thật sự là chưa từng gặp qua, nhưng cũng là người có hai lỗ tai, một cái miệng, có gì phải sợ. Diệp Phàm cố ý ra vẻ là người mạnh mẽ. Được, ngày mai đến rồi nói tiếp, đến lúc đó đừng đái trong quần là được. Tề Thiên lắc đầu, quan uy của Tề Chấn Đào lại cộng thêm khí thế của Thiết Huyết quân nhân, có thể đè sập người khác.
Gã không tin Diệp Phàm lúc gặp không có một chút hoảng sợ nào. Được, đợi một chút, tôi đi vệ sinh một chút lát nữa nói chuyện. Diệp Phàm cúp điện thoại rồi nói với hai người kia. Cậu ấy nói cha cậu ấy tên là Tề Chấn Đào, làm ở tỉnh ủy, nói là ngày mai kêu tôi tới nhà cậu ấy chơi. Anh Tào, anh Vu, Tề Chấn Đào là ai? Diệp Phàm hỏi, thật sự cũng không biết Tề Chấn Đào là thần thánh phương nào. Ha ha ha, Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần có chút vui mừng như điên, nhưng che giấu rất tốt. Vu Kiến Thần cười nói, chú Diệp, chú kiêu ngạo rồi. Dám gọi thẳng tên nhân vật nổi tiếng có vị trí xếp thứ 5 của tỉnh Nam Phúc chúng ta. Phó Chủ tịch Tề, lại còn thêm danh hiệu thường vụ, cũng chính là thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh. Trong mười mấy thường vụ tỉnh ủy, ngoài bí thư, chủ tịch tỉnh và hai phó bí thư chuyên trách ra thì người tiếp theo chính là ông ấy. Đoán chừng ngay cả bí thư Dương Quốc Đống của tỉnh chúng ta gặp ông ấy chân cũng run rẩy. Ha ha. Chú lợi hại thật, anh Vu tôi bái phục. À, trời ạ, Phó Chủ tịch thường vụ tỉnh. Chuyện này, Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc, há hốc miệng khiến cho Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần cười sằng sặc. Nói không sợ chính là nói dối, người đó là tai to mặt lớn chân chính trên quan trường, mình ở trước mặt ông ấy thật sự trở thành con tôm nhỏ. Anh Tào, em định ngày mai mời khách ở Thủy Châu, món ăn là đặc sản rừng núi, chế biến thêm một loại thảo dược đặc biệt. Món này các anh hôm đó ở quán rượu Xuân Hương của thị trấn Lâm Tuyền cũng đã ăn rồi. Chính là lẩu sói chuột lông xanh, mùi vị rất ngon. Diệp Phàm tự tin. Dĩ nhiên rất ngon, có thể nói là đại bổ vô cùng. Chú Diệp, tối hôm đó tôi bị chú hại cho thê thảm, chị dâu của chú bị tôi quần suốt 2 ngày, ha ha. Tính cách thổ phỉ của Vu Kiến Thần lại thể hiện rồi, đem cả chuyện bí mật làm với vợ mình nói ra, khiến Diệp Phàm cảm thấy vô cùng thân thiết. Ý tứ của chú Diệp chính là làm một món đặc sản thú rừng đến Thủy Châu mời Phó Chủ tịch tỉnh thưởng thức. Đây thật sự là chủ ý không tệ. Tào Vạn Niên khen ngợi, nhìn chằm chằm vào Vu Kiến Thần nói tiếp. Vấn đề món đặc sản núi rừng này, anh Vu sẽ phụ trách. Anh làm công an, chắc là cũng có quen bên kiểm lâm, kiếm một con thú rừng chắc cũng không khó, tuy nhiên không thể là động vật cần bảo vệ cấp 1, cấp 2 của quốc gia, bằng không sẽ tạo ra phản cảm cho Phó Chủ tịch Tề. Được, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại hỏi thăm, có lẽ không khó. Vu Kiến Thần lập tức ra ngoài gọi điện thoại, mười mấy phút sau quay trở lại trước rễ cây vui vẻ. Lão Tào, đúng là may mắn, thật sự là bắt được một con sói chuột lông xanh. Anh chàng bên huyện Hồng Mạch gọi điện tới, nói là vừa mới bắt được còn chưa giết, nặng gần 100 cân, lúc ban đầu mọi người còn tưởng là heo rừng. Sau khi nhìn kỹ mới nhận ra là sói chuột lông xanh. Tôi đã bảo y mang tới ngay đêm nay, lần này chú Diệp có thể thể hiện tài năng rồi. Đem chế biến thành lẩu thảo dược, đảm bảo cực ngon. Tề Thiên, ngày mai tôi định mời khách ở Thủy Châu, làm một con sói chuột lông xanh rất lớn. Đoàn trưởng Thiết cũng gọi tới thưởng thức một chút, anh muốn tìm một chỗ nào đó giết thịt lột ra làm một nồi lớn uống với rượu Mao Đài mới đủ mùi vị, cậu có chỗ nào hay hay không? Diệp Phàm lại gọi điện thoại cho Tề Thiên. Để em nghĩ xem. Tề Thiên cũng vui mừng kêu lên, một lát sau cười nói. Có một quán rất hay, gọi là quán lẩu Lão Vương, sắc thuốc ở đó thì tuyệt đối là cực phẩm, em sẽ đặt một bàn lớn cho anh trước. Mời 10 người tới không thành vấn đề, không đông người quá chứ. Đoán chừng có khoảng 10 người, đến lúc đó hãy nói. Nhưng cha cậu sẽ tới chứ? Diệp Phàm hỏi. Nếu là đi chỗ khác có lẽ không nói trước được, nhưng lần trước anh làm một nồi lẩu sói chuột lông xanh, em cũng mang về hầm cho cha em nếm qua rồi. Sau đó cứ ép em. Kêu em làm thêm một nồi nữa. Em làm gì có bản lĩnh đó, thuốc em cũng không biết chế biến, thử mấy lần thì mùi vị tệ mấy lần, suýt chút nữa bị ông ấy mắng cho mất mặt. Vẫn là đại ca nấu là ngon nhất, đủ vị, ăn xong lập tức muốn đi cua bạn gái. Lần này dược tính của anh phải làm dữ dằn một chút, cha em thích mùi vị đó, cứ để ông ấy nếm thử, ha ha. Anh chàng Tề Thiên này thật sự muốn ám hại cha mình, tuy nhiên sau khi nghĩ lại thì hỏi thêm một câu. Đại ca, thuốc đó không có tác dụng phụ chứ? Không có, về điểm này cậu cứ yên tâm, thuần túy chỉ là đồ đại bổ thôi. Chỉ cần không phải uống hàng ngày thì không có vấn đề gì, hơn nữa thuốc đó cũng không rẻ, muốn uống hàng ngày cũng không có. Nếu sợ, nhãi danh cậu đừng ăn là được phải không? Diệp Phàm cười cười. Hắc hắc, em đây súng đạn còn không sợ, sợ gì chút chuyện vặt đấy chứ?
Tề Thiên hùng hổ. Sau khi cúp điện thoại, báo địa điểm với Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần xong, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ, mấy người liền giải tán, hẹn khoảng 4 giờ chiều mai gặp nhau ở quán lẩu Lão Vương. Vu Kiến Thần lần này mặc dù nói không có chuyện gì cần xin giúp đỡ, nhưng có thể kiếm được cơ hội làm quen với Phó Chủ tịch Thường vụ Tề Chấn Đào cũng là một món lợi lớn. Mặc dù nói người ta chưa hẳn muốn gặp mình, nhưng quen mặt trước lúc nào cũng có ích. Qua 2-3 năm sau khi nền tảng ở Cục Công an thành phố thật sự ổn định, khẳng định cũng rất có tiềm năng tiến vào chiếc ghế thường vụ. Đối với Diệp Phàm mà nói hắn cũng âm thầm vui mừng, Tào Vạn Niên nếu có thể lên chức lập tức chính là thường vụ, quyền uy tương đối lớn. Hơn nữa chiếc mũ quan quản lý này, sau này muốn cất nhắc mình lên trên cũng nhanh hơn không ít. Hoa Hạ chính là như vậy, truyền thống phong kiến mấy ngàn năm qua vẫn tồn tại. Có người làm quan trong triều, cả họ được nhờ là chân lý kiên cố từ xưa tới nay, là quy tắc đã trải qua kiểm nghiệm thực tế. Nhìn đồng hồ mặc dù đã 12 rưỡi đêm, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa có thời gian ngủ. May mà buổi trưa có tranh thủ ngủ được một giấc, hơn nữa sau khi tu luyện dưỡng sinh thuật, tiềm năng cơ thể đã đề cao rất lớn, 2-3 đêm không ngủ cũng có thể chịu đựng được. Diệp Phàm lái xe chạy thẳng đến xưởng giấy của Yến Chiếu Nguyệt. Hắn định gọi điện thoại trước, nhưng mãi không có người nhận, vì vậy chạy thẳng tới đây. Mặc dù nói người ta là cô nhi quả mẫu, đến như vậy thật ra có chút đường đột, nhưng may mà em trai của Yến Chiếu Nguyệt cũng đang ở cùng, bằng không quá nửa đêm tìm đến, Diệp Phàm thật sự không dám đi quấy rầy người ta, tránh cho mình vướng vào lời đàm tiếu của người khác. Khi đến chỗ xưởng giấy hắn khẽ giật mình vì hiện giờ ở đây đang có rất đông người, trong nhà máy đèn điện mở sáng choang. Trong chỗ để máy móc mà Yến Thu Lâm ngủ, lúc này có 10 người đang nói chuyện cười nói rôm rả, cũng không biết là người nào. Thấy Diệp Phàm đến, Yến Thu Lâm cũng có chút ngạc nhiên, không biết đêm hôm khuya khoắt hắn tới đây làm gì, tuy nhiên cũng không hỏi gì mà vội vàng kêu chị gái tới đón vào trong. Đêm khuya quấy rầy như thế này thật sự có chút đường đột, nhưng ngày mai tôi phải tới Thủy Châu, cho nên không có thời gian, vì vậy phải tới đây có một chuyện cần bàn bạc với hai người, thấy đêm khuya đông người như vậy cũng hơi kỳ lạ. Diệp Phàm cười hỏi. Dư Thảo Thảo thấy Diệp Phàm thì rất vui vẻ, chắc cô bé cho hắn là người tốt cho nên cũng không sợ hãi. Hơn nữa cô bé cũng mới được 9 tuổi, lập tức nhào tới trước người Diệp Phàm, lắc lắc cánh tay của hắn luôn miệng kêu chú Diệp, miệng lưỡi rất là ngọt ngào. Diệp Phàm cũng cảm thấy rất vui vẻ, tiện tay bế ngồi lên đầu gối, lấy từ trong cặp da ra một con búp bê vải nhập khẩu rất tinh xảo đưa cho cô bé, Dư Thảo Thảo vui mừng đến mức thân thiết hôn lên mặt Diệp Phàm một cái. Thảo Thảo xuống đi, đừng làm phiền chú Diệp nữa. Tinh thần của Yến Chiếu Nguyệt hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều vì đã đòi được tiền, áp lực cuộc sống bớt đi rất nhiều cho nên tinh thần con người cũng thoải mái trở lại. Cậu, cháu muốn đi vệ sinh. Dư Thảo Thảo đột nhiên kêu lên. Được rồi, để cậu dẫn cháu đi. Cháu xem cháu kìa, ăn đau cả bụng, hôm nay đã đi vệ sinh 4 lần rồi. Yến Thu Lâm cười bế Dư Thảo Thảo tới nhà vệ sinh bên ngoài. Trong nhà máy chỉ còn lại Diệp Phàm và Yến Chiếu Nguyệt. Yến Chiếu Nguyệt đi tới gần Diệp Phàm khẽ mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh lõm sâu rất hút hồn, giống như làm nền cho hoa hồng trong nhà máy, khiến anh chư Diệp Phàm thiếu chút nữa rớt tròng mắt, khó khăn lắm mới nuốt nước bọt vào trong, nhanh chóng liếc mắt về phía trên đánh trống lảng, thầm nghĩ, lúc ban ngày thật sự không nhìn kỹ thiếu phụ xinh đẹp Yến Chiếu Nguyệt này, nghe nói cũng không quá 27 tuổi. Lúc này đứng giữa bùi hoa trong ánh đèn, như cùng với ánh đèn, đóa hoa làm nổi bật cho nhau. Thật sự là một mỹ nhân. Khuôn mặt trắng hồng phối hợp với hai má lúm đồng tiền, làn da mịn màng trắng muốt mơ hồ hiện ra ánh sáng như ngọc, có vẻ càng rất dễ thấy, thuần túy chính là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như ngọc bích trong một gia đình giàu có thời xưa. Con mẹ nó, chẳng trách tên háu gái Trần Hổ Lâm cứ quấy rầy cô ta. Nếu đổi thành bố mày, cũng là động lòng không thôi, đúng là báu vật. Ai, đàn bà, vĩnh viễn là thứ khiến đàn ông phải động lòng. Diệp tiên sinh, không biết có chuyện gì muốn bàn bạc với chúng tôi. Yến Chiếu Nguyệt lại khẽ mỉm cười, bưng chén trà thướt tha tiến lên, lúc cúi đầu khom người để đặt chén trà, bộ ngực trắng nõn trơn mềm và chiếc rãnh sâu cứ hiện ra trước mắt làm Diệp Phàm phải dùng mình. Yến Chiếu Nguyệt chắc cũng mới từ trên giường bò dậy, trên mặt vẫn có chút dáng vẻ lim dim ngáy ngủ, chiếc áo ngủ xệ xuông hơi có chắt trễ nải. Nửa đôi gò bồng đào lộ ra bên ngoài, khuôn ngực đầy đặn căng đầy dưới lớp áo ngủ. Mơ hồ ngay cả nhũ hoa cũng có thể cảm nhận được.
Có lẽ Yến Chiếu Nguyệt bình thường quen ngủ thoải mái với con gái Dư Thảo Thảo trong xưởng giấy, cũng không có giao tiếp với người đàn ông nào ở đây, thật sự không ngờ Diệp Phàm có tâm nhãn xấu xa như vậy. Trong nụ cười mê hoặc lòng người của Yến Chiếu Nguyệt, Diệp Phàm phảng phất nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Diệp Nhược Mộc, lại cộng thêm bộ dạng thướt tha mê người chỉ có ở người thiếu phụ của Yến Chiếu Nguyệt. Bất giác hắn cảm giác thương xót, một mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể trước đây chưa từng ngửi thấy xông thăng vào hơi thở của Diệp Phàm làm hắn nhất thời có chút hoảng hốt, lại thấy trên trán Yến Chiếu Nguyệt có một rúm tóc tơ mềm mại rũ xuống che phủ đôi mắt. Diệp Phàm giống như ma quỷ xui khiến liền tiện tay vươn ra, nhẹ nhàng vén nhẹ một nhúm tóc tơ trước mắt, thầm nghĩ muốn giúp cô ta vén mái tóc lên đầu để không che phủ đôi lông mày. Tuy nhiên ngón tay giữa lúc hoảng hốt lại không chính xác, cộng thêm Yến Chiếu Nguyệt vừa vặn chuẩn bị ngẩng đầu lên làm ngón tay của Diệp Phàm tuột xuống trên bờ môi màu hồng phấn nhàn nhạt của Yến Chiếu Nguyệt. Diệp Phàm cảm thấy ngón tay như tê dại, khuôn mắt rất nhẵn mịn, nhất thời cổ tay lơ lửng trên không trung, khó có thể nhẫn tâm thu lại. Yến Chiếu Nguyệt cũng không ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy, ngây người sửng sốt. Ngón tay của Diệp Phàm cứ vậy lướt nhẹ trên bờ môi của Yến Chiếu Nguyệt, hai người đưa mắt nhìn nhau, ước chừng phải hơn nửa phút trôi qua. Yến Chiếu Nguyệt giống như được đánh thức từ trong giấc mộng, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên, khẽ biến sắc, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên. Diệp tiên sinh, anh làm vậy là... chương 254, nhan sắc bằng báo ân. Kỳ thực khi Diệp Phàm giúp Yến Chiếu Nguyệt đòi tiền, đám người Trần Hổ Lâm gây sự vì muốn bảo vệ cho Yến Chiếu Nguyệt đã ôm cô đẩy ra sau lưng. Lúc ấy Yến Chiếu Nguyệt có cảm giác rất mạnh, sau khi Diệp Phàm đi rồi vẫn còn nhớ rõ. Còn Diệp Phàm thì lúc ấy đang trong tình thế cấp bách mà làm vậy, thật ra cũng không có cảm giác gì, chỉ là Yến Chiếu Nguyệt nghĩ nhiều mà thôi. À, xin lỗi cô Yến, tôi thất thố rồi. Diệp Phàm ngượng ngùng, thật sự chỉ muốn phù phép làm con chuột trốn xuống dưới đất. Không, không sao, Diệp tiên sinh là đại ân nhân của Chiếu Nguyệt mà. Yến Chiếu Nguyệt tế nhị. Tuy nhiên trong đầu cô đang nghĩ lung tung, thậm chí đang nghĩ nếu Diệp Phàm nhắc đến suy nghĩ không hay gì đó, thì bản thân mình rút cuộc là bằng lòng hay là không bằng lòng. Mới vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Phàm toàn bộ sợ hãi trong lòng như biến mất, hình ảnh cao lớn của Diệp Phàm đã in sâu trong tâm khảm của Yến Chiếu Nguyệt. Cộng thêm chồng đã qua đời hơn nửa năm, thân thể lâu ngày cũng mơ hồ có một khao khát được ngả vào vòng tay che chở của một người đàn ông. Thấy hai con mắt Diệp Phàm dường như đang trượt từ trên khoảng giữa trước ngực mình đi xuống, trong lòng Yến Chiếu Nguyệt cũng vui vui vì cô vẫn luôn tự hào về bộ ngực của mình, còn cố ý ưỡn thẳng ra trước. Tiện thể cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh Diệp Phàm, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, khe rãnh trước ngực càng sâu, dáng vẻ càng thêm kiều diễm. Cái ghế của Yến Chiếu Nguyệt đang ngồi thấp hơn một chút so với cái Diệp Phàm đang ngồi, lại cộng thêm người hắn khá cao nên ánh mắt lướt qua có thể nhìn thấy rất rõ khe rãnh cực sâu của Yến Chiếu Nguyệt. Yến Chiếu Nguyệt cũng không tránh né, dù biết hắn đang liếc nhìn mình, thầm nghĩ, muốn nhìn thì để cậu nhìn cho thỏa thích, hy sinh một chút nhan sắc coi như là báo đáp đại ân của cậu đối với Yến Chiếu Nguyệt tôi. Có lẽ Diệp tiên sinh là một chính nhân quân tử, là mình đa tâm thôi. Nếu Diệp tiên sinh thật sự muốn làm những chuyện quá giới hạn, chỗ dựa mà mình có thể tìm được tựa hồ cũng không tệ. Ai, một phụ nữ muốn sống mà không bị người ta gây khó khăn thật sự là không dễ. Bà chủ Yến, tôi muốn mạo muội hỏi một vấn đề, cô cứ nói thật với nhé, lợi nhuận mỗi năm mấy năm nay của nhà máy cô là bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi, khoảng chừng có 40 vạn, nhưng vì ban đầu mượn tiền bên ngoài, cho nên vẫn phải trả nợ. Đến khi xưởng giấy vừa kiếm được lời thì ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, ai? Tối nay các công nhân đó đều là đến lĩnh tiền lương còn nợ. Vừa rồi Thu Lâm nói nhiều tiền như vậy để trong nhà máy, buổi tối sẽ không an toàn, cho nên kêu những công nhân lớn tuổi toàn bộ ở lại cùng một tối. Yến Chiếu Nguyệt vừa nhớ tới người chồng đã mất, trong lòng lại có chút buồn bã, nước mắt ở viền mắt lại trực rơi xuống, càng làm cho người ta thương xót. Lúc này Yến Thu Lâm và Dư Thảo Thảo cũng vừa quay lại làm trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu không phải Yến Thu Lâm không ở đây, biết đâu hắn đã đưa tay ra giúp cô vén tóc lần nữa. Bà chủ Yến có định mở nhà máy một lần nữa không? Diệp Phàm hỏi. Mở một lần nữa, làm thế nào chứ? Ngay cả tiền mua máy móc cũng không đủ rồi. Yến Chiếu Nguyệt nhíu mày nhìn Diệp Phàm, không biết hắn có ý tứ gì. Ý tứ của Diệp tiên sinh có phải là muốn dùng những máy móc này mở lại nhà máy ở đây, kêu bà chị tôi hùn vốn có phải không?
Yến Thu Lâm rất thông minh, liếc mắt đã đoán được tâm tư của Diệp Phàm. Ha ha, Thu Lâm rất thông minh, không sai. Diệp Phàm gật đầu, cảm thấy Yến Thu Lâm là một thiên tài, đầu óc linh hoạt, am hiểu lòng người. Nếu Diệp tiên sinh chịu đầu tư, tôi đương nhiên là đồng ý, dù sao số tiền này nếu không dùng mở nhà máy tôi cũng định mang đến thành phố Mạc Hương mở một quán nhỏ sống qua ngày. Yến Chiếu Nguyệt nói, nhưng Diệp tiên sinh, hiện tại nếu xây dựng lại một lần nữa thì cũng khó khăn đấy. Thị trấn Giác Khê chúng tôi cách khu vực thành thị cũng đến 15 km. Sau này nếu khu vực thành phố mở rộng ra sẽ tương đối gần, nhà máy chắc là khó có thể hoạt động vì ảnh hưởng đến môi trường. Yến Thu Lâm phân tích rất có lý. Mọi người trước kia làm thế nào vượt qua khâu bảo vệ môi trường? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, riêng khâu bảo vệ môi trường nhà máy cũng tiêu tốn mất chừng 10 vạn. Nhưng nếu nói đạt được tiêu chuẩn loại bỏ hoàn toàn thì không có khả năng, chỉ có thể nói là khâu loại bỏ nước thải sẽ không quá tồi tệ mà thôi. Lúc ấy nếu có người của Cục Bảo vệ Môi trường khu vực Bàn Long tới thì ôm mấy túi tiền mời khách ăn cơm, hơn nữa ở Cục Bảo vệ Môi trường chúng tôi cũng có người quen, cho nên mấy năm vừa rồi cứ yên bình trôi qua. Tuy nhiên mấy năm trước vẫn bình thường, nhưng mấy năm nay tình thế càng ngày càng bất lợi. Yến Thu Lâm lắc đầu thở dài. Ồ, là như vậy à, giả dụ trong nhà máy muốn lắp đặt thiết bị xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thì sẽ tốn bao nhiêu tiền? Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Kỳ thực Diệp Phàm cũng là người ghét cay ghét đắng chuyện xả nước thải quá đậm đặc, nếu không có biện pháp bảo vệ môi trường, hắn khẳng định cũng sẽ không đi kiếm đồng tiền trái với lương tâm. Chuyện này đoán chừng phải lỗ vốn mới làm được, nhà máy nhỏ giống như chúng ta lắp đặt thiết bị xử lý chất thải kém nhất chí ít cũng phải mất hơn 100 vạn, chi phí vận hành hàng năm cao tới 10 vạn. Diệp tiên sinh anh thử nghĩ xem, nhà máy chúng ta tổng đầu tư không quá 100 vạn. Chi phí xử lý chất thải đã cao hơn 100 vạn. Hàng năm riêng tiền chi tiêu ở khâu quản lý nước thải cũng đến 15 vạn tệ, cộng thêm chi phí khấu hao của thiết bị đoán chừng cũng 20 vạn tệ. Vốn là chỉ có thể kiếm được 40 vạn, cứ như vậy phải khấu trừ khoản tiền 20 vạn ở khâu xử lý nước thải trước rồi. Nếu tính vào tỷ lệ đầu tư, một nhà máy tổng đầu tư hơn 200 vạn một năm mới kiếm được 20 vạn, ha ha. Còn không bằng đem sức lực ném vào đầu tư cá nhân lợi nhuận kiếm được còn nhiều hơn. Hơn nữa lại rất ổn định. Yến Thu Lâm nói như vậy, Diệp Phàm cũng ngớ người, thấy đúng là mình còn quá non nớt. Chi phí xử lý nước thải của nhà máy giấy quá lớn, một nhà máy giấy nhỏ căn bản là không gánh vác nổi. Đây cũng là vấn đề nan giải của nhà máy giấy Lâm Tuyền sau này. Nghĩ đến những điều này, tâm tình háo hức của Diệp Phàm như mất hẳn toàn bộ. Không ngờ là một nhà máy giấy còn có nhiều chuyện như vậy, tôi đúng là suy nghĩ không thấu đáo. Diệp Phàm gật đầu, cũng hơi hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Phàm nghĩ đến chuyện mở nhà máy kiếm tiền. Bởi vì đại ca Diệp Cường đang thất nghiệp nên Diệp Phàm muốn đầu tư đem một chút tiền xây dựng một nhà máy giấy nhỏ, kêu đại ca tới quản lý. Ý định ban đầu là đem những máy móc này trở về nhà máy giấy ở thị trấn Lâm Tuyền. Mấy giờ trước nghe Yến Thu Lâm nói nhà máy này có thể bao tiền mới có dự định này, ai ngờ tình hình lại rối rắm như vậy. Tuy nhiên Diệp tiên sinh cần phải hiểu rõ, nhà máy đầu tư càng lớn thì chi phí nước thải ngược lại càng nhỏ, không tính đến số máy móc anh vừa mới mua được, nếu trang bị toàn bộ máy móc mới tinh thì trị giá hơn 200 vạn. Cho nên về điểm này anh kiếm được rất nhiều, giả dụ có thể tái đầu tư gấp đôi, nhà máy này sẽ có lời. Yến Thu Lâm nói rất tự tin. Nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút lại nói bổ sung, nếu Diệp tiên sinh thật sự có tự tin đầu tư, vậy thì thiết bị xử lý nước thải chúng ta không cần đi mua mới, tôi biết ở bên tỉnh Tích Ninh cũng có một cái nhà máy giấy nhỏ do huyện mở. Những máy móc khác toàn bộ đều bán sạch rồi, chỉ còn lại thiết bị xử lý nước thải trị giá 150 vạn vẫn còn chưa bán. Lúc ấy tôi cũng tới xem qua một chút, nhưng người phụ trách trong nhà máy nói là phải cần có 60 vạn mới đồng ý chuyển nhượng. Nhà máy giấy của chúng ta lúc ấy vẫn đang trả nợ, căn bản không mua được. Nếu Diệp tiên sinh đồng ý mở lại nhà máy này một lần nữa, tôi có thể đi xem thế nào. Bình thường mà nói 50 vạn cũng có thể mua được rồi, bởi vì bộ thiết bị xử lý nước thải đặt ở đó không bán đi thật sự chỉ trở thành đồng nát sắt vụn, nếu bán sắt vụn thật sự giá trị không được bao nhiêu. Nhà máy giấy nhỏ hiện tại căn bản không có thiết bị xử lý nước thải, nếu nhà máy lớn thì thiết bị lại hơi ngại sẽ nhỏ một chút. Cho nên nhất thời đoán chừng bọn họ cũng chưa bán được.
Tuy nhiên nếu thế thì đầu tư của Diệp tiên sinh đối với nhà máy này lại tăng thêm không ít. Tôi có thể lấy ra 50 vạn để góp cổ phần, dù sao tiền này cũng là tự nhiên đòi lại, nếu không có Diệp tiên sinh đoán chừng đều mất sạch toàn bộ rồi, nếu kiếm được tiền thì cũng đáng. Yến Chiếu Nguyệt đột nhiên lên tiếng, liếc trộm Diệp Phàm. Được, Thu Lâm cậu xem, nếu như mở rộng đầu tư ngoài 50 vạn của chị cậu và máy móc của tôi ra còn cần bao nhiêu, cổ phần này tính như thế nào mới xem là hợp lý. Diệp Phàm cười nói, liếc mắt nhìn Yến Chiếu Nguyệt. Hai người tựa hồ có một chút tình trong như đã. Được, để tôi tính xem. Yến Thu Lâm lấy giấy bút ra tìm cuốn vở tính toán hồi lâu, mới gật đầu. Nếu xây dựng lại một lần nữa, mở rộng hơn gấp đôi. Trừ máy móc của anh ra, chỉ tôi đầu tư 50 vạn. Diệp tiên sinh lại lấy ra 100 vạn, mỗi năm trừ tiền bỏ ra cho xử lý môi trường đoán chừng cũng có lợi nhuận thuần đến 80 vạn tệ. Nếu đầu tư lớn hơn thì lợi nhuận cũng lớn hơn. Còn về cổ phần chính là máy móc của Diệp tiên sinh, tôi có thể định giá được 60 vạn tệ. Thật ra nó vẫn không dừng lại ở con số này, nếu theo giá thị trường trừ đi chi phí chiết khấu có khoảng 100 vạn. Còn phía bên chị tôi ngoài tiền mặt còn có một số thiết bị cố định lắp ráp của nhà máy và tiền thuê ruộng đất cộng lại có khoảng 20 vạn. Tính tổng lại thì chị tôi đầu tư 70 vạn, Diệp tiên sinh đầu tư 180 vạn. Tính toán cổ phần như vậy hai người xem đã được chưa? Yến Thu Lâm tính lên sổ sách có bài bản hẳn hoi, vô cùng rõ ràng, vừa chiếu cố Diệp Phàm lại không để chị cậu ta thiệt thòi. Chỉ có điều máy móc này lúc trước Diệp Phàm bỏ ra mua cũng chỉ có 20 vạn. Thoáng cái khi góp cổ phần lại biến thành 60 vạn, kỳ thực chẳng khác nào tự nhiên kiếm được 40 vạn, chỉ trong mấy giờ. Kỳ thực là Yến Thu Lâm muốn báo đáp ân nhân của mình, dĩ nhiên trước khác nay khác. Diệp tiên sinh, nhà xưởng và ao nhuôm xây dựng trước đó tôi cũng không tính tiền, anh cứ tính 50 vạn cổ phần đó cho tôi là được rồi. Yến Chiếu Nguyệt lên tiếng, cô làm vậy vì muốn trả ơn. Chị, chuyện này. Yến Thu Lâm cảm thấy chị mình chịu thiệt quá nhiều. Muốn mở miệng nhưng lại ngại mở miệng, sau khi kêu lên một tiếng thì không nói nữa. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy đi Diệp tiên sinh. Yến Chiếu Nguyệt cực kỳ dứt khoát. Người phụ nữ này thật sự là cầm được bỏ ra cũng được, nhà máy 20 vạn và các thiết bị khác nói báo ân liền báo ân. Thật ra Yến Chiếu Nguyệt không phải kẻ ngốc, năng lượng hiện giờ của Diệp Phàm rất lớn, nếu có thể cột chặt lấy chỗ dựa vững chắc này, sau này còn sợ không có tiền để chia. Không có đại thụ để hóng mát bên dưới sao. Lại nói người này trượng nghĩa như vậy, xác định là người có tinh thần trọng nghĩa, hiện tại đàn ông giống như vậy không còn nhiều, năng lực nhìn nhận của người phụ nữ này rất lớn. Dĩ nhiên có tình ý mập mờ gì bên trong hay không thì không ai biết rõ, chỉ có bản thân Yến Chiếu Nguyệt là rõ ràng nhất. Có thể cũng không có quá nhiều tình cảm, trước mắt Yến Chiếu Nguyệt mới có chút thiện cảm mà thôi. Ha ha, cảm ơn ý tốt của bà chủ Yến. Nên tính như thế nào thì cứ tính như thế. Như vậy đi, bà chủ Yến vẫn là góp cổ phần 70 vạn, máy móc của tôi theo Yến Thu Lâm nói tính là 60 vạn. Ngoài ra tôi lại đầu tư 150 vạn. Như vậy tôi có 210 vạn, bà chủ Yến 70 vạn. Tổng cộng là 280 vạn, dứt khoát là tròn số. Tôi thấy Lâm Tiên Sinh rất biết cách quản lý, 20 vạn còn lại xem như là chi phiếu của Lâm Tiên Sinh góp cổ phần. Cổ phần cũng là tiền. Tổng cộng vốn đầu tư là 300 vạn. Sau này mở nhà máy thì tôi sẽ kêu anh trai tôi làm giám đốc. Anh ấy chính là tổng giám đốc, bà chủ Yến đương nhiên là phó tổng, Thu Lâm cũng là phó tổng, chuyên môn liên hệ giao dịch để tiêu thụ và thu mua. Cô Yến không phải tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế sao? Vấn đề sổ sách giao cho cô Yến chịu trách nhiệm thì thế nào? Đầu óc Diệp Phàm cũng không ngốc. Chia trắng 20 vạn ích lợi cho Yến Thu Lâm, khiến gã rất kích động, lập tức đứng lên nói. Không được, Diệp tiên sinh là ân nhân của nhà họ Yến chúng tôi, Yến Thu Lâm tôi không thể lại chiếm tiện nghi của Diệp tiên sinh được. Tôi chỉ là một người làm thuê, mọi người trả cho tôi bao nhiêu tiền lương cũng được. Thu Lâm, như vậy đi Diệp tiên sinh, Thu Lâm là phó tổng là được rồi. Tôi cũng không cần chức phó tổng, phần vốn của tôi cũng giao lại cho Thu Lâm toàn bộ. Cổ phần của Thu Lâm thật sự không cần thiết. Yến Chiếu Nguyệt cũng vội vàng từ chối nói. Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Thu Lâm là nhân tài, tôi cảm thấy vẫn là tôi có lời. Chuyện này đợi tôi từ Thủy Châu quay về hãy bàn tiếp.
Trong thời gian này Thu Lâm có thể tới bên tích trữ thương lượng một chút để mua thiết bị xử lý nước thải. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi bàn bạc, mấy ngày nữa tôi sẽ gọi anh tôi tới chỗ này trông coi nhà máy, tránh có người tới quấy rối gì đó, tôi đoán chừng Trần Hổ Lâm tạm thời cũng không dám gây sự đâu. Diệp Phàm sau khi dặn dò xong trực tiếp lái xe quay về thành phố, trên đường đi cũng tính toán ví tiền của mình. Trước mắt tiền mặt của mình chỉ có 70 vạn, khoảng cách tới 150 vạn vẫn còn xa. Xem ra có thể nói chuyện với anh Thiết trước một chút, đem 50 vạn thù lao quốc gia trả cho sau này tới Tam Giác Vàng thực hiện nhiệm vụ cơ mật gia cấp cứu trước. Có được 50 vạn, chỉ còn thiếu 30 vạn, thật sự không thể không hỏi thăm thần tài Lô Vĩ để mượn chút tiền này. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Diệp Phàm cũng không muốn đi làm phiền anh em tốt của mình. Anh em vẫn là anh em. Coi trọng tình cảm chứ không để ý phương diện tiền bạc. Có thể không phiền toái thì tận lực không phiền toái là tốt nhất, đây chính là thái độ làm người của Diệp Phàm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm kéo theo Ngọc Mộng Nạp Tuyết và Vân Y, ba người nhắm thẳng hướng Thủy Châu. Trên đường Diệp Phàm vui vẻ hỏi. Vân Y, tối qua có gọi đồng chí Lô Vĩ quỳ trên miếng ván giặt quần áo không? Quỳ rồi, quỳ trên ván giường. Ngọc Mộng Nạp Tuyết cười mờ ám, bóc trần nội tình của Vân Y. Nói bậy, tôi đánh chết nhà đầu miệng lưỡi xuyên tạc sự thật nhà cô bây giờ. Hắn căn bản không có ở đây, sớm chuồn đi rồi. Hai cô gái ở trong xe thiếu chút nữa ồn ào như cái chợ. Vân Y, người anh em Lô Vĩ đó của anh không tệ chứ? Diệp Phàm cười cười trêu chọc, có vẻ có chút thô tục. Hai má của Sở Vân Y ửng đỏ, hung hăng liếc hắn một cái hừ nói. Không tệ cái gì, Diệp đại ca, em và anh ấy y chỉ là bạn bè bình thường, anh ngàn vạn lần đừng có nghĩ linh tinh. Ai, xem ra cậu nhóc Lô này vẫn cần phải cố gắng, Diệp Phàm thở dài trong lòng, cố ý nói. Cũng phải, cậu nhóc Lô này chính là như vậy đấy, lần trước ở Phi Vân Các của Thủy Châu, cô gái đó giống như. Ai, không nói nữa cậu nhóc Lô đó sẽ giận dỗi, ha ha. Cô ta là ai? Trong giọng nói của Sở Vân Y đã có vị ớt. Chương 255, xích mích bên trong gia tộc Nam Cung. Hừ, con gái, thích nhất là nói dối. Anh mày mới thử một chút nha đầu này đã lộ chân tướng, bốc mùi giấm chua, lần này đồng chí Lô Vĩ chịu khổ rồi. Ha ha ha, như vậy cũng tốt. Diệp Phàm đắc ý, ngoài miệng vờ vịt ra vẻ khó xử nói. Chuyện này, đại ca như anh cũng không tiện nói, em tự đi hỏi Vĩ Tử đi. Xe tới Thủy Châu thì đầu tiên là phải đưa hai tiểu mỹ nữ quay về trường học, sau khi thăm em gái Diệp Tử Y xong, Diệp Phàm lái xe sang Lưu Viên Cư ở đường Nhất Đao của nhà Nam Cung ở Thủy Châu. Nghe nói Diệp Phàm đặc biệt tới chữa bệnh cho con trai nên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Cung bỏ tất cả công việc, trực tiếp từ Hồng Kông bay về Lưu Viên Cư ở Thủy Châu. Khi Diệp Phàm chạy tới Lưu Viên Cư thì đã thấy trong biệt thự cổ xưa này đã có mười mấy người đang ngồi, người già thiếu niên, con gái. Trẻ con đều có cả, đoán chừng đều là họ hàng của nhà Nam Cung tới để xem chuyện náo nhiệt. Diệp đại sư, ngài đến rồi, mời uống trà. Diệp Phàm vừa ngồi xuống, thiên kim bảo bối của Nam Cung Hồng Sách là Nam Cung Chi Linh đã thướt tha bưng tới một chén trà đựng trên khay ngọc. Nam Cung Chi Linh có khuôn mặt rất thánh thiện, không dính chút bụi trần, thái độ kiêu kỳ giống như băng tuyết, làm thế nào cũng không thể che giấu được. Hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc áo sườn xám thêu hoa màu vàng nhạt vừa dày vừa nặng, lộ ra làn da mềm mại mơn mởn trắng như tuyết và thân hình xinh đẹp, yểu điệu, lại cộng thêm thắt lưng nhỏ cực kỳ mềm mại, khi đi trên đường đôi tất chân màu da ôm lấy hai bắp đùi non tơ trắng nõn, khi chỗ xẻ tà đong đưa mơ hồ lại thoáng hiện lên vẻ xuân sắc. Tuy nhiên sườn xám trên người cô ta cũng chỉ hé mở một nửa, xẻ tà chỉ đến trên cẳng chân một chút, vừa vặn lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài trắng trẻo. Không giống thời dân quốc có một số sườn xám của con gái đều xẻ tà đến chỗ tam giác, khi đi khi chạy đều đong đưa, ngay cả chiếc quần lót che giấu chỗ đặc biệt cũng thoáng hiện ra một góc. Loại lực sát thương này tuyệt đối đạt đến trình độ cấp S, làm cho vô số nam tử Hán phải khom lưng vái lạy. Tuy nhiên khuôn mặt và thân hình của Nam Cung Chi Linh quá mức thoát tục, cho nên đoạn bắp đùi chỉ lộ ra một chút cũng khiến đại sư nào đó chìm trong cảm xúc miên man bất định, thầm nghĩ. Đúng là báu vật, sau đó lại bổ sung thêm một hai chữ, yêu tinh. Cuối cùng len lén nuốt nước miếng, vội vàng ra vẻ nhắm hai mắt thưởng thức trà, kỳ thực vẫn âm thầm he hé mắt lén lút thăm dò, cặp mắt dâm đắng trượt đi trượt lên trên bắp đùi của người ta,
rất là hèn mọn. Thật ra Nam Cung Chi Linh không có chút gì là yêu quái, trái lại giống như một con chim khổng tước lạnh lùng tự mãn. Diệp tiên sinh, vị này là em trai Nam Cung Hồng Hoa của tôi. Nam Cung Hồng Sách chỉ vào một người đàn ông trung niên, trên khuôn mặt có mấy sợi râu mép, sắc mặt có vẻ lo lắng, dưới cằm có một nốt ruồi đỏ chót to như hạt đậu, mặc áo gió màu đen, giới thiệu. Ha ha, xin chào Diệp đại sư. Nam Cung Hồng Hoa nhìn thấy Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy, thật ra có chút ý xem thường, mặc dù che giấu cực kỳ cẩn thận, nhưng Diệp Phàm dùng thuật xem tướng quan sát, mơ hồ vẫn có cảm nhận gì đó. Ha ha, xin chào Hồng Hoa tiên sinh. Diệp Phàm cũng lịch sự bắt tay gật gật đầu, thái độ cũng rất tự nhiên, không có để ý gì. Hắn cũng biết những người có tiền đều kiêu ngạo là thói xấu truyền từ thời thiên cổ tới nay, có mấy người có thể lọt vào ánh mắt của bọn họ, cho dù bản thân hiện tại là chủ tịch tỉnh, chủ tịch thành phố thì vẫn không sai biệt gì. Lúc này từ phía sau có một người thanh niên, tướng mạo phải có đến 5 phần giống như Nam Cung Hồng Hoa xông tới, trên người mặc một bộ quần áo Âu phục được thiết kế không biết là của hãng cao cấp nào. Dương mắt nhìn quét qua Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh chính là Diệp Phàm, phó chủ tịch thị trấn Xó Xỉnh đó. Tôi đúng là Diệp Phàm, nhưng tôi ở nơi non xanh nước biếc chứ không phải là thị trấn Xó Xỉnh gì cả, ha ha. Vị tiên sinh này có chút ánh mắt hướng lên trời rồi, nên không nhìn thấy cảnh đẹp của sơn trấn, ha ha. Diệp Phàm ám chỉ nhãi danh này có một đôi mắt chó, chỉ có mắt chó mới nhìn lên trời. Mày là thứ gì chứ? Đây là nhà Nam Cung ở Mặc Hương chúng tao, không phải là loại thị trấn Xó Xỉnh của mày, cút đi cho tao. Người thanh niên này đoán chừng từ trước đến nay chưa từng bị người nào ám chỉ như vậy, nhất thời máu xông lên tận não, trực tiếp buột miệng mắng chửi. Nam Cung Hồng Sách vừa nhìn thấy lông mày liền dựng đứng, đang muốn mở miệng quát mắng, lúc này Nam Cung Hồng Hoa đã mở miệng lạnh giọng nói. Phi Thanh, lui ra, tại sao có thể vô lễ như vậy với đại sư? Mắng xong y quay sang cố gắng nặn ra một nụ cười với Diệp Phàm. Ha ha, Diệp đại sư xin thứ lỗi, khuyển tử vô lễ rồi. Nhưng thị trấn Lâm Tuyền mặc dù là nơi non xanh nước biếc nhưng tựa hồ cũng có một câu nói như vậy. Nói là gì nhỉ? À, hình như là, vùng khỉ ho cò gáy sẽ sinh ra loại dân đều cáng, có phải không? Đương nhiên không phải tôi đang ám chỉ Diệp đại sư là cao nhân ẩn sĩ. Còn nói đến nơi sơn thủy nghèo khó đó để đầu tư xây dựng nhà máy, tập đoàn Nam Cung chúng tôi cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi để giải tán loạn như vậy, ha ha ha. Nam Cung Hồng Hoa rõ ràng dùng phép ẩn dụ, phản kích lại. Chú ba, đừng nói nữa, đầu tư hay không đầu tư tự có hội đồng quản trị của công ty quyết định, chú ba cũng không thể gánh vác nhiều việc như vậy có phải không? Diệp đại sư mời vào trong. Nam Cung Hồng Sách giật giật hàng lông mày. Dứt khoát dẫn Diệp Phàm đi thẳng vào phòng bên trong. Hôm nay mục đích của cha con Nam Cung Hồng Hoa tới đây chính là để quấy nhiễu, bọn họ đã sớm thám thính được chính xác lai lịch của Diệp Phàm. Cho nên vừa mới tới ngôn ngữ đã xung đột kịch liệt, đơn giản là muốn chọc cho Diệp Phàm phải tức giận bỏ đi, không cứu Nam Cung Cẩm Thần. Lòng dạ hẹp hòi của bọn họ sớm đã bị Nam Cung Hồng Sách nhìn thấu, cho nên dứt khoát không để ý trực tiếp tiến vào trong phòng bày kim châm cứu người. Xem ra tranh chấp quyền lợi bên trong gia tộc Nam Cung cũng vô cùng kịch liệt. Nam Cung Cẩm Thần đang bị bệnh để chống chức vị quản lý, em họ Nam Cung Phi Thanh đương nhiên là đỏ mắt rồi. Bản thân mình trái lại trong lúc vô tình đã trở thành tiêu điểm tranh đấu của bọn họ. Tốt nhất là nhanh chóng trị lành bệnh, sau đó rời đi mới là thượng sách, tranh đấu bên trong gia tộc nhà người ta, mình không nên tham gia vào thì tốt hơn. Chuyện đầu tư mở nhà máy khẳng định là không nói đùa rồi. Đoán chừng chính là lão già Nam Cung Hồng Hoa gây khó dễ từ bên trong. Nếu không tại sao Tổng Giám Đốc Nam Cung lần trước khi gặp mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giống như mơ hồ có lời gì khó nói. Cha con Nam Cung Hồng Hoa chính là một mối lo lớn. Muốn diệt trừ giặc bên ngoài, trước hết bên trong phải yên ổn, có lúc tranh đấu nội bộ chính là đòn chí mạng đối với một công ty. Bởi vì người bên trong đều biết rõ chân tướng đối phương. Khi ra tay tàn độc sẽ nhắm trúng yếu điểm của đối phương để hạ thủ. Diệp Phàm thầm tính toán, quyết định vẫn nên nhanh chóng chữa bệnh rồi rời đi, loại nước sâu bên trong đại gia tộc lâu đời có tài sản mười mấy tỷ này giống như hồ lạnh vạn năm. Loại tranh đấu nội bộ này có lúc chính người chết ta sống, hạ độc thủ chết người không cần phải thương lượng, hơn nữa phòng thủ không cẩn thận, bản thân sẽ phải nạp mạng. Nam Cung Cẩm Thần nắm nghiêng trên giường,
Diệp Phàm cẩn thận bắt mạch, cảm thấy tình trạng đang hồi phục rất tốt, lần này xem ra có thể đem bốn huyệt còn lại cùng nhau lợi dụng thuật châm cứu giải quyết dứt điểm. Nam Cung tiên sinh, lần này phải xem may mắn thế nào, nếu có thể một lần giải quyết thì tốt hơn. Sau này lại nghỉ ngơi thêm một thời gian, tôi lại sắc chút thuốc là có thể khôi phục rồi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, phong cách đại sư hiện ra rõ ràng. Cảm ơn, tất cả đều trông cậy vào đại sư. Nam Cung Hồng Sách giọng điệu vẫn vô cùng kính nể, thật sự đối đãi với Diệp Phàm như đối đãi với đại sư. Trên khóe miệng hai cha con Nam Cung Hồng Hoa và Nam Cung Phi Thanh mơ hồ hiện lên nụ cười lạnh lùng, có vẻ không hề tín nhiệm lời nói của Diệp Phàm. Diệp Phàm trước khi cho kim châm tiêu độc, xếp chân điều dưỡng hơi thở khoảng nửa giờ sau thì mở mắt ra. Một luồng khí cực nóng khó hiểu xuất hiện rồi biến mất, trong phòng cũng không có người nào phát hiện. Lúc này Nam Cung Cẩm Thần trên người mặc chiếc quần sóc, Diệp Phàm tiến hành thực hiện ưng nhãn thuật, trước tiên là định vị huyệt thiên tuyền và âm bao trên tay chân. Sau đó hắn dùng đơn chỉ điểm nhẹ vào cả bốn huyệt, cảm thấy chỗ lỗ huyệt hình như có một vật cứng rất nhỏ, đoán chừng là máu bầm hoặc là dị vật gì đó liền nhẹ nhàng vuốt đều trên kinh lạc gần đó, hơn nửa giờ trôi qua thì thấy bắp thịt đều dần dần nới lỏng. Cánh tay của Diệp Phàm nhoáng lên một cái nhanh như tia chớp bắt đầu hành động, lấy ra một kim châm dài như bút máy nhắm ngay bốn lỗ huyệt không một tiếng động ghim vào. Lần này Diệp Phàm sử dụng kiền nguyên kim châm thông lạc thuật trong bản chép tay của biển thước danh y thời chiến quốc và thiên âm lôi dương chỉ của lão Trần truyền cho, dung hợp lại để tiến hành thuật này, khẽ nói, Nam Cung Cẩm Thần, ở dưới đau như đao cắt, anh có thể chịu đựng được không? Có thể, chỉ cần đại sư có thể khiến tôi bước đi được, dù có đau đến chết tôi cũng tình nguyện. Nam Cung Cẩm Thần trả lời rất mạnh mẽ, ánh mắt khó hiểu nhìn quét qua chú Út và em họ đứng ở bên cạnh. Đoán chừng cũng nhìn thấy bên khóe miệng bọn họ có ẩn hiện một nụ cười lạnh lùng, ý chí lại càng thêm kiên định, trong lòng cũng biết bọn họ không có ý tốt gì với mình. Cầm chiếc khăn tẩy trùng, nhét vào trong miệng anh cô. Diệp Phàm nói với Nam Cung Chi Linh đứng phía sau người Nam Cung Cẩm Thần. Vâng, Nam Cung Chi Linh lâu nay vẫn rất kiêu ngạo, biểu hiện hôm nay lại đặc biệt dịu dàng, giống như một thị nữ chính tông. Sau khi trả lời liền ra ngoài chuẩn bị khiến cho rất nhiều người trong gia tộc Nam Cung toàn bộ đều giật mình đến rất tròng mắt, thầm nghĩ hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Hồ ly băng giá này, cũng có thể thay đổi tính cách, Diệp đại sư này thật sự là có chút thủ đoạn, xem ra cũng không phải là người tầm thường. Thật ra từ lần trước Nam Cung Chi Linh chỉ muốn sỉ nhục Diệp Phàm, nhưng sau đó lại nhìn thấy anh mình thật sự tỉnh dậy nên chấn động, hiện tại làm gì còn dám không nghe lời. Tính mạng của anh trai đều đang nằm trong tay Diệp đại sư người ta. Không lâu sau Nam Cung Cẩm Thần bắt đầu cảm thấy đau đớn, ngón tay Diệp Phàm nhấn vào kim châm nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, từng tia khí tức nội kình tuôn vào kim châm giống như hướng dẫn dần dần truyền nhiệt. Lần này còn dễ dàng hơn nhiều so với lần trước trực tiếp thi triển thiên âm lôi cương chỉ thuật, đồng thời quan tâm đến bốn đường kinh lạc lỗ huyệt vẫn còn dư giả. Lúc này Diệp Phàm mới nhận thức được mấy cây kim châm cất giấu trong bản chép tay biển thước, khẳng định không phải là vật bình thường, đoán chừng không kém với tiểu lý đao của mình. Tuyệt đối là bảo bối trải qua cao thủ cấp cao thi triển khí nội kình, bồi bổ qua nhiều năm mới được như vậy. Bằng không nếu kim châm bình thường chịu ảnh hưởng của khí tức nóng rực bên trong của mình sớm đã biến đổi hình dạng hoặc là dần dần hòa tan rồi. Diệp Phàm đã thí nghiệm qua, dưới sự quán chú toàn lực của khí nội kình cho dù là thanh sắt cũng sẽ bị biến cong thay đổi hình dạng. Chứng tỏ khí nội kình có tác dụng tới kết cấu phân tử bên trong vật thể, đương nhiên, những cái này đều chỉ thay đổi trong phạm vi nhỏ, tất cả đều được thi triển trong sự khống chế trong sự điều khiển của người sử dụng nội kình, có thể thông qua cường độ điều tiết khí tức bên trong để nắm giữ. Nếu nói cầm lên một cây thép dày 20mm, kêu Diệp Phàm dùng nội kình khiến nó bị uốn cong thì không có khả năng vì khí tức bên trong của hắn vẫn chưa đạt đến loại cường độ này. Nhưng khiến cho một cây kim bị uốn cong thì Diệp Phàm vẫn có thể làm được. Nam Cung Cẩm Thần đau đến mức toàn thân bắt đầu khẽ run rẩy, rồi run rẩy kịch liệt, đến mức phát điên, cuối cùng phát triển đến mức muốn nổ tung cơ thể. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, mấy thanh niên trai tráng cao lớn khỏe mạnh của nhà Nam Cung, túm chặt lấy Nam Cung Cẩm Thần đè yên trên giường. Những trai tráng này mặt lạnh như băng, không có một chút nhẹ tay, giống như đang đè lên một cọc gỗ. Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên mặt Nam Cung Cẩm Thần ứa ra. Động vật máu lạnh, trong đầu Diệp Phàm vô hình toát ra bốn chữ buồn cười này, đoán chừng là hạng nhân viên bảo vệ rồi.
cô gái xinh đẹp bên giường sốt ruột nhỏ tiếng kêu lên. Cẩm thận, anh nhất định phải chống đỡ được, em đợi An. Cô ta có lẽ chính là bạn gái của Nam Cung Cẩm Thần, hình như tên là Thiết Niêm Hoa, nghe nói cô gái Thiết Niêm Hoa này cũng rất có địa vị, xuất thân từ gia tộc họ Thiết của Hoa Hạ, được người ta gọi là Hồng Ngọc, thân hình cũng không phải đặc biệt trắng trẻo nhưng xinh đẹp đến mức lay động lòng người, vẻ đẹp của cô ta cũng không phải là loại vẻ đẹp phóng đãng, mà là một vẻ đẹp thuần chủng, trời sinh như vậy. Nam Cung Cẩm Thần khi vừa gặp đã tâm hồn điên đảo không tìm được phương hướng. Vì theo đuổi cô mà hoa hồng đem tặng chắc cũng đầy một toa tàu. Ban đầu Thiết Niêm Hoa cũng không tình cảm gì với Nam Cung Cẩm Thần, nếu dùng một câu để mô tả thì chính là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, nhưng lần này sau khi Nam Cung Cẩm Thần bất ngờ bị thương, miệng luôn kêu hai chữ Niêm Hoa thì vô tình kích động tình cảm của bảo bối Hồng Ngọc. Hiện tại Thiết Niêm Hoa ngày ngày chăm sóc Nam Cung Cẩm Thần, cũng khiến cho Nam Cung Cẩm Thần cảm thấy trong họa có phúc, cho nên gần đây tốc độ khôi phục vô cùng tốt. Trị liệu tinh lực cũng nhanh hơn rất nhiều. Nam Cung Cẩm Thần trong lúc mơ hồ vẫn nghe thấy ba chữ em đợi anh của Thiết Niêm Hoa, nhất thời vực dậy tinh thần, cắn chặt hàm răng cố gắng chống đỡ. Diệp Phàm âm thầm bội phục, trong lòng thở dài, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng tuyệt đẹp truyền lại từ thời xa xưa, sức mạnh của tình cảm thật là vô cùng đáng sợ. Không biết Thiết Niêm Hoa của mình đang ở chỗ nào. Nghĩ đến đây, những bóng dáng xinh đẹp trước kia lại hiện ra trước mắt, Tạ Mỹ Nhi, Lan Duyệt Trúc, Ngọc Mộng Nạp Tuyết, trong đó cũng có em gái của Phạm Xuân Hương, Phạm Nghiên Nhân. Ai, hình như vẫn có chút chưa hết hứng thú. Ai, cuối cùng tình yêu của đời mình đang ở đâu chứ? Mình đúng là đáng thương, mới 19 tuổi, nghĩ nhiều như vậy mà làm gì? Buồn cười. Sau 2 giờ, Nam Cung Cẩm Thần khổ tận cam lai, sau khi Diệp Phàm rút kim châm ra lại đút cho một viên thuốc để uống. Sau khi ngủ mê man, xế chiều, Nam Cung Cẩm Thần giống như đúng giờ tỉnh lại, tay chân đã có thể cử động, chỉ là nhất thời có chút rã rời vô lực, dù sao cũng lâu rồi không động đậy. Cảm ơn Diệp tiên sinh tổng giám đốc. Nam Cung kích động đến mức đôi môi run rẩy, phu nhân Cố Phượng Minh lại liên tục cúi người ba cái về phía Diệp Phàm rồi đến trước bài vị tổ tông liên tục cầu phúc báo bình an. Cha con Nam Cung Hồng Hoa trên mặt ẩn hiện vẻ hụt hẫng. Đặc biệt nhất là Nam Cung Phi Thanh, ánh mắt âm độc nhìn quét qua người Diệp Phàm. Mặc dù mờ ám nhưng đôi mắt chim ưng nhạy cảm của Diệp Phàm vẫn dễ dàng phát hiện ra, thầm nghĩ, xem ra lần này mình đã hoàn toàn đắc tội với cha con này rồi, mình đã chặt đứt cách thức mà bọn họ âm mưu chiếm đoạt quyền nắm giữ gia tộc, có thể gây ra tai họa gì cũng chưa biết được. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không chú ý, âm thầm cười lạnh, nếu muốn xử lý, ông mày cũng không sợ mày, tiểu gia dở trò cũng chỉ mới một tay, dù có chơi đến chết với hai cha con mày, ta cũng không thương lượng. Đại sư, tôi mời ngài đi tắm rửa trước, ngài cũng mệt rồi. Nam Cung Chi Linh lại có thể khiêm tốn, tạm thời làm một cô gái nhà tắm hơi, để Diệp Phàm vào trong nước tắm rồi lẳng lặng lui ra. Chương 256, uống nước thánh biến thành kẻ ngớ ngẩn. Tôi không mang theo nhiều quần áo, không cần đâu. Diệp Phàm xấu hổ nói, cảm thấy tắm rửa ở nhà người khác thật sự vẫn không thoải mái. Lần này ra ngoài làm việc. Vốn định lên phố mua quần áo, sau đó đi chữa bệnh lại quên mất chuyện này. Diệp đại sư, tôi sớm đã chuẩn bị xong cho anh rồi, tuyệt đối vừa người. Nam Cung Chi Linh mỉm cười xinh đẹp, nụ cười giống như ngàn đóa hoa hồng nở rộ, làm trong lòng anh chưa ngứa ngáy, đan điền một trận kích động. Mẹ kiếp, lại muốn gây chuyện sao? Nếu gây chuyện nữa, ông mày thật sự sẽ một đao cắt đứt món đồ chơi nhà mày đấy. Làm một Đông Phương bất bại dũng mãnh phi thường tựa hồ cũng không tệ. Diệp Phàm hung hăng tự mắng mình một câu, bất đắc dĩ dưới tấm thịnh tình không thể chối từ đành phải cố gắng đi tắm. Đang lúc cởi bỏ quần áo xong xuôi chuẩn bị bước vào bồn tắm thì một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo khoác giống như voan mỏng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, da thịt trên người lúc ẩn lúc hiện dưới tấm voan mỏng càng thêm thần bí, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng, có chút dáng vẻ ngượng ngùng, cười khúc khích. Đại sư, em tên là Liễu Hạnh Nhi, lão gia sắp xếp cho em tới trà lưng cho ngài. Cô, mau đi ra đi. Anh chư vì thất lễ, vội vàng nằm nghiêng vào chiếc bồn tắm cực lớn, giọng điệu phát ra có chút run rẩy, trong lòng thầm mắng, đồ hèn nhát. Nhà đại phú ngày xưa nuôi bảo diêu, hoặc tục xưng là nha hoàn cũng rất bình thường. Nghe nói trong rất nhiều gia tộc cổ xưa của Hồng Kông vẫn có tập tục một chồng nhiều vợ, đây cũng là phong tục lịch sử truyền lại.
Đương nhiên thanh niên của thời đại mới đương nhiên không có khả năng này, những trường hợp một chồng nhiều vợ toàn là những lão hư hỏng thôi. Đối với loại tình huống đặc biệt này, chính phủ đương nhiên cũng là mắt nhắm mắt mở xem như không biết, đây là phong tục từ thời Mãn Thanh truyền lại, cũng không thể tự nhiên chia rẽ gia đình người ta, cho nên trên luật pháp cũng mơ hồ công nhận. Ngay cả một chồng nhiều vợ cũng có, vậy thì nuôi thêm mấy nha hoàn cũng là chuyện nhỏ tựa lông gà. Đại sư, em không dám. Xin ngài hãy thông cảm một chút cho Liễu Hạnh Nhi, nếu em hầu hạ không chu toàn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Nam Cung, nhà em còn có cha mẹ chị em chờ em cầm tiền về. Liễu Hạnh Nhi hoảng sợ đến ứa nước mắt. Không sao, cô cứ nói tôi thích tự tắm là được rồi. Diệp Phàm kiên quyết. Vẫn không được, lão ra ngoài miệng không nói, phu nhân cũng sẽ trách phạt em. Nói không chừng lần sau có thể sắp xếp cho em đi quét dọn nhà bếp. Liễu Hạnh Nhi lắc đầu. Đại sư, ngài là ẩn sĩ cao khiết, là cao nhân, có phải ngài chê Hạnh Nhi không sạch sẽ có phải không? Kỳ thực, Hạnh Nhi hiện tại vẫn còn trong trắng. Nói xong lời này Liễu Hạnh Nhi gương mặt chín đỏ, cúi thấp đầu xuống. Được rồi, cô trà lưng cho tôi là được rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, kỳ thực trong lòng vẫn có chút vui thích, mắng thầm, kém cỏi, kém cỏi. Có tiểu muội muội trinh trắng thuần khiết như vậy đến tận cửa lại còn sợ hãi, đúng là bẽ mặt. Nhưng mình đã là đại sư rồi, cũng phải có phong cách của đại sư. Hắn nghĩ vậy nên từ từ nhắm hai mắt lại. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Liễu Hạnh Nhi nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng Diệp Phàm, thỉnh thoảng còn đấm nhẹ nhẹ, cảm thấy hai người vô cùng quen thuộc, khiến người ta thoải mái vô cùng. Diệp Phàm không khỏi buông lỏng cơ thể để mặc cho Liễu Hạnh Nhi tắm rửa kỳ cọ, thầm nghĩ. Lẽ nào cô gái Liễu Hạnh Nhi này có trải qua bồi dưỡng chuyên môn, là người nhà Nam Cung cung cấp để hầu hạ một số nhân vật giàu có, tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về chi phí của thượng tầng xã hội, ai ra? Thư thái quá, mẹ nó, cuộc sống của người giàu đúng là thối nát. Ngày ngày khi tắm rửa có một nha hoàn đấm bóp, động tay động chân, trà sát một chút thật sự là hưởng thụ đặc biệt. Tiên sinh, em xoa bóp phía dưới cho ngài. Thân hình nhỏ bé của Liễu Hạnh Nhi dựa vào bên cạnh Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Được. Sau khi được Diệp Đại Sư đồng ý, Liễu Hạnh Nhi cảnh giác đưa tay từ trên ngực Diệp Phàm dần dần vuốt ve xuống phía dưới, giống như một cành liễu mềm mại lướt khẽ trên người, hương thơm nhẹ nhẹ, dưới làn hơi nước mỏng manh khiến người ta mê say. Hạnh Nhi, cô từng học kỹ thuật xoa bóp sao? Diệp Phàm khép hờ hai mắt thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Chúng em học ở đại sư xoa bóp chuyên môn ở Hồng Kông, nghe tiểu thư nói học phí một năm là mười mấy vạn tiền Hồng Kông. Liễu Hạnh Nhi hơi có dáng vẻ tự đắc. Vậy các cô học để về phục vụ cho người trong nhà Nam Cung có phải không? Diệp Phàm hỏi tới. Đúng, nhưng trước kia em chỉ xoa bóp cho lão phu nhân thôi. Ngài, đàn ông như các ngài em cũng chưa từng xoa bóp. Liễu Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói. Ngay vào lúc này, Liễu Hạnh Nhi không cảnh giác bàn tay nhỏ bé trượt xuống. Vô tình chạm vào thứ ở dưới, vẻ xấu hổ lập tức hiện lên đầy mặt, cánh tay dừng lại ở bên cạnh một hồi, không dám đưa xuống, run rẩy, nhẹ nhàng xoa bóp ở quanh mình. Làm sao vậy, không tiếp tục sao? Anh chưa muốn trêu chọc Liễu Hạnh Nhi một chút, cố ý hừ nói, biểu hiện dâm đáng chính là như vậy, ép con gái nhà người ta phải làm gì đó. Vâng, thanh âm của Liễu Hạnh Nhi có chút run rẩy, đoán chừng trong lòng vẫn hết sức sợ hãi. Nhưng đây là công việc của cô, phải hầu hạ để Diệp Đại Sư hài lòng mới được, không thể làm gì khác hơn lại nhẹ nhàng đưa bàn tay sâu xuống trà sát. Tắm rửa một trận kiểu xoa bóp ướt át khiến vị anh chịu hoàn toàn nếm trải được một chút cuộc sống xa hoa của xã hội thượng lưu nổi tiếng, thầm nghĩ, cuộc sống xã hội thượng lưu nổi tiếng chính là như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Xã hội thượng lưu vẫn là xã hội thượng lưu, chính là loại mùi vị thoải mái này, ai? Sau này có thời gian thật sự phải để nha hoàn trong nhà này chuyên môn hầu hạ loại. Một tiếng rưỡi sau, Tổng Giám đốc Nam Cung Hồng Sách đặc biệt mở một bữa tiệc nhỏ mời Diệp Phàm, trong phòng chỉ có hai người, xem ra Tổng Giám đốc Nam Cung có chuyện gì bí mật muốn nói chuyện với Diệp Phàm. Sau khi hai người chạm chén rượu, Nam Cung Hồng Sách mới thở dài nói. Có lẽ Diệp tiên sinh cũng nhìn ra một số chuyện trong nhà Nam Cung chúng tôi. Ai, cuộc sống vốn nhiều tranh chấp. Là người đứng đầu nhà Nam Cung, có lúc cũng rất bất đắc dĩ. Hồng Sách tiên sinh không cần để ý quá mức, nhà nào cũng có chuyện khó nói. Nhỏ thì có gia tộc, lớn thì có huyện, thành phố, thậm chí là quốc gia, trái đất, đều có những chuyện nan giải lớn nhỏ.
Tục ngữ không phải nói rất đúng sao, chỗ có người thì sẽ có giang hồ. Tôi cũng muốn nói, chỗ nào có người thì chỗ đó có phân tranh. Diệp Phàm cười nhạt, có mùi vị giống như một ẩn sĩ thoát tục, khiến Nam Cung Hồng Sách cũng âm thầm khẽ gật đầu. Diệp tiên sinh, chuyện nhà máy giấy Lâm Tuyền, đoán chừng nhà Nam Cung tạm thời không cách nào đầu tư rồi. Thời gian gần đây đầu tư trọng điểm của tập đoàn đang tập trung đến một số xí nghiệp công nghiệp nặng ở Duyên Hải. Hơn nữa phương diện nhà máy giấy, tập đoàn Nam Cung chúng tôi đích xác không có liên quan đến. Cho nên tôi rất xin lỗi Diệp tiên sinh. Ân đức của tiên sinh đối với khuyển tử, Hồng Sách suốt đời không quên. Nam Cung Hồng Sách có chút bất đắc dĩ nói, khẩn cầu Diệp Phàm thông cảm. Ha ha, chuyện này tôi sớm đã cắt đứt suy nghĩ rồi, mặt khác cũng đang tìm kiếm người hợp tác rồi. Nam Cung tiên sinh cũng không cần để bụng quá mức, còn về chuyện của lệnh lang, tôi chỉ dốc một chút sức lực nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Diệp Phàm cười nhạt hớp một ngụm rượu đỏ, để che giấu cảm giác mất mát cực độ trong lòng. Hiện tại có được câu trả lời chắc chắn thật sự có vẻ có chút dễ dàng quá, xem ra đành phải nghĩ cách khác, về phần duyên phận với nhà Nam Cung có lẽ phải dừng bước ở đây thôi. Diệp tiên sinh, mặc dù tập đoàn Nam Cung chúng tôi không thể đầu tư vào nhà máy giấy của thị trấn các anh, nhưng tôi thật ra có một người bạn quái dị tên là Hồ Thế Lâm, quản lý tập đoàn xí nghiệp giấy Thái Hưng, chủ yếu kinh doanh ngành giấy. Nếu có thể thuyết phục được ông ta, nói không chừng có thể bơm tiền cho nhà máy giấy thị trấn Lâm Tuyền các anh. Vì đây cũng là nghề nghiệp hiện tại của ông ta, có hiểu biết về con đường cung cấp, tiêu thụ hàng hóa. Nam Cung Hồng Sách cung cấp một đầu mối nặng cân. Tôi nghĩ Hồ Thế Lâm đó đã được Nam Cung tiên sinh gọi là quái dị nhất định là có chỗ khác người có phải không? Diệp Phàm nói ra điểm quan trọng. Ha ha ha, Diệp tiên sinh đoán trúng rồi. Không sai, chính xác là khác người. Chương 257, Lầu Sở Thiên, Diệp Phủ. Tại sao lại nói Hồ Thế Lâm quái dị ư, bên trong còn có chuyện cần phải nói. Tổng Giám đốc Hồ Thế Lâm hiện tại cũng mới 36 tuổi. Vào lúc 25 tuổi tiếp nhận sản nghiệp giấy Thái Hưng từ trong tay cha mình, dùng 12 năm liều mạng đánh cược. Tài sản 500 vạn từ 11 năm trước phát triển đến hiện tại đã có tập đoàn mô hình lớn gồm mười mấy công ty con và mấy nhà máy. Tổng tài sản của hắn đã đột phá đến 2 tỷ, tổng tài sản của tập đoàn đạt đến 3,8 tỷ. Giám đốc Hồ là một tài năng, tiến sĩ kinh tế học, nhưng kỳ lạ là từ khi 23 tuổi kết hôn đến nay toàn sinh con gái, người vợ Liễu Mãn Xuân 15 năm qua đã sinh hạ 3 vị thiên kim tiểu thư. Cho đến 8 năm trước mới sinh hạ một bé trai mập mạp, tên là Hồ Trọng Chi. Ý tứ chính là hy vọng trong nhà có thể một lần nữa sinh thêm một đứa con trai, tuy nhiên nguyện vọng này của giám đốc Hồ thật sự không có cách nào thực hiện vì người vợ đó sau khi sinh hạ đứa con cuối cùng là Hồ Trọng Chi thì không thể sinh con được nữa. Lúc ấy Hồ Thế Lâm nghĩ, dù sao đã có một đứa con trai duy nhất duy trì hương hỏa của Hồ gia như vậy cũng thỏa mãn rồi, hơn nữa tình cảm của Hồ Thế Lâm và vợ y vô cùng tốt, cũng không có ý nghĩ sẽ lấy vợ khác trong đầu. Nhưng trời giáng vận rủi, 3 năm trước mẹ của Hồ Thế Lâm dẫn theo cháu trai tới chùa Kim Quang ở núi Lạc Hà. Tỉnh Thủy Châu dâng hương, truyền thuyết sau khi dâng hương trên chùa Kim Quang, có thể thực hiện nguyện vọng. Uống nước thánh khai quang thì có thể khiến người ta càng thêm thông minh. Dĩ nhiên những chuyện này chỉ là tin đồn, tin thì linh, không tin thì không linh. Hồ Trọng Chi cũng dâng hương, dập đầu. Nước thánh cũng uống, nhưng sau khi quay về lại trở nên ngớ ngẩn. Ai? Nam Cung Hồng Sách vừa nói đến đây, Diệp Phàm đã thất thanh hỏi. Ngớ ngẩn. Tại sao lại thế? Chuyện này tôi cũng không biết chính xác, người nhà họ Hồ còn tưởng là không biết có phải đã chọc giận thần linh ở chùa Kim Quang, vội vàng chạy tới chùa Kim Quang tốn một số tiền lớn, cũng bỏ ra 200 vạn đặc biệt mời trụ trì Tuệ Minh Đại Sư cúng bái hành lễ, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Nam Cung Hồng Sách cũng lắc đầu. Có phải là, nước thánh, trong chùa có chứa loại độc tố giống như thủy ngân gì không? Diệp Phàm hỏi. Lúc ban đầu, người nhà họ Hồ cũng suy đoán như vậy, đặc biệt còn tới chùa Kim Quang xin nước thánh mang đi xét nghiệm. Kết quả không có chất độc gì, hơn nữa hương khói của chùa Kim Quang vô cùng thịnh vượng. Hàng năm đều có mười mấy vạn người đến thăm nơi đó, cầu nước thánh để uống, từ trước đến nay không có người nào uống vào trở nên ngớ ngẩn. Nhân viên kiểm nghiệm nói nước thánh của chùa Kim Quang hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn loại nước dùng để uống, hơn nữa là nước suối tự nhiên rất chất lượng. Nam Cung Hồng Sách vẻ mặt cũng nghi hoặc khó hiểu.
Chuyện này thật sự có chút khó hiểu. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cho nên hỏi tiếp. Triệu chứng của Hồ Trọng Chi như thế nào? Cũng không có triệu chứng gì, khi mới đầu, người có vẻ ngu ngơ, không thích nói chuyện, một tháng sau còn không nói được mấy câu, chẳng khác gì người câm. Sau đó không lâu lại kêu ầm ĩ là đau đầu, người nhà họ Hồ cầu danh y khắp nơi, từ Hoa Hạ đến châu Âu, đều chữa qua rồi. Tiền tiêu tốn đoán chừng có thể giúp nhà máy giấy Lâm Tuyển các anh xây dựng lại một lần nữa. Nói đến đây Nam Cung Hồng Sách lại thở dài. Lẽ nào nói thật sự có bệnh, hơn nữa còn là bệnh phức tạp nghi vấn khó chữa. Diệp Phàm cũng hết sức hiếu kỳ. Nhưng các chuyên gia trong nước và ngoài nước đều nói không có bệnh, có lẽ là cháu bé trúng gió gì đó thôi. Não bộ cũng kiểm tra qua, không thấy có vấn đề gì, là một người rất bình thường, thật sự là kỳ lạ. Sau này Hồ Thế Lâm trở nên có chút quái lạ, vì để chữa bệnh cho con trai, tức giận mở một hiệu thuốc bắc tên là Tề Xuân Đường ở Thủy Châu, nói là để kết bạn với y dược, quen biết nhiều hơn với một số cao nhân ẩn thế của Hoa Hạ chúng ta, nói không chừng còn có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác cho con trai. Nhưng sắp 3 năm trôi qua rồi cũng không quen biết được một cao nhân nào. Chuyện kỳ quái lại xuất hiện, Tề Xuân Đường mà y ngẫu hứng mở ra vốn chính là một hiệu thuốc bắc nhỏ lâu đời được y sang tay. Trải qua 3 năm phát triển rất mạnh mẽ. Từ một hiệu thuốc bắc nhỏ vốn chỉ có hơn 100 vạn, cuối cùng lại phát triển thành một trong mấy hiệu buôn thuốc lớn nhất của Thủy Châu chúng ta. Bây giờ còn có một số lão trung y nổi tiếng ngồi ở phòng thuốc, chỉ bán thảo dược trung y. Tư sản của Tế Xuân Đường đã đạt đến hơn 3.000 vạn, chuyện này thật sự cất giấu một số mệnh khiến người ta khó hiểu. Sự nghiệp Hồ Thế Lâm ngày một phát triển. Tài nguyên cuồn cuộn nhưng mỗi ngày vẫn sống không vui vẻ vì đứa con trai ngớ ngẩn đã trở thành một khối tâm bệnh cực lớn của y. Gần đây người vợ của y là Liễu Mãn Xuân có ý kêu y lấy vợ khác, cũng chính là nói đồng ý ly hôn, nhưng Hồ Thế Lâm là người rất trọng tình cảm, có chết cũng không chịu. Nói là gia nghiệp sau này sẽ do ba cô con gái duy trì, Liễu phu nhân cũng thường xuyên đau lòng rơi lệ, đặc biệt là Hồ Lão Thái Thái. Sự dày vò chịu đựng trong lòng 3 năm nay. Người bình thường không thể nào cảm nhận được. Gần đây ngày nào cũng chạy tới chùa Kim Quang, ăn chay niệm Phật, chỉ để cầu xin cho cháu trai có thể tỉnh táo trở lại, đáng tiếc là ông trời không thương xót. Nam Cung Hồng Sách lắc đầu thở dài. Ý tứ của Nam Cung tiên sinh là kêu tôi đi thử xem sao. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, nếu chứng bệnh phức tạp của Cẩm Thần cũng có thể giải quyết, chứng tỏ Diệp tiên sinh là một cao nhân, hoàn toàn có thể đi thử xem. Thuật châm cứu của anh vô cùng thần kỳ, tôi nghĩ chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Hồ Trọng Chi, nhà máy giấy Lâm Tuyển của các anh có thể được cứu rồi. Hồ Thế Lâm là đại gia trong ngành giấy, cho dù một nhà máy bỏ đi cũng có thể cứu sống. Sắc mặt của Nam Cung Hồng Sách tốt hơn một chút, nghĩ đến có thể giúp đỡ Diệp Phàm một chút, sự bất an trong lòng cũng giảm đi một chút. Nhưng Diệp tiên sinh, tôi cũng phải giao hẹn với anh. Bởi vì Hồ Thế Lâm là người cực kỳ không thích nhắc đến chuyện của con trai, chuyện này tôi chỉ có thể lén lút nói với anh, nếu như trực tiếp đến nói với y, đoán chừng y sẽ lập tức trách móc tôi, thậm chí không làm bạn bè nữa. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm khó hiểu. Có lẽ là đầu óc chịu kích thích vì chuyện của con trai, cho nên tính cách trở nên quái dị. Hơn nữa trong 3 năm nay, những thầy thuốc được gọi là thần y lui tới Tế Xuân Đường thử sức cũng tới 10 mấy người rồi. Nhưng thành quả khiến người ta rất tiếc nuối, không có ai chữa khỏi bệnh cho con trai y. Tiền cũng tiêu tốn không ít, hiện tại vừa nghe nói đến thần y, Hồ Thế Lâm đã cảm thấy đau đầu, cho rằng toàn bộ đều là hạng lừa gạt. Vì thế tôi cũng không dám giới thiệu, nhưng chú Hồ lúc nào cũng ở Tế Xuân Đường, nhà y có mấy ngôi biệt thự, nhưng y thích nhất là ở trong hiệu thuốc, cậu nói có kỳ lạ không? Y sợ nhìn thấy thần y, tựa hồ giống như mắc phải bệnh sợ thần y, nhưng vừa quay về nhà. Ngày ngày lại thò đầu trông ngóng thần y bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ riêng việc suy tính hơn thiệt như vậy khiến người ta dày vò hơn nhiều lần. Ha ha ha! Nam Cung Hồng Sách nhắc tới chuyện này cũng có chút nhức đầu. Không sao, chỉ cần có đầu mối, tôi sẽ trực tiếp tới Tế Xuân Đường. Diệp Phàm cười cười, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là cảm thấy tò mò, cũng muốn đi thăm dò xem sao, căn bệnh của Hồ Trọng Chi rất đáng nghi ngờ. Nhưng Diệp tiên sinh không nên nói thẳng ra, tốt nhất nghĩ cách giở trò khiến y tự nhiên bị hấp dẫn thì tốt hơn. Nam Cung Hồng Sách gợi ý. Khoảng 2 giờ, Nam Cung Hồng Sách và quản gia Nam Cung Đông Điều,
hai người cùng với Diệp Phàm đi tới một chỗ bí mật. Nghe nói đây là một ngôi nhà cũ của nhà Nam Cung, đã có lịch sử gần 300 năm, nằm trên núi Tiểu Long của thành phố Thủy Châu. Ngọn núi này gọi là núi cũng có chút hơi quá, một xu ờn núi nhỏ cao từ 10 thước đến 20 thước, độ dốc bằng phẳng, nhưng xung quanh toàn là cổ thụ cao lớn, giữa các cây lại chen lấn nhiều đóa hoa dại, có vẻ vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ, diện tích khu vực cũng là tương đối lớn. Phía sau sườn núi nhỏ là dòng sông Trúc Giang cuồn cuộn tuôn chảy, cách mặt sông cao đến 30 thước. Phía trước là một loạt nhà lầu 4 tầng, mở ra một loạt đến hơn 40 cửa hàng mặt tiền. Muốn tiến vào nhà cũ của nhà Nam Cung vẫn cần phải vượt qua cổng vòm của một cửa hàng trong đó mới được. Thiết kế của ngôi nhà này rất kỳ lạ, nhìn bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một loạt nhà lầu cửa hàng toát ra mùi cổ xưa nồng nặc, còn mái ngói của ngôi nhà cũ khi gió thổi nhẹ, nhánh cây khẽ hở ra mới có thể lộ ra một chút, rất kín đáo nên cũng không thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi có một ông già mở cổng vòm, đám người Diệp Phàm chạy xe thẳng vào trong. Một con đường nhỏ lát đá giống như một dải băng bao quanh ngọn núi nhỏ, không lâu sau đã lái đến đỉnh núi Tiểu Long. Phía trên trong bóng cây thấp thoáng một ngôi nhà kiểu tứ hợp viện, trong những miếng gạch xanh cổ xưa còn chen lẫn những viên đá màu trắng sữa. Lại gần nhìn, không có nhiều lắm những viên đá có tác dụng điểm xuyết, vẫn là ngọc thạch hạ đẳng, chưa qua mài rũa, vô cùng thô ráp, sờ lên tay, cảm nhận ram ráp, nhưng vô cùng nhẵn mịn, không hề gây xước sát. Trên mái ngói có một số thực vật giống như địa y, rêu xanh hình lông bám lên, ngay cả trên gạch cũng có. Tứ hợp viện vô cùng rộng lớn, dài rộng ước chừng 40 thước. Một tấm bảng cổ màu trắng được làm bằng gỗ thiết hạch mang màu sắc cổ xưa, vô cùng hiếm thấy, phía trên có ghi đàn mộc hồng thiết lang, tuy nhiên chỉ hiện ra một góc, còn toàn bộ đã bị lính đỏ che kín rồi, có lẽ là vẫn chưa hoàn tất sửa chữa, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều. Két két, đẩy cửa lớn ra. Bên trong còn có một thế giới khác, chẳng trách nhìn bên ngoài lại lớn như vậy. Kiến trúc ban đầu của ngôi nhà này là 4 tầng lầu gần như hình vuông. Bốn phương hướng đông, tây, nam, bắc đều có một loạt dãy nhà 3 tầng nhỏ, vây quanh ở giữa là một cái ao nhỏ hoa sen tĩnh mịch. Nói nhỏ cũng không nhỏ, ao nhỏ ở trung tâm tầng 4 dài rộng đến gần 20 thước, cũng không phải là hình tứ phương theo quy tắc, mà là theo thế hình tứ giác. Nam Cung Hồng Sách dẫn Diệp Phàm đi dạo một vòng, đứng trên hành lang rộng 2 thước của ban công bao quát nhìn xuống dưới ao sen, lại nhìn thấy một rễ cây nhỏ hình dâu quai nón bên cạnh ao, khiến hắn có chút cảm giác như ở trong thời phong kiến. Giống như là kiếp trước vậy, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nam Cung tiên sinh, vừa rồi ông nói ngôi nhà này sắp có 300 năm lịch sử rồi, nhưng sàn nhà trên lầu dưới lầu hình như toàn bộ đều là nền đất dùng xi măng đổ lên. Mặc dù nói phía trên xi măng là đá hoặc gạch cổ, nhưng sàn nhà này tôi vẫn có thể là nhìn ra. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Ha ha, tầng là tầng cổ, lịch sử 300 năm là thật, thậm chí còn lâu hơn, nhưng 3 năm trước bị nhà tôi phá đi toàn bộ, dựa theo hình dáng nhà cũ xây dựng lại như mới. Nhưng gạch và đá này cùng với cửa sổ chổ hoa đều là những vật được dỡ xuống trong ngôi nhà cũ, chỉ là hiện tại đã được gia công qua, lợi dụng công nghệ hiện đại phòng mối. Phun nước sơn xử lý bảo quản hơn 100 năm đương nhiên cũng không có vấn đề. Nam Cung Hồng Sách lộ vẻ tự hào. Công trình này tương đối to lớn, đoán chừng còn đắt hơn rất nhiều so với xây một ngôi nhà mới. Trong lòng Diệp Phàm giật mình, khi dùng kỹ thuật hiện đại xây dựng lại một ngôi nhà xưa, nhân lực, vật lực và tài lực còn đắt hơn nhiều so với xây một ngôi nhà mới. Đúng vậy, chí ít là đắt hơn 2 lần so với xây một ngôi nhà mới. Trải qua lần xây dựng như vậy, mùi vị cổ xưa trong ngôi nhà cũ vẫn không biến mất, hơn nữa lại có cả tính thoải mái của ngôi nhà hiện đại, thưởng thức cả hai kiểu cuộc sống. Quản gia Nam Cung Đông Điều cũng rất biết cách nói chuyện. Kỳ lạ, mục đích của Tổng Giám Đốc Nam Cung là gì? Lẽ nào chính là dẫn mình tới xem ngôi nhà cổ to lớn này? Tòa nhà đúng là rất đẹp, đáng tiếc không phải là thứ mình có thể có, đoán chừng giá trị của nó cũng phải mấy trăm vạn. Trong lòng Diệp Phàm cũng mơ hồ đoán được một chút đầu mối, lẽ nào Tổng Giám Đốc Nam Cung có ý định là, vừa nghĩ đến đây, lại quay về bên cửa. Diệp tiên sinh, hôm nay đặc biệt mời ngài đến đây để kéo vải đỏ, cầu may mắn. Nam Cung Hồng Sách mỉm cười đưa một cây trúc cực dài, mời Diệp Phàm kéo tấm vải đỏ trên cánh cửa để khánh thành ngôi nhà cũ của hắn. Chuyện này nếu tôi làm sợ rằng không hay lắm, Nam Cung tiên sinh đến kéo thì vẫn tốt hơn.
Diệp Phàm vội vàng từ chối, có chút mùi vị ngại ngùng. Diệp tiên sinh, anh là đại ân nhân của nhà Nam Cung chúng tôi, nếu không có anh, Cẩm Thần có lẽ đã vĩnh viễn ngủ say rồi. Cho nên chuyện kéo vải nhất định phải do anh. Nam Cung Hồng Sách rất là thành khẩn, không có một chút làm bộ nào. Ha ha, được rồi, hôm nay tôi đang rất cao hứng, nhân tiện tăng thêm một chút không khí cũng thú vị. Diệp Phàm mượn cây gậy trúc, cũng không từ chối nữa, nhắm đúng tấm vải đỏ che phủ trên biển, vừa nhấc gậy trúc tấm vải đã giống như cờ đỏ bị kéo xuống. Lúc này quản gia Nam Cung Đông Điều sớm đã sắp xếp xong 7-8 người nổ pháo, nhất thời tiếng bánh pháo đại tạc, trong làn khói bừng bừng Diệp Phàm nhất thời ngây người ngạc nhiên. Trên tấm biển ở cửa có điêu khắc mấy chữ lớn cứng cáp, tự nhiên đơn giản, lại phóng khoáng, mang phong cách vô cùng cổ xưa, Sở Thiên Các, Diệp Phủ. Quan trọng là hai chữ Diệp Phủ ở phía sau. Hai chữ này là nguyên nhân quan trọng khiến Diệp Phàm ngây người, hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Nam Cung Hồng Sách nhất định muốn mình kéo biển, căn bản chính là kêu mình tự treo biển nhà của mình. Nam Cung tiên sinh, chuyện này là... Diệp Phàm ấp úng nói được nửa câu. Bắt đầu từ bây giờ, căn nhà cũ này chính là của Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh cũng không cần từ chối, đây là thứ ngài đáng có được. Con trai tôi Nam Cung Cẩm Thần chính là thế hệ mới tương lai của nhà Nam Cung, có lẽ sau này sẽ trở thành người cầm lái mới của nhà Nam Cung. Ban đầu khi nó ngủ mãi không chịu tỉnh dậy, cả nhà chúng tôi đã hứa trước bài vị của lão tổ tông rằng ai có thể cứu sống Cẩm Thần thì người đó chính là đại ân nhân của nhà Nam Cung, dòng tộc của Hồng Sách tôi ở nhà Nam Cung xin lấy ngàn vạn tư sản để cảm tạ. Ngôi nhà cũ này mặc dù nói có lịch sử hơn 300 năm, kỳ thực là vừa mới xây dựng lại, bao gồm toàn bộ núi Tiểu Long và một loạt 40 cửa hàng trước mặt. Một năm trước khi hoàn thành, hao tổn 600 vạn, cho nên tôi vẫn có lời. Xin Diệp Đại Sư hãy nhận lấy. Tôi tin rằng Diệp tiên sinh là cao nhân, chắc chắn là quân tử coi trọng hứa hẹn, ngài sẽ không để Nam Cung Hồng Sách tôi trở thành người không giữ lời chứ. Chương 258, anh chư hàng phục yêu côn. Thái độ của Nam Cung Hồng Sách rất quyết đoán, ép buộc Diệp Phàm, không nhận cũng phải nhận. Nếu không nhận cũng không phải là chuyện Nam Cung Hồng Sách bất nghĩa, mà nhận cũng là chuyện nên làm. Bệnh của Nam Cung Cẩm Thần trị giá ngàn vạn tệ cũng là bình thường. Tôi nhận. Diệp Phàm không nhiều lời, trong lòng rất vui vẻ. Lúc này lão quản gia Nam Cung Đông Điều đưa lên một cái hòm nhỏ tinh xảo, cung kính nói. Diệp tiên sinh, trong này là tất cả chứng nhận bất động sản, giấy công chứng, chúng tôi đã mời luật sư nổi tiếng của Hồng Kông là Gia Bảo Đức, xử lý công việc này. Phía trên có chữ ký, con dấu của Gia Bảo Đức tiên sinh. Ngôi nhà cũ này kỳ thực chính là chi phí chữa bệnh của công tử Nam Cung Cẩm Thần. Phía dưới là khế ước bất động sản một loạt ngôi nhà dạng cửa hàng ở dưới núi và toàn bộ ngọn núi Tiểu Long. Các cửa hàng đó đã cho thuê nhưng tiền thuê vẫn chưa thu. Xin Diệp tiên sinh 8 giờ ngày mai có thể bớt chút thời gian gặp mặt một chút các ông chủ của các cửa hàng để nói chuyện thu tiền, tôi đã nói qua với các ông chủ rồi. Về phần kiến nghị phương diện giá cho thuê nhà, tôi đã đóng dấu ở bên trong rồi, có thể để Diệp tiên sinh tham khảo sử dụng. Tòa nhà cũ này tôi tạm thời thu xếp cho người quản lý cũ của nhà Nam Cung, Trương Cư Sơn đại diện quản lý, đợi Diệp tiên sinh tìm được người thích hợp, lúc đó đổi người khác cũng không muộn. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước tới, hơi khom người cúi chào Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, tôi chính là Trương Cư Sơn, có chuyện gì hoặc là ý tưởng gì? Diệp tiên sinh có thể trực tiếp nói với tôi sẽ cố gắng đi làm. Cảm ơn, tạm thời cũng không có chuyện gì, buổi tối tôi sẽ ở đây, lúc đó sẽ nói chuyện tiếp. Diệp Phàm cười cười, chào hỏi, cảm thấy sự từng trải, chững chạc trên người Trương Cư Sơn, hơi có chút cảm giác khiêm tốn, nhưng cũng không phải là vẻ mặt tôi tớ, rất có chừng mực. Hắn quay sang nói rất trịnh trọng với Nam Cung Hồng Sách. Cảm ơn, Nam Cung tiên sinh món quà này rất thích hợp. Tôi cũng không từ chối nữa. Hôm nay tôi xin mở miệng nói, hứa với Nam Cung tiên sinh một điều, sau này tôi có thể đáp ứng làm cho nhà Nam Cung hai chuyện. Đương nhiên là phải trong khả năng của tôi, hơn nữa cũng không thể là chuyện tàn nhẫn độc ác. Hai chuyện này cũng cần phải trải qua phê chuẩn của tôi, do tôi tự nguyện quyết định. Nếu nằm ngoài năng lực của bản thân hoặc là khi tôi không muốn có thể cự tuyệt. Đương nhiên, các ông có thể đổi một chuyện khác. Cảm ơn. Cảm ơn. Nam Cung Hồng Sách và quản gia đều kích động, luôn miệng cảm ơn.
phải biết rằng Diệp Phàm mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng trong suy nghĩ của bọn họ sớm đã in dấu phong cách của một kỳ nhân ẩn sĩ. Không nói đến những chuyện khác, cho dù là gặp phải chứng bệnh phức tạp, khó giải quyết, y học bình thường không cách nào giải quyết, hắn cũng có thể giải quyết được. Đây chính là mạng người rõ ràng, so với cái gì cũng đáng giá hơn. Đây cũng là mục đích Nam Cung Hồng Sách bỏ ra số tiền lớn như vậy. Trong một số gia tộc tập đoàn tài chính nổi tiếng của Hồng Kông có một vị kỳ nhân ẩn sĩ, tiền lương hàng năm đạt trên ngàn vạn tiền Hồng Kông. Vì thế có được hai lời hứa hẹn này của Diệp Phàm, Nam Cung Hồng Sách cảm thấy cực kỳ có lãi rồi. Ban đầu vẫn không dám có hy vọng xa vời như vậy, chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Phàm, sau này thật sự gặp phải chuyện gì trở ngại khó khăn, muối mặt đi cầu xin, có lẽ hắn vẫn có thể ra tay giúp đỡ một chút. Không ngờ bản thân Diệp Phàm lại đồng ý trước. Nam Cung Hồng Sách và quản gia vui mừng ra về, dưới sự dẫn đường của Trương Cư Sơn, Diệp Phàm đi dạo quanh Sở Thiên Các, Diệp phủ thuộc về mình một lần nữa, lần này mới là đi dạo thật sự. Phòng ốc thiết kế vô cùng hợp lý. Bên trong đối diện với cánh cửa nghiêng về phía bắc của ngôi nhà là chính sảnh của tứ hợp viện. Bên trong sảnh có một bộ đồ gỗ lim, chắc là đồ cổ chính tông, nghe Trương Cư Sơn giới thiệu là vật của triều đại Khang Hy nhà Thanh, ở giữa còn đặt một chiếc ghế chạm khắc hình rồng. Vô cùng rộng rãi, ngồi hai ba người cũng không có vấn đề, chế tác vô cùng khéo léo, chạm khắc hình rồng tức giận lao lên uy nghiêm vô cùng. Nghe nói tổ tông nhà Nam Cung khi đó từng bỏ ra cái giá cao ngất ngưỡng 100-200 lạng vàng mới mua được, còn nghe nói xuất xứ từ đồ riêng của phủ vương gia nào đấy, có lẽ vị vương giá đó muốn làm hoàng đế cũng không chừng, bản thân trước đó đã làm ghế rồng ngồi cho đã ghiền, hơn nữa ở thời cổ đại việc này là khi quân phải chém đầu. Diệp Phàm thử ngồi. Thầm nghĩ, chiếc ghế rồng đồ cổ 20-30 vạn này ngồi lên, mông cảm giác giống như đeo lông vậy, có chút không thích hợp, nếu ngồi hư một tấm ván gỗ chẳng khác nào mất hơn 1 vạn tệ rồi, đáng tiếc. Nghĩ vậy rồi không nhịn được vươn tay ra sờ sờ, giống như đang sờ một nương nương phi tần vậy. Trương Cư Sơn tựa hồ cũng nhìn thấu một chút tâm tư của Diệp Phàm, cười cười bê ra một chiếc dương đẹp đẽ có viền da đồng thau từ trong phòng chứa đồ bên cạnh. Sau khi cảnh giác mở dương ra, lại lấy ra một miếng da, cười nói. Diệp tiên sinh, cái ghế rồng này còn có đồ đi kèm đặc biệt, do 3 miếng da hổ chính tông tổ hợp vá lại, để tôi thử cho ngài xem. Miếng da dở ra có hình một con hổ trắng hung tợn phát ra ánh mắt màu xanh, một khi trải lên chiếc ghế rồng, khí phách của cái ghế quả nhiên xuất hiện, mạnh mẽ sinh uy. Diệp Phàm sau khi đặt mông ngồi lên ưỡn ưỡn thẳng ngực cười nói. Trương Ái Khanh, ngươi thấy bổn vương có giống không? Khởi bẩm vương gia, rất giống, không khác gì nỗ nhĩ cáp xích vương ngày xưa. Trương Cư Sơn rất dày dặn kinh nghiệm, vừa khéo chắp tay phối hợp với hành động vương gia của Diệp Phàm. Ha ha ha, có chút thú vị, nhưng hiện tại hổ là một loại động vật cần bảo vệ của quốc gia, tôi ngồi lên nó sẽ không trái pháp luật chứ. Diệp Phàm cười nhẹ, tấm da này kiểm tra là biết đồ cổ, trải qua xử lý đặc biệt, chắc là không có chuyện gì. Thời đại ngày nay cũng không bảo vệ nó, cả ngày ăn thịt người, giết còn không kịp, còn bảo vệ cái gì? Trương Cư Sơn cũng đùa lại. Ha ha, vậy thì không ngại, cho dù là hiện tại cũng không sao. Trong giọng nói của Diệp Phàm hơi có chút liều lĩnh, khiến trong lòng Trương Cư Sơn khẽ chấn động, thầm nghĩ, xem ra vị Diệp Đại Sư này thật sự là một vị cao nhân, thái độ kiêu ngạo thản nhiên này không phải là làm bộ, là khí thế tự nhiên trên người hắn. Không giống với loại khí thế giả vờ cáo mượn oai hùng. Ai, nếu có thể mà quản lý ngôi nhà này lâu dài cho hắn cũng đáng. Vì cao nhân mà làm việc khiến ta cảm thấy kiếp này không nhục. Cư Sơn, tiền thuê hàng năm của một loại cửa hàng phía trước núi là bao nhiêu? Diệp Phàm hiện tại đang cần tiền gấp, cho nên mới hỏi như vậy. 40 cửa hàng, mỗi gian tiền thuê một năm là 2 vạn, tổng cộng là 80 vạn. Trương Cư Sơn đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, nói ngay. Tổng cộng chi phí quản lý một năm của ngôi nhà cũ này cần bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Tiền lương một năm của ba bảo vệ tổng cộng là 1,5 vạn. Chuyện quét dọn vệ sinh mời được một chị chuyên nghiệp, một năm khoảng 5 ngàn. Còn về chuyện trồng hoa làm vườn không cần gọi người, tôi cũng làm được một chút, thỉnh thoảng tạm thời muốn thanh toán món gì lớn sẽ mướn một số công nhân. Tiền lương của tôi trước đây tổng giám đốc Nam Cung trả là một năm 1,5 vạn. Cứ như vậy tổng hợp lại chi phí xử lý một năm của cả ngôi nhà này chừng 4 vạn. Trương Cư Sơn cũng không vòng vo, ngay cả tiền lương của mình cũng nói ra.
Đương nhiên, những thứ này đoán chừng quản gia Nam Cung Đông đều có chú thích trong giấy tờ rồi, Diệp Phàm nhìn quét qua đã hiểu rõ. Đúng, nếu không có tiền, ngôi nhà này cũng không chống đỡ nổi, ha ha. Tôi vẫn đang nhậm chức phó bí thư ở một thị trấn nhỏ, tiền lương một năm cũng mới hơn 4.000. Chi phí quét dọn một năm của ngôi nhà này chẳng khác nào tôi phải đi làm 10 năm mới có được, ha ha ha, nhưng có một loại cửa hàng này chống đỡ cũng không sao. Sau này, chuyện ở đây, bao gồm cả chuyện ở cửa hàng đều giao cho anh hết. Diệp Phàm cũng nói thật với Trương Cư Sơn, cũng không có giả dối bề ngoài gì cả. Nếu Trương Cư Sơn quản lý được thì tốt nhất cứ tiếp tục mời anh ta, sau này sau khi đón Trần Khiếu Thiên về thì sẽ sắp xếp chuyên môn bảo vệ ngôi nhà này. Trương Cư Sơn vẫn là phải giữ lại, dù sao Trần Khiếu Thiên đoán chừng chỉ biết luyện võ, nếu nói phải quản lý một ngôi nhà lớn như vậy, có thể sẽ làm không tốt, chuyện này kỳ thực cũng là một loại bản lĩnh. Diệp Thiên Sinh, tôi sẽ quản lý tốt ngôi nhà này, xin ngài yên tâm. Trương Cư Sơn cũng thầm đoán được ý của Diệp Phàm, lập tức vui mừng nhận lời. Gần 4 giờ, Diệp Phàm lái xe thẳng đến quán Lẩu Lão Vương. Quán Lẩu Lão Vương nằm ở phía tây thành phố, là một ngôi nhà lầu bằng gạch 3 tầng, nhìn qua vô cùng cổ xưa, có lẽ bản thân quán này chính là một thứ đồ cổ, Tề Thiên sớm đã ở cửa đi tới đi lui chờ đợi. Gã vừa nhìn thấy Diệp Phàm vừa xuống xe liền xông đến kêu lên. Đại ca, sao bây giờ anh mới đến? Đầu bếp thúc giục lắm rồi. Nói là lẩu sói chuột lông xanh phải trải qua nhiều công đoạn xử lý vật liệu mới có thể đạt được mùi vị hoàn mỹ. Được rồi, cậu chuyển vào trong trước đi, dùng thuốc của chúng ta. Nếu bọn họ muốn thêm nguyên liệu cũng được, nhưng không nên quá nhiều. Diệp Phàm cười cười. Xoay người nhìn thấy ở cửa có một người trẻ tuổi dáng vẻ hơi giống Phạm Xuân Hương đang đứng quan sát mình. Hắn đoán chừng chính là người được trại Thạch Bình Lâm Tuyền gọi là Yêu Côn, Phạm Võng, cũng chính là em ruột của Thái Tây Thi, Phạm Xuân Hương, hiện đang học ở trường cảnh sát Thủy Châu. Ngài là Diệp Đại ca sao? Phạm Võng có chút bộ dạng mất bình tĩnh hỏi, trên tay còn cầm một tấm ảnh, chính là bức ảnh của Diệp Phàm, có thể là Phạm Xuân Hương đưa cho. Tối nay đoàn trưởng Thiết muốn tới ăn uống, ông ấy sớm đã muốn gặp mặt Phạm Võng, nhưng gã còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Ý tứ của Diệp Phàm là chờ gã tốt nghiệp sẽ kéo vào liệp báo nên kêu Thái Tây Thi bàn bạc với Phạm Võng, gọi gã đến quán Lẩu Lão Vương đợi mình. Đúng vậy, cậu là Phạm Võng sao? Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, đại ca, tôi là em trai của Phạm Xuân Hương. Không ngờ Diệp đại ca lại trẻ như vậy, chỉ tôi kêu tôi tới đợi anh. Không biết có chuyện gì hay không. Phạm Võng còn chưa biết chuyện vào liệp báo, đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nói với Thái Tây Thi, mà muốn nói chuyện với Phạm Võng trước. Ha ha, cậu đúng là người nổi tiếng. Người của trại Thạch Bình còn gọi cậu là Yêu Côn, nghe nói khi cậu 10 tuổi đã cắn chết con heo rừng ngay cả người lớn cũng khiếp sợ. Diệp Phàm trêu đùa. Ha ha, lúc đó cũng đành phải liều mạng thôi. Mình không cắn nó thì nó sẽ cắn mình, không còn chọn lựa nào khác. Kỳ thực lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cố gắng hết sức để cắn nó. Máu heo cũng thối chết đi được, bây giờ nhìn thấy máu heo đều có chút cảm giác buồn nôn. Phạm Võng rất khéo. Được rồi, chúng ta vào phòng rồi nói chuyện. Diệp Phàm gật gật đầu, tiến vào trong phòng. Nghe nói phòng này là phòng số 1 của quán Lẩu Lão Vương, bình thường rất khó có cơ hội đặt được phòng này bởi vì thực khách của quán Lẩu Lão Vương quá đông. Tề Thiên đoán chừng cũng phải sử dụng một chút trò quỷ mới đặt phòng được. Không bao lâu sau, một cô gái mũm mĩm bưng trà dược thảo đặc chế của quán Lẩu Lão Vương vào phòng khiến Diệp Phàm ghé mắt một hồi vì cô gái này đúng là gợi cảm, thân hình hơi mập mạp, bộ ngực giống như hai ngọn núi lớn lắc lư, hai bên rất là hút mắt, khiến một số anh chưa cảm giác khó thở. Khi cô gái mập mạp lui ra ngoài, Phạm Võng Yêu Côn không kìm được hừ nói. Mẹ nó, còn lớn hơn cả cái đệm. Sắp vượt qua cái nệm giường rồi. Đúng là khá lớn, eo như lu nước, chân như thùng nước, gần giống như đồ vật sumo vậy, ha ha. Diệp Phàm cười như sói. Diệp đại ca, chỉ tôi nói anh là ân nhân của nhà chúng tôi xin lấy trà thay rượu xin tạ ơn trước. Nói xong chén trà được Phạm Võng một hơi uống cạn, đoán chừng là có chút nóng miệng, nhưng thằng nhãi này cứ đổ thẳng vào miệng. Phạm Võng, sau này có dự định gì chưa? Diệp Phàm cũng một hơi uống cạn. Có dự định rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ quay về trong thị trấn làm một cảnh sát bình thường, giao thiệp với những tên lưu manh, giang hồ. Phạm Võng nói có chút bất đắc dĩ.
đảo mắt liếc nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên cung kính nói. Bí thư Diệp, yêu côn tôi sau này xin được đi theo anh. Anh lên một cấp, tôi cũng muốn dính chút vinh quang nhỏ thăng lên một cấp nhỏ là được, ha ha. Nhãi danh này thật quỷ quái, da mặt cũng không mỏng, nói là dày như đít nổi cũng đúng, trực tiếp muốn lôi kéo quan hệ như vậy. Cũng không biết hắn có biết quan hệ của mình với chị hắn hay không, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, cố ý quét nhẹ ánh mắt liếc nhìn Phạm Võng, cười nói. Điểm này tôi cũng chưa chắc chắn, dựa vào cái gì tôi phải để cậu dính vào mình chứ, dính vào một người đàn ông cũng đâu có gì thú vị, cả người tôi cũng phải phát run. Nên chứ, chuyện của anh và chị tôi sớm đã biết rồi. Ai, số chị tôi cũng khổ. Đi theo anh cũng xem như là trong bất hạnh gặp chút may mắn. Tôi biết anh sẽ không cưới chị ấy, chuyện này tôi cũng không so đo. Nhưng nếu anh dám đối đãi không tốt với chị tôi, yêu côn tôi cũng sẽ không ngồi yên đâu. Ha ha ha. Ánh mắt Phạm Võng bỗng nhiên sắc bén, phát ra tia nhìn nhàn nhạt giống như sói. Chà, can đảm lắm, người muốn không khách khí với tôi trên đời này cũng không nhiều, cậu có mấy cân mấy lượng chứ? Diệp Phàm cười nhạt. Muốn thử xem thân thủ Phạm Võng. Người học võ thuật Trung Quốc không thử qua rất khó kết luận cảnh giới của đối phương. Hừ. Cùng với tiếng hừ lạnh, chiếc chén trà đồ sứ dày dặn trong tay Phạm Võng vỡ thành mấy mảnh. Phạm Võng sau khi phát lực bóp nát chén trà có ý tứ thị uy, khuôn mặt tỏ vẻ nhìn Diệp Phàm chằm chằm, nghĩ thầm, người chẳng qua là một viên chức chính quyền bình thường, nghe nói trong hung án lần đó của Đập Thiên Thủy còn giết người. Nhưng xem ra cũng do may mắn. Chẳng khác nào mèo mù đụng phải chuột chết, người ta vô tình đụng phải lưỡi đao của ngươi, cậy mạnh một chút mà thôi. Phạm Võng cũng mơ hồ nghe chị gái Phạm Xuân Hương nói qua Diệp Phàm có luyện võ. Nhưng Phạm Võng không tin, cho rằng một chút tài nghệ nhỏ cũng có thể mê hoặc chị mình, nhưng ở trước mặt mình không đủ xem. Bản thân Phạm Võng là đồ đệ chính tông của Ngưu Nhân Lý Viêm Đình, có thân thủ nhị đoạn thuần hóa. Ha ha ha, thị uy có phải không? Chút công phu mèo ba chân này của cậu, tôi thật sự không có hứng thú. Diệp Phàm thản nhiên cười không hề quan tâm đến, nhìn thấy sắc mặt Phạm Võng trở nên âm trầm, biết yêu tính muốn phát tác rồi. Phạm Võng nhẫn nại vì chị gái nói muốn gã tôn trọng Diệp Phàm, nhưng thấy Diệp Phàm còn quá trẻ, Phạm Võng cho rằng người đáng được mình tôn trọng cũng phải có bản lĩnh mới được. Chương 259, Lan Điền Trúc nổi đoá. Đương nhiên bản lĩnh này cũng không đơn giản chỉ nói về phương diện vũ lực, trước mắt Diệp Phàm chẳng qua cũng chỉ là một phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền, nếu là một chủ tịch huyện thì còn được, đáng để mình tôn trọng. Hiện giờ hắn vẫn còn quá non nớt một chút, cũng không khơi dậy được sự hứng thú của mình. Phạm Võng cho rằng chị gái của mình quá dễ dàng mắc lừa, một tên mặt trắng giống thư sinh thế này thì có ích lợi gì chứ? Vì thế gã có suy nghĩ muốn đánh đòn ra oai phủ đầu với Diệp Phàm. Nếu có thể trấn áp được hắn, sau này hắn đối với chị của mình cũng sẽ tốt hơn một chút. Sao vậy, muốn thể hiện tính cách sao? Vậy thì thể hiện đi. Nghe chị cậu nói, cậu hình như có luyện võ mấy năm với tộc trưởng Lý Viêm Đình của Đập Thiên Thủy, xem như là một tiểu cao thủ. Tôi thật sự muốn xem cậu có bao nhiêu phân lượng. Diệp Phàm vẫn nói chuyện rất bình thản, thuận miệng hớp một ngụm trà khen. Loại trà vị thuốc này rất đắng. Nhưng trong đắng lại có vị ngọt, rất ngon. Hừ, anh còn muốn chơi với tôi sợ không cẩn thận vặn gãy cánh tay anh, chị tôi còn cảm giảm hồi lâu, vậy thì cũng phiền phức chết mất. Phạm Võng chĩa mũi nhọn về phía đối phương, không tỏ ra yếu thế một chút nào. Được xưng tụng là yêu côn của trại Thạch Bình, quả nhiên có chút bản tính yêu nghiệt. Có dũng khí lắm, chúng ta vẫn so tài cao thấp, nếu cậu thắng, tôi gọi cậu là anh Võng, thua thì đừng ở đây lải nhải. Thành thực một chút cho ông mày, cung kính gọi một tiếng đại ca. Diệp Phàm cố ý cuồng ngạo, làm cho Phạm Võng tức giận choáng váng. Bốp một tiếng, chiếc ghế lớn bên cạnh Phạm Võng tí nữa thì vỡ tan, phát ra tiếng rên rỉ kẹt kẹt khổ sở. Bắt đầu đi, đừng nói là thắng được tôi, chỉ cần anh có thể tránh được đòn của tôi, từ nay về sau, yêu côn Phạm Võng của trại Thạch Bình tôi xin được bái phục anh, cung kính gọi anh là đại ca. Anh kêu tôi làm gì? Tôi tuyệt đối sẽ không làm trái lại. Sau khi nói xong Phạm Võng càng điên cuồng, lập tức hai người điên cuồng lao vào nhau. Nếu Tề Thiên ở đây đoán chừng sẽ cười rụng răng hàm, xác định sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cao, đại ca chính là cao nhân.
Thủ đoạn bịp bợm giả heo ăn ăn hổ thật sự là sắp cao cường đến tận trời rồi. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Diệp Phàm đương nhiên là dễ dàng thoải mái, Phạm Võng khởi đầu cũng cực kỳ xem thường, thậm chí đỉnh còn đùa bỡn. Sau một lát, sắc mặt lại bắt đầu biến đổi, cảm thấy cánh tay Diệp Phàm vững như bàn thạch, bất luận mình dùng lực như thế nào cũng không lay động được. Phạm Võng giật mình, thầm nghĩ lẽ nào Diệp đại ca thật sự là một cao nhân ẩn giấu, là mình nhìn lầm người rồi. Tuy nhiên gã không tin, vì Lý Viêm Đình năm ngoái cũng từng nói. Phạm Võng, với tuổi trẻ chưa đến 20 tuổi của cậu, lại có thể đạt được cảnh giới thuần hóa nhị đoạn quốc thuật, đó là chuyện vô cùng không đơn giản, loại người luyện công có căn cốt giống như cậu tuyệt đối không nhiều. Phạm Võng rất là sùng bái sư phụ Lý Viêm Đình, dĩ nhiên là tin tưởng lời nói này, dốc hết sức lực. Diệp Phàm vẫn nở nụ cười, tựa hồ căn bản giống như không có xuất lực gì cả, có vẻ như người ta đang đùa giỡn với mình vậy. Rất là an nhàn, Phạm Võng tức giận, bản tính ngang ngạch cố chấp của yêu côn cũng bộc phát, liều lĩnh hành khí ở đan điền, muốn xuất ra tuyệt kỹ của Lý gia bạo kính. Lúc đó khi Lý Hoành Sơn đấu võ với Diệp Phàm cũng từng sử dụng qua, nhưng sau đó gã vẫn thua như thường. Nghe nói bạo kính này của Lý gia trong nháy mắt cường lực có thể tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên thuật này di chứng tương đối lớn, sau khi trải qua chừng 10 ngày, người ngợm sẽ mềm nhũn vô lực. Diệp Phàm đã cảm thấy Phạm Võng điên cuồng hành khí, hắn đương nhiên sẽ không để Phạm Võng hồ đồ, lập tức sử ra hóa âm mê thuật quát lớn. Phạm Võng, dừng hành khí bạo kính lại cho tôi. Phạm Võng nghe thấy chợt giật mình, thoáng cái tiết khí, không kìm được hỏi. Đại ca Diệp, tại sao anh biết độc môn tuyệt kỹ bạo kính của Lý gia? Chuyện này có gì mà kỳ lạ, mấy tháng trước Lý Hoành Sơn khi đánh nhau với tôi cũng dùng qua chiêu này rồi. Diệp Phàm cười cười. Anh Hoành Sơn thua có phải không? Phạm Võng có chút dáng vẻ ấp úng, có chút mất mát, vì công lực của gã cũng chỉ sàn sàn với Lý Hoành Sơn. Nếu Lý Hoành Sơn đã từng sử dụng kỹ năng bạo kính của Lý gia mà cũng thua thì mình còn có gì để dẫy dụa chứ? Ha ha, cậu có từng đấu với Lý Tuyên Thạch chưa? Diệp Phàm không đáp. Trái lại nhắc đến Lý Tuyên Thạch. Anh Tuyên Thạch, thì mình đâu phải là đối thủ của anh ấy. Nghe sư phụ nói anh ấy là cao thủ cấp cao tam đoạn, 7-8 năm nữa có thể là cao thủ siêu cường đột phá đến giai đoạn đầu của tứ đoạn. Có thể đạt đến trình độ của sư phụ, bản thân mình đoán chừng còn tôi luyện mười mấy năm nữa có được hay không cũng khó nói. Phạm Võng thành thực lắc lắc đầu. Ha ha, tộc trưởng Lý tôi cũng từng đấu qua rồi. Diệp Phàm cười nhạt hớp thêm một ngụm trà cũng không nói tiếp. Sư phụ, đại ca thắng ông ấy sao? Trong lòng Phạm Võng đột nhiên giật thót, nếu ngay cả sư phụ cũng bị chỉnh đốn vậy thì thật sự là cao thủ siêu cường rồi, chẳng trách nhịp tim đập của Phạm Võng cũng tăng nhanh không ít. Ha ha, tôi không thắng, ông ấy cũng không thua. Diệp Phàm cười nói. Chẳng trách, đại ca, tôi phục rồi. Từ nay về sau tôi sẽ nghe lời anh, tuyệt đối không thất hứa. Nhưng tôi có một số điều không rõ, cao thủ siêu cường giống như đại ca tại sao lại chịu dấn thân vào chốn quan trường, nếu ở trên giang hồ tung hoành không phải càng tự do, càng náo nhiệt hơn sao? Phạm Võng cảm thấy hơi khó hiểu. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, Phạm Võng, cậu đừng tưởng rằng mới học được mấy chiêu thì chính là đệ nhất thiên hạ rồi. Chút tài nghệ này của cậu còn kém lắm, nếu ở trên giang hồ sẽ chết rất thê thảm, tốt nhất vẫn nên thành thực làm người đi. Bây giờ đã là thời đại mới rồi, nhưng giang hồ vẫn tồn tại như cũ, so với tranh đấu của cổ đại có thể càng kịch liệt hơn. Cổ đại là thời đại vũ khí lạnh, lúc đó nhiều nhất chỉ có mấy phi tiêu, đao thương chém giết. Xã hội hiện đại càng phức tạp hơn, các cao thủ quốc thuật cũng gặp thay đổi rất lớn về điều kiện và tình hình, dùng súng dùng đạn. Những loại súng ngắn kiểu mới có uy lực vô cùng lớn ở trong tay cao thủ quốc thuật càng có thể thi triển ra uy lực. Cho nên giang hồ hiện đại càng không dễ hoành hành, người ta có thể trốn ở chỗ tối bắn một phát súng là kết thúc cuộc đời cậu rồi. Diệp Phàm có dáng vẻ phong cách của bậc tiền bối, dùng giọng điệu của đại ca để dạy dỗ Phạm Võng. Thật ra Diệp Phàm còn nhỏ hơn Phạm Võng một tuổi, chỉ có điều da mặt của hắn rất dày, thích làm ra vẻ đại ca. Ngay cả Lô Vĩ, Tề Thiên lớn hơn hắn 3-4 tuổi cũng gọi hắn là đại ca. Thỉnh thoảng Diệp Phàm có suy nghĩ. Mình có phải có hình ảnh, đại ca, trong phim Hồng Kông không? Em biết rồi, cuộc sống vốn là như vậy, em nghe theo lời đại ca.
Phạm Võng gật đầu. Ha ha ha, bình thường quá cậu cũng không quen, vì cậu là yêu côn không giống với lý tưởng cuộc sống của tôi. Như vậy đi, đại ca cho cậu hai con đường. Một là sau khi tốt nghiệp trực tiếp tới đội cảnh sát hình sự thành phố báo cáo, tôi có một người anh em làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Mạc Hương, sẽ chiếu cố đến cậu. Tung hoành 2-3 năm, lên làm đội phó đương nhiên là không thành vấn đề. Một con đường khác chính là đầu quân tiến vào Liệp báo. Diệp Phàm vừa nói ra hai chữ Liệp báo, Phạm Võng đã thất thanh kêu lên. Liệp báo? Sao vậy, nghe nói đến chưa? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói rồi, là binh đoàn thần bí của quân khu lĩnh Nam, tất cả đều có thân thủ tam, tứ đoạn quốc thuật. Quyền lợi vô cùng lớn, có giấy phép giết người không khác gì giết một con gà. Chương 260, bốn mỹ nhân của Thủy Châu. Trong mắt Phạm Võng lóe ra một vẻ khao khát vô cùng, đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó, nắm tay Diệp Phàm hỏi. Đại ca lẽ nào là cao thủ tới từ Liệp báo, ẩn sĩ ngao du nhân gian? Ha ha ha, đầu óc nhãi danh cậu thật là biết tưởng tượng, mới nghe đã thấy hoang đường ly kỳ. Thật ra Liệp báo cũng không thần bí, cũng không có chuyện tất cả là cao thủ ba, bốn đoạn như cậu nói, cũng không thể tùy tiện giết người. Nhưng giết người xấu cũng bình thường, đương nhiên chỉ vào lúc thực hiện nhiệm vụ. Thế nào hả, có muốn tham gia vào Liệp báo tung hoành giang hồ mấy năm, nếm thử cảm giác đầu quân không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Nhưng thân thủ của em quá thấp, đoán chừng người ta nhìn cũng không thuận mắt. Trong lòng Phạm Võng có chút thấp thỏm, cho là mình không đủ tư cách. Chỉ cần cậu muốn tiến vào, đại ca sẽ làm cho cậu tiến vào. Tôi có một người anh em thân thiết làm đoàn trưởng ở đó, cho nên chuyện này rất đơn giản. Hoành Sơn đã vào rồi, vừa vào đã được thăng lên làm đại đội trưởng thượng úy, hiện tại đang huấn luyện cơ bản, sau khi huấn luyện hợp cách mới có thể nhậm chức. Diệp Phàm lôi Lý Hoành Sơn ra nói. À, anh Hoành Sơn thăng lên chức thượng úy rồi. Không được rồi. Đại ca, anh phải giúp đỡ tôi, tốt xấu gì anh cũng phải nể mặt chị tôi mà giúp đỡ tôi cũng phải làm được chức thượng úy phải không? Ánh mắt hừng hực của Phạm Võng giống như có thể hòa tan băng tuyết. Ha ha ha, không phải lo, một khi đã là người của tôi, thì chắc chắn là thượng úy rồi. Tôi dự định sau khi cậu vừa tốt nghiệp, cũng chính là tháng 6 năm nay sẽ tiến vào Liệp báo nếm thử huấn luyện, sau khi hợp cách sẽ thăng lên làm thượng úy. Nếu làm tốt, vì Phạm gia các cậu tranh giành khẩu khí, tung hoành mấy năm mặc đồng phục thiếu tá quay về để chị cậu nhìn, chắc chắn sẽ rất tự hào. Diệp Phạm rất là thoải mái, không ngờ yêu côn Phạm Võng vừa mới nghe nói đến Liệp báo, trong đôi mắt sớm đã phóng điện, căn bản là không cần mình khuyên bảo, xem ra Liệp báo ở vùng phương Nam được truyền bá rất là tà dị, bảo sao biết vậy. Lại có thể tuyên truyền thành ở trong Liệp báo cao thủ tam tứ đoạn giống như gà đất chó kiểng chỗ nào cũng có, thật đúng là vô cùng buồn cười. Không lâu sau Vu Kiến Thần và Tào Vạn Niên cũng đến. Diệp Phàm lúc trước còn muốn mời giáo sư Lan, nhưng rất không may là giáo sư Lan vẫn đang đi công tác ở Yến Kinh, cười vui vẻ đẩy con gái Lan Điền Trúc ra nói là kêu cô ấy thay mình đi ăn tiệc, hơn nữa còn bí mật bồi thêm một câu. Điền Trúc thích nhất là lẩu sói chuột lông xanh mà cậu làm. Lần trước sau khi ăn xong, lỗ tai của tôi suýt chút nữa bị nó cảm giảm đến mọc kén trong đó. Nó lại xấu hổ nói với cậu, lần này bắt được cơ hội, nó đoán chừng lại thất thố ăn nhiều rồi, đồng chí Tiểu Diệp thông cảm một chút. Nhưng vẫn phiền cậu gọi điện thoại cho nó, mời nó một tiếng, nếu không nó nhất định sẽ xấu hổ không tới, ha ha ha. Trong lời nói của giáo sư Lan tràn đầy sự yêu thương của người cha dành cho con gái. Diệp Phàm vừa nghe trong lòng đã giật thót, nhất thời trợn tròn mắt, trên mặt bám đầy đường màu đen dạng mạng nhện. Sau khi cúp điện thoại thật lâu sau cũng không lên tiếng, phải đến 3 phút trôi qua mới thở dài một hơi lại gọi điện thoại. Cô Lan phải không? Tôi là Diệp Phàm, ha ha. Là anh sao? Có chuyện gì muốn nhờ cậy bổn cô nương thì nói mau, bản cô nương không có thời gian phải nhanh chóng đi dự tiệc. Lan Điền Trúc chắc đang muốn đi phá bữa tiệc nào đó cho nên tâm tình vẫn rất vui vẻ, không vứt bộ mặt lạnh lùng cho anh chưa nếm thử. Nếu cô đã bận đi ăn tối thì tôi lại tưởng bở rồi, ha ha, cúp máy đây. Sau này có thời gian lại nói chuyện. Diệp Phàm nghe trong lòng vui mừng hớn hở, thở phào một hơi, giống như vừa đẩy thoát được mây đen nhìn thấy cảnh đẹp vậy. Dĩ nhiên, đường đen trên mặt hắn cũng mơ hồ ẩn đi, thầm nghĩ may quá.
vừa vặn cô ta có hẹn ăn tối rồi, mình không phải làm kiêu, tránh đến lúc đó giáo sư Lan quay về lại trách tội mình keo kiệt. Đợi đã, anh cười dâm đãng như vậy, nhất định là không có ý gì tốt, nói cho bản cô nương nghe vừa rồi anh nói như vậy là có ý gì. Lan Điền Trúc lập tức nghe ra có chút mùi vị kỳ lạ trong đó, lập tức kêu lên ầm ĩ với vị nào đó đang muốn cúp điện thoại. Cái gì, tôi không hiểu cô có ý gì. Diệp Phàm muốn giả bộ ngớ ngẩn, lúc này mà thốt ra câu tưởng ai cũng mê mình chắc nhất định sẽ hỏng chuyện. Đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi, mau nói đi, tại sao anh lại nói, tưởng ai cũng mê mình chắc, chưa giải thích rõ bản cô nương nhất định sẽ không để yên cho anh đâu, hừ hừ. Nếu không nói thì kỹ thuật giấy công nghệ cao A1 gì đó của nhà máy giấy, còn cả hạng mục giúp đỡ người nghèo của bố tôi cho đập thiên thủy các anh. Còn nữa, chuyện bản cô nương chuẩn bị kêu gọi trên báo cho thôn đập thiên thủy các anh, chắc sẽ thất bại, ha ha ha. Lan Điền Trúc xinh đẹp lại bắt đầu chơi trò gà mái đẻ trứng, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Đây là điển hình của lợi dụng việc công trả thù cá nhân, trong lòng Diệp Phàm chợt cảm thấy lạnh lẽo, biết nhược điểm của mình đã bị người ta nắm được rồi. Những chuyện khác chưa nói đến, chỉ cần Lan Điền Trúc kéo tấm da hổ lớn là bố cô ta ra để uy hiếp thì có lẽ chuyện của nhà máy giấy thật sự sẽ gặp khó khăn. Phản kháng không có hiệu quả, mau nói đi, bản cô nương không có thời gian lãng phí với anh. Lan Điền Trúc được đà nhất định không chịu buông tha. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tối nay muốn mời cô ăn cơm, nếu cô đã có hẹn ăn tối rồi thì phía bên tôi sẽ hủy bỏ. Diệp Phàm tận lực khiến cho biểu hiện của mình trở nên tự nhiên một chút, đương nhiên là muốn lừa gạt. Không đúng, vô duyên vô cớ tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm, chuyện này quá khác thường. Muốn kiếm được bữa cơm của loại người vắt cổ chảy ra nước giống như anh là chuyện tương đối không dễ. Nói rõ ràng ra đi, phải có điểm cụ thể chính xác mới được, đi chỗ nào ăn cơm gì. Lan Điền Trúc lại càng nghi ngờ, cảm thấy Diệp Phàm không nói thật. Bên trong nhất định có gì mờ ám. Vậy tôi nói, anh Diệp nhà cô tối nay muốn mời khách ở quán lẩu Lão Vương. Lần này bắt được một con sói chuột lông xanh, nặng 138 cân, hơn nữa còn là một con sói chuột vương, vô cùng hiếm thấy. Vừa rồi vốn muốn mời cha cô, nhưng ông ấy nói kêu cô đi ăn thay, cho nên mới gọi điện thoại. Diệp Phàm cũng chơi trò may rủi, thò đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, nếu phải chết cũng phải oanh liệt một chút. Tuy nhiên những lời buột miệng này của hắn lập tức bị con cọp cái Điền Trúc tóm được, quát lên. Tôi biết tư tưởng của loại nông dân nhỏ bé như anh không bao giờ thay đổi, một tên keo kiệt nghèo kiết, cổ hủ. Thì ra tôi chỉ dính một chút danh tiếng của cha tôi, chỉ là một thứ đồ lệ thuộc, đi ăn giúp cha tôi. Nếu cha tôi đi có phải anh không thèm nhớ ra bản cô nương này không? Hừ hừ hừ, tối nay tôi phải đến, ăn cho anh nghèo kiết xác, ăn cho anh phải chết đói mới thôi. Quán lẩu Lão Vương, bản cô nương biết quán đó, nghe nói ở đó ăn một bữa bình thường cũng phải xấp xỉ 1.000 tệ. Anh chờ đấy, bản cô nương sẽ tới, món lẩu sói chuột đó cứ giữ lại. Cô ta nói xong ngắt điện thoại cái cộp, căn bản không cho Diệp Phàm một cơ hội nào để giải thích. Xem tình hình thấy xui xẻo rồi, ông mày muốn mời ai thì mời, đây là thói đời gì chứ? Người nào đó tức giận bật thốt mắng một câu. Anh Diệp. Có phải con cọp cái đó muốn tới dự tiệc không? Tề Thiên ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, đang mừng thầm trong dạ, thầm nghĩ, hừ. Bình thường anh chỉ biết khinh thường những dân đen lương thiện như chúng tôi, bây giờ thật sự đụng phải một cọng rơm hơi cứng thì biến thành trứng mềm rồi, xem anh còn cố chấp hò hét giống như phân châu siêu cấp không? Câu hỏi vừa rồi đương nhiên là gã cố ý giả vờ không biết để hỏi. Ông mày vẫn là võ tòng, hừ. Đồng chí Diệp Phàm ngượng quá mắng cho một câu. Nếu không chuẩn bị một cây gậy cũng đủ đánh hổ rồi. Yêu côn Phạm Võng không biết nguyên nhân bên trong, cũng sắp tới góp vào một câu góp vui. Đánh cái đầu cậu, đợi lát nữa cậu đánh cho tôi xem. Diệp Phàm giống như ăn đạn, nhìn thấy ai là quát người đó, khiến cho Phạm Võng và Tề Thiên Chuồn vội sang uống trà. May mà Vu Kiến Thần và Tào Vạn Niên cũng vừa đến khiến Diệp Phàm nhất thời quên đi chuyện bị con cọp cái quấy rối. Hôm nay Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần đều ăn mặc tây phục kiểu Tôn Trung Sơn, lão đại trong tỉnh còn chưa tới, hai người cũng có vẻ hơi bồn chồn, mặc dù nói trong lòng vẫn đang động viên chính mình, nhưng vừa nghĩ đến người sắp tới là nhân vật xếp thứ 5 của tỉnh Nam Phúc, phó chủ tịch thường vụ Tề Trấn Đào, vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
Tào Vạn Niên thậm chí đăm chiêu suy nghĩ, tình cảnh này khiến mình nhớ lại tình cảnh đáng sợ khi lần đầu đi nhà trẻ nhìn thấy thầy cô giáo. Còn Vu Kiến Thần cứ thầm mắng mình, mẹ kiếp, không phải cùng lãnh đạo ăn cơm sao? Hôm nay mình không phải là nhân vật chính, mà chỉ tới góp vui thôi. Sợ cái cóc khô gì, tại sao lại cứ cảm thấy trong bụng căng đầy nước tiểu, có cảm giác phải ngồi mãi trong toilet mới an toàn, quái thật. Không lâu sau, vị khách đệ nhất cọp cái cũng đến, vừa nhìn thấy một nửa đội quân tóc dài của ban hậu cần này, vết nhăn trên mặt Diệp Phàm lập tức răng đầy, hơn nữa là loại rất thô ráp. Nhân vật dẫn đầu không phải là em gái Lan Điền Trúc quấy nhiễu thì còn là ai, lúc này trên người đang mặc một chiếc váy mùa đông kiểu thục nữ có thêu vân hoa cúc màu trắng, tựa hồ chiếc váy này cũng không dày lắm. Diệp Phàm âm thầm buồn bực, trời mùa đông lạnh như vậy mặc như vậy không thấy lạnh sao. Tuy nhiên hắn vẫn phải thừa nhận nước da mơn mởn mềm mại trắng như tuyết, cộng thêm thân hình như rắn nước nhỏ nhắn mềm mại và đôi chân mê người thon thả thẳng tắp, lộ ra vẻ thánh thiện lạnh lùng như tiên nữ trong cung trăng. Băng yêu. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm hai tiếng không có đầu đuôi. Người thứ hai cũng quen mặt, hôm đó ở nhà Lan Điền Trúc hình như có gặp qua, nhớ không lầm thì công tác ở đài truyền hình tỉnh, tên là Tống Trinh Ngọc, trên người mặc một chiếc váy công chúa, mái tóc dài màu đen sáng bóng ôm lấy khuôn mặt mịn màng trắng như tuyết, thon dài xinh đẹp, trên khuôn mặt đôi mắt phượng hoàng to tròn phân biệt rõ trắng đen mà lại đầy long lanh. Trên đôi môi nhỏ xinh là hai cánh môi màu hồng son có vẻ càng thêm mê hoặc, nụ cười xinh đẹp của cô ta thật sự khiến người ta khi ngắm nhìn không kìm được cảm giác muốn vuốt ve, sâu bên trong người con gái này là sự thùy mị vô cùng, cảm thấy người này dịu dàng như một chú cừu nhỏ, được ôm vào trong ngực yêu thương mới thú vị. Chà, đúng là tiểu thư khuê các cực phẩm, có chút khí chất của Lâm Đại Ngọc, mình thấy hình dáng thật đáng yêu lay động lòng người, anh chưa nào đó lại than tiếc một tiếng nuốt nước bọt chua xót. Trong lòng lại thầm suy nghĩ, nếu ở thời cổ đại thì tốt rồi, hai mỹ nhân này toàn bộ đều thu nhận làm thiếp, ha ha. Cô gái thứ ba lấp lánh hơn một chút, anh chưa vừa nhìn thấy lập tức trong lòng lại ngứa ngáy. Cô gái này thân hình trang sức màu đỏ xinh đẹp, đương nhiên là do cái váy của cô ấy, cực kỳ giống với búp bê trong quầy hàng. Đặc biệt là khuôn mặt trắng nõn nà như nước mùa thu, Diệp Phàm thật sự muốn nắm lấy bàn tay đó một chút, thầm nghĩ. Búp bê đỏ hồng giống công chúa này cực kỳ đáng yêu. Tề Thiên và Yêu Côn Phạm Võng ở bên cạnh, bốn con mắt cứ đảo qua người cô gái này, đoán chừng trong lòng cũng đang ngứa ngáy không thôi, có một chút suy nghĩ xấu xa hay không không cần nghĩ cũng biết. Tuy nhiên đến cuối cùng khi một mỹ nhân chốt sổ vô cùng xinh đẹp ló đầu ra, Diệp Phàm cảm thấy có một luồng áp lực vô hình trực tiếp đè lên trái tim, tâm trạng hơi hoảng loạn. Cô gái này có đôi mắt phượng long lanh trắng đen phân biệt. Khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, còn đôi môi nhỏ nhắn giống như hoa đào được tô điểm một lớp son môi màu hồng, lộ ra vẻ ướt át, non nớt, da thịt bóng loáng mịn màng trắng như tuyết, thân hình uốn lượn lung linh được bó chặt trong bộ đồ trễ cổ màu trắng, lộ ra một nửa cặp bồng đào tròn trịa mà chắc nịch, ở giữa là khe hở cực sâu, dưới chiếc váy lộ ra một đôi chân thon thả, mê người, trắng nõn, giống như ngọc. Diệp Phàm thầm nghĩ, quái thật, lẽ nào là cao thủ quốc thuật lánh đời? Lập tức vội vàng thi triển ra dưỡng sinh thuật, triển khai đôi mắt chim ưng, hành khí thử dò xét một chút, mới biết bản thân hoàn toàn đoán nhầm. Người ta căn bản chính là con gái nhà quyền quý nghiêm túc, không phải là hạng nữ hiệp giang hồ gì cả, khí thế trên người là tự nhiên sinh ra. Vừa nhìn thấy cô gái này, ánh mắt của Tề Thiên có chút quái dị, tựa hồ giống như nhảy vào trong hố băng, thân hình run lên cầm cập, giống như sợ lạnh. Quái lạ! Cô gái này lẽ nào có quan hệ mờ ám với Tề Thiên, không trùng hợp như vậy chứ, Diệp Phàm liên tưởng. Lúc này em gái Lan Điền Trúc bắt đầu giới thiệu. Sao vậy, thấy Thủy Châu Tứ Mỹ chúng tôi, vừa thấy đã trợn mắt muốn rớt con người ra ngoài sao, mất khí chất quá. Tôi và Trinh Giao, anh đã gặp qua rồi, để giới thiệu một chút hai vị Mỹ nữ siêu cấp cỡ ảnh hậu còn lại. Vị này là em gái Diệp Khả Khả, ngoại hiệu là Khăn Đỏ. Còn vị này là Triệu Tứ tiểu thư của chúng tôi, Triệu Giai Trinh, người ta gọi là Tiểu Ngọc Hoàn, ha ha ha, toàn bộ bốn đại mỹ nhân Thủy Châu của chúng ta đều tập trung ở đây, khiến đám anh chư đều choáng váng rồi. Diệp Phàm vừa nghe vội vàng nặn ra một nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn khóc. Hoan nghênh, bốn mỹ nhân Thủy Thành có thể hạ cố đến chơi, lần này tiểu nông dân nhà tôi thật sự là vô cùng vinh hạnh. Ai, thật sự là nhìn đến hoa mắt. Từ khi sinh ra đến nay đúng là lần đầu tiên trở thành kẻ ngơ ngẩn.
Tên của bốn vị mỹ nhân Thủy Thành các cô cũng thật là vô cùng phong cách. Băng Thiền Lan Điền Trúc, Khăn Đỏ Diệp Khả Khả, Tiểu Ngọc Hoàn Triệu Tứ Tiểu Thư, chỉ còn em gái Tống Trinh Ngọc, không biết được gọi là gì. Ha ha ha! Hắn nghĩ thầm, chẳng trách Tề Thiên lại run lên như vậy, thì ra là muốn thân thiết với Triệu Tứ Tiểu Thư, nói không chừng cô ta còn không quen Tề Thiên, đợi cho trịnh trọng giới thiệu, còn Tiểu Ngọc Hoàn gì đó thật đúng là có phong cách quý phi nương nương, khí thế quyền quý, mẹ nó. Thiếu chút nữa áp chết ông mày rồi. Cô gái này không tầm thường, là một cô gái đặc biệt tài năng, chắc phải cỡ Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng mới có thể so sánh được. Nếu Tề Thiên thật sự có thành tựu tốt đẹp với cô thì chính là một loại kết quả bi thảm. Trước mắt Diệp Phàm hiện ra Tề Thiên cả ngày bị một con cọp cái trống nạnh quát tới quát lui, quỳ giặt quần áo, bộ dạng xoa bóp, quả thực nghĩ đến là buồn cười. Ha ha ha, ngoại hiệu của Trinh Ngọc chúng ta là Nguyệt Nha Nhi, biết không hả? Lan Điền Trúc tự đắc cong cái môi nhỏ lên làm người ta chỉ muốn cắn một phát cười nói, ha ha không ngừng, cặp hồng đào phía trước như trêu ghẹo người khác lại bắt đầu đong đưa, giống như đang gật đầu với anh chưa nào đó. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác say mê từ tận đáy lòng Diệp Phàm mà thôi, bản thân Lan muội muội người ta chính là có hình dáng như vậy, quen rồi. Nguyệt Nha Nhi, cái tên này ha ha, rất thuần khiết, tuyệt đẹp giống như trăng non trên bầu trời. Diệp Phàm vội vàng khen ngợi. Thế nào, bạn bè của anh không giới thiệu một chút, có thể quen biết bốn mỹ nhân Thủy Châu chúng tôi là phúc phận của các anh, đừng tưởng rằng một bữa cơm được chúng tôi ăn cảm thấy có nhiều tiếc hận, hừ hừ. Bệnh cũ của Lan Điền Trúc lại tái phát rồi. Đôi môi của vị anh chư họ Diệp đang cong lên muốn mở miệng, chợt phát hiện tam đệ kết nghĩa vườn đào, cũng chính là thiếu tá Tề Thiên. Đường đường là một thiếu tá tiểu đoàn trưởng Liệp Báo, lúc này đang lén lút muốn chuồn ra ngoài cửa. Tuy nhiên gã lại xui xẻo, bị Khăn Hồng Diệp Khả Khả hỏi vẻ ngây thơ. Vị tiên sinh này hình như hơi kỳ lạ. Nghe cô vừa hỏi như vậy, bốn mỹ nữ Thủy Châu toàn bộ đều chăm chú nhìn về hướng Tề Thiên. Chương 261, bốn mỹ nhân cuồng đánh ba nam nhân. Quái lạ, đúng là hình như dáng vẻ giống như ăn trộm. Lan Điền Trúc gật gật đầu. Bắt đầu soi mói nhìn Tề Thiên đáng thương bình phẩm, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu với Diệp Phàm. Hừ, anh chàng này là bạn của anh sao? Vẻ mặt gian xảo. Đương nhiên nửa câu nói này của Lan Điền Trúc, Tề Thiên cũng nghe thấy, tí nữa thì tức điên lên, nhưng may còn nghĩ đến đại cục nên bỏ qua. Diệp Phàm thì biết tổng suy nghĩ thật sự trong lòng ga, con mèo cái Triệu Tứ Tiểu Thư đã đến, con chuột nhỏ Tề Thiên đương nhiên phải chuồn đi rồi. Ha ha ha! Người anh em của tôi, tên là Tề Thiên. Cậu ấy là một thiếu tá, đừng nói khó nghe như vậy. Vẻ mặt gian xảo là có ý gì chứ? Cậu ấy rất tài giỏi đấy, mới 20 tuổi đã đeo quân hàm cấp bậc thiếu tá rồi, hơn nữa còn là chức vụ thực quyền. Diệp Phàm lờ đi Tề Thiên cứ chớp mắt về phía hắn, hơn nữa lập tức tiết lộ gốc gác của gã rất cụ thể, giống như đang viết tự truyện. Tin rằng tiểu thư Triệu Tứ lạnh lùng thông minh sau khi nghe thấy sẽ liên tưởng đến một chút gì đó. Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hừ, thiếu tá Tề thật phong cách, một kẻ đáng thương tự mình hại mình mà thôi. Một tiếng hừ lạnh lẽo phát ra từ trong đôi môi anh đào của tiểu thư Triệu Tứ, ám chỉ bên trong vô cùng rõ ràng khiến cho ba mỹ nhân còn lại nhất thời tỉnh táo, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau. Chị Tứ, rút cuộc là có chuyện gì? Người nào tự mình hại mình? Tống Trinh Ngọc hỏi vẻ ngây thơ. Còn có thể là ai ngoài Tề Đại Hiệp? Ha ha ha! Gà mái Lan Điền Trúc lại bắt đầu đẻ trứng rồi. Thật không, Tề Đại Hiệp, anh có thể nói tại sao lại tự hại mình không? Vì ai mà tự hại mình, mùi vị tự hại mình như thế nào, hại mình ở chỗ nào? Dáng vẻ Khả Khả rất thành thật. Em gái Diệp Khả Khả giống như một con búp bê vải, giọng nói mềm mại liên tiếp hỏi thăm tại sao, thiếu chút nữa hù chết Tề Thiên. Hừ, mẹ nó, bốn mỹ nhân Thủy Thành này xác thực không phải thứ đồ dùng để trưng cho đẹp, may mà đem mồi lửa chuyển về hướng Tề Thiên, bằng không thì mình thảm rồi. Thật là tà khí, sớm biết như vậy dứt khoát đã mời đám, Thủy Thành tứ tú, của Lô Vĩ đến rồi, bốn mỹ nhân đấu với bốn anh hùng nhất định chơi rất vui, ha ha ha. Diệp Phàm cũng toát mồ hôi lạnh, yên lặng cầu khấn cho người anh em Tề Thiên. Tôi, Tề Thiên lắp. Trái lại yêu côn phạm võng là bê con mới sinh nên không sợ cọp cái, ưỡn thẳng người cười nói. Tự hại mình ai không chơi qua, chúng tôi ở trường học thường xuyên chơi như vậy. Vậy sao,
chơi như thế nào, nói ra cho bốn chị em Thủy Thành chúng tôi mở rộng tầm mắt. Chị Triệu Tứ sắp phát điên, lúc này ai dám đứng ra nói giúp cho Tề Thiên thì đó chính là mục tiêu công kích cuối cùng của cô ta, hơn nữa tuyệt đối là loại cấp bậc tàn nhẫn. Không đem người ta chỉnh đốn cho đến mức bộ tàn phế tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm sớm đã nhìn ra, cho nên cứ làm ra vẻ bàng quan, tìm cái khóa sắt lớn khóa chặt miệng mình, dù có chuyện gì bây giờ tuyệt đối không thể mở miệng. Nếu mở ra chính là tự tìm cái chết cho mình. Cũng khó trách tiểu thư Triệu Tứ tức giận, lần trước người nhà ép cô ta đi xem mặt, kỳ thực bản thân cũng không đồng ý, thầm nghĩ thời đại nào rồi còn hứng thú với loại phương thức đi xem mặt cũ rích này. Nhưng cánh tay khó xoay được bắp đùi, người của đại gia tộc thỉnh thoảng sẽ gặp phải khó khăn lớn như vậy. Cuối cùng cũng là bị mẹ cứng rắn ép đi gặp mặt, chuyện này khiến tiểu thư Triệu Tứ rất ấm ức. Cuối cùng Tề Thiên chơi một chiêu tự mình hại mình, làm chân bị thương gì đó, chuyện này thật sự khiến tiểu thư Triệu Tứ rất mất mặt. Mặc dù bản thân không muốn đi xem mặt nhưng bị đối thủ xem mặt khinh thường như vậy, tiểu thư Triệu Tứ luôn cho mình cao hơn người khác làm sao có thể chịu được, thề rằng không báo thù này thề sẽ không mang họ Triệu. Ha ha, đó đều là chơi một số trò vớ vẩn ở trường học thôi. Phạm Võng tựa hồ cũng nghe ra một chút mùi vị bên trong, trong lòng hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường, cho nên cũng muốn nhanh chóng thoát thân nhảy ra khỏi vòng thị phi bao vây của con cọp cái. Nhưng các vị em gái người ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho y, ai kêu gã làm con chim đầu đàn. Chuyện vớ vẩn cũng là chuyện, chúng tôi muốn nghe xem. Diệp Khả Khả nói bổ sung, cô ta thật sự không biết chuyện rối rắm của tiểu thư Tề Thiên và Triệu Tứ. Chỉ cảm thấy chuyện này rất vui vẻ và mới lạ mà thôi. Đơn giản chính là có một số em gái xinh đẹp nào đó dáng vẻ không bằng người khác hẹn chúng tôi đi xem phim, dạo phố gì đó. Mấy người anh cùng phòng của chúng tôi toàn bộ đều chơi tự mình hại mình. Chỉ cần một chút thuốc đỏ trên tay là xong chuyện rồi, thật sự rất linh nghiệm. Các em gái chỉ nhìn cũng đủ rồi, ai muốn đi dạo phố với một nhân sĩ tàn tật chứ? Nếu trên đường gặp phải kẻ cướp có khi còn cần các cô em phải che chở cho nhân sĩ tàn tật. Tuy nhiên những cô em này cũng không có ai muốn cướp giật, đánh cướp, trừ phi mắt mù, ha ha ha. Yêu tính của Phạm Võng lại phát tác, liều mạng gạt bỏ tất cả mọi thứ. Hừ, anh nói gì vậy, lẽ nào bốn chị em Thủy Thành chúng tôi tướng mạo không bằng người khác? Tiểu thư Triệu Tứ tức nổ phổi, có rằng yêu côn Phạm Võng cố ý hạ thấp đám người bọn họ. Ám dụ đám người bọn họ tướng mạo không bằng người khác, cũng chính là nói bọn họ là mỹ nữ cấp bậc khủng long. Kỳ thực Phạm Võng rất oan ức, gã nói rất thật lòng, không ngờ tiểu thư Triệu Tứ lại liên tưởng đến chuyện tự hại mình của Tề Thiên và cô ta. Chuyện ngẫu nhiên trùng hợp như vậy cũng quá ăn khớp với ý trời, chỉ có thể nói do Phạm Võng xui xẻo. Tề Thiên lại âm thầm giơ ngón tay cái lên với Phạm Võng, thầm nghĩ, bà mẹ nó, thích quá. Ông mày chính là có ý tứ này. Thằng nhãi này chỉ là âm thầm thoải mái sức lực một chút, khi đụng đến đau thương thật sự lại tịt ngòi. Hai con hồ ly Vu Kiến Thần và Tào Vạn Niên sớm đã trốn vào trong góc uống trà, yên lặng xem trò hay mở màn. Trong lòng hai người cũng âm thầm giật mình, cảm thấy năng lượng của Diệp Phàm tựa hồ không chỉ đến từ những người bạn trai không tầm thường, bạn gái tuyệt đối cũng không đơn giản, tựa hồ đều là có gia thế cực tốt. Bằng không dựa vào cái gì dám khoe khoang là Thủy Thành tứ mỹ. Không phải sẽ chết chìm trong miệng lưới của hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ của thành Thủy Châu rồi sao? Diệp Phàm, gã là ai? Sao lại nói như vậy? Chúng tôi thật sự là khủng long sao? Lan Điền Trúc đột nhiên chuyển mũi nhọn về hướng đồng chí Diệp Phàm đang thoải mái trốn ở bên cạnh. Trong lòng anh chàng này chợt ớn lạnh kêu to, khổ vậy. Trốn đi trốn lại vẫn chuyển đến người mình, hắn thò mặt ra cố ý quát lên. Phạm Võng, cậu vừa nói gì vậy? Bốn cô gái này xinh đẹp như tiên nữ, tại sao lại trở thành khủng long được? Cho dù là khủng long cũng là tổ hợp thiếu nữ khủng long siêu cấp xinh đẹp, có phải không? Ha ha ha, mọi người ngồi đi. Uống chén trà dược liệu của quán lẩu Lão Vương trước đi, mùi vị rất thuần khiết, rất có lợi cho sắc đẹp. Diệp Phàm cười ha hả muốn đáng chống lảng. Không được, phải nói chuyện cho rõ ràng, bằng không bốn chị em chúng tôi không để yên cho anh đâu. Lan Điền Trúc khí thế hăng hái, Diệp Phàm cũng bực mình, quay đầu trợn mắt liếc nhìn. Sao vậy, không phải muốn chơi rửa chân chứ? Anh, nội tình của Lan Điền Trúc bị người ta bóc trần, giống như con chuột bị người ta giẫm phải đuôi, thoáng cái thiếu chút nữa nhảy dựng lên,
thái độ vô cùng phẫn nộ và khinh miệt. Rửa chân, ai rửa chân? Diệp Khả Khả thắc mắc, cứ ép hỏi đồng chí Diệp Phàm. Chuyện này tựa hồ có chút. Khi Diệp Phàm mới nói ra mấy chữ như vậy, Lan Điền Trúc thật sự nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Phàm tức giận nói. Họ Diệp kia, anh dám nói linh tinh, tôi không tha cho anh đâu. Xin lỗi Phi Hồng Cân muội muội, không phải Diệp Phàm tôi không nói, mà là một mỹ nhân trong bốn mỹ nhân các cô không cho nói. Tôi là người luôn luôn tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là con gái. Nào, để tôi giới thiệu mọi người một chút, vị hảo huynh đệ này tên là Phạm Võng, trước mắt đang học ở trường cảnh sát Thủy Châu, sắp tốt nghiệp rồi. Y có một ngoại hiệu gọi là Yêu Côn, cho nên các cô ngàn vạn lần đừng chọc vào yêu nghiệt của gã. Diệp Phàm đùa cợt. Yêu nghiệt, chúng tôi còn làm cho yêu quái phải khuất phục. Hừ, Tôn Hầu Tử mặc dù có 72 phép biến hóa cũng không có cơ hội gì, bốn chị em chúng tôi vẫn khiến gã kêu là oai oái như thường. Ý tứ của tiểu thư Triệu Tứ rất sâu xa, khẽ liếc nhìn Tề Thiên, đoán chừng vì có liên quan đến Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký của đồng chí Ngô Thừa Ân, cho nên tiểu thư Triệu Tứ mới chuyển mũi nhọn nhằm thẳng vào Tề Thiên, khiến bản thân trở thành yêu quái thất thế trước Quan Thế Âm Bồ Tát. Hừ, Bạch Cốt Tinh còn so sánh được, lại còn vọng tưởng đến Quan Âm. Tề Thiên không kìm được, cuối cùng đứng lên hừ lạnh một tiếng đáp lại làm Diệp Phàm cảm thấy một mùi vị của kinh kha, gió hiu hiu sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở lại. Đó là cách cảm nhận cái đẹp sao, đồng chí thiếu tá của tôi. Diệp Khả Khả cong môi hừ nói. Hừ, đồ dế đất. Dế đất có gì không tốt, chỉ ít chỉ cần một miếng có thể nuốt được hạt đậu. Phạm Võng xen miệng nói, toàn là đánh đố. Đem mình biến thành một con dế đất, thủy thành tứ Mỹ, đương nhiên thành hạt đậu nhỏ. Dế đối với hạt đậu, câu nói này nói ra thật sự rất hay. Bốn vị cô nương vừa suy nghĩ đã hiểu ngay, đây không phải là chửi chúng ta là hạt đậu nhỏ, sao? Như vậy cũng được sao, chúng ta dù thế nào cũng là cấp bậc mầm đậu lớn, làm sao có thể so sánh với hạt đậu nhỏ? Tôn Hầu Tử, anh nói xem. Chúng tôi làm sao lại trở thành hạt đậu nhỏ chứ? Tiểu thư Triệu Tứ vẫn tiếp tục công kích Tề Thiên. Yêu côn này cũng không dễ đối phó, cái miệng cũng rất bẻ mép. Càng lợi hại hơn chính là Diệp Phàm, âm thầm hạ thấp người ta đến cùng. Ha ha ha, tứ nhà đầu dậy rất đúng, nhãi danh này đáng đánh thành Tôn Hầu Tử rồi, vậy chú thành Lão Hầu Tử rồi. Triệu nhà đầu, cháu có thể nói rõ một chút, giải thích làm sao chú lại là Lão Hầu Tử đi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người trung niên có đôi mắt to, lông mày rậm từ bên ngoài tiến vào, trên người người có một luồng khí thế sắc bén đè áp mà tới. Diệp Phàm khẽ rùng mình, thở dài, quả nhiên, người ta đường đường là phó chủ tịch thường vụ, không giống như bình thường. Hắn vội vàng tiến đến nghênh đón, Vu Kiến Thần và Tào Vạn Niên cũng sớm nghe tiếng đứng lên, cung kính đứng phía sau người, hôm nay bọn họ chỉ tới để ăn ké, không phải là chủ nhân. Chú Tề, tôi nào dám nói chú, chỉ nói con tiểu hầu tử nào đó thôi. Tiểu thư Triệu Tứ cũng có chút khiếp đảm, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Dù sao Tề Chấn Đào cũng có cùng vai vế với cha cô ta, luồng khí thế này thật sự là đè người, không thể không có chút hoảng hốt. Cha, đây chính là người anh em tốt của con Diệp Phàm. Thảo dược thịt sói chuột đặc biệt này chính là bài thuốc gia truyền siêu cấp mà anh ấy đặc biệt pha chế. Tề Thiên vội vàng tiến lên giới thiệu Diệp Phàm. Ha ha ha, Diệp Phàm, anh chàng này khá lắm, thằng nhóc Tề Thiên cảm giảm ở bên cạnh tai tôi cũng hơn ngàn lần rồi, nhưng nhìn qua cũng rất bình thường, không có chỗ gì kỳ lạ. Tề Chấn Đào lúc này trái lại vô cùng ôn hòa, còn nói đùa nữa. Ha ha, tên tôi là Diệp Phàm, đương nhiên chỉ là một người bình thường, ngài là nhân vật lớn, tôi chỉ là một con tôm nhỏ, không thể so sánh được. Diệp Phàm khiếm tốn cười nói. Ai nói vậy? Huynh đệ của Thiết Chiêm Hùng tôi làm sao lại thành con tôm được, vậy tôi không phải thành lão tôm sao, ha ha ha. Phía sau cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm giống như gõ chiêng của đoàn trưởng Thiết, khiến trong phòng vang lên tiếng ong ong. Tôi tưởng là ai, thì ra là cây quạt sắt nhà ông đến rồi, ha ha ha, lão Thiết, gần đây vẫn khỏe chứ. Tề Chấn Đào quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Thiết Chiêm Hùng, cũng cười thoải mái, suy nghĩ một chút giống như không đúng, lại hỏi. Không đúng, Tiểu Diệp làm sao lại thành hảo huynh đệ của ông được, ở đây có vấn đề. Thiết Chiêm Hùng ngoại hiệu tên là Chiếc Quạt Sắt,
Nghe đồn là khi nội kình dồn ra bàn tay thì y như một chiếc quạt sắt, uy lực vô cùng dọa người, nghe nói y chỉ dùng một bàn tay đã quạt chết hai kẻ gián điệp cấp A, ở trong quân đội danh tiếng vô cùng vang dội. Tề Chấn Đào cũng là cán bộ quân đội, trước khi chuyển nghề vẫn là một vị thiếu tướng, rất quen thuộc với Thiết Chiêm Hùng nên nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Diệp và tôi có duyên phận kết nghĩa anh em. Thiết Chiêm Hùng thân thiết vỗ vỗ vào vai Diệp Phàm, đoán chừng cũng là tùy thời tiến cử Diệp Phàm một chút với Phó Chủ tịch Thường vụ Tề Chấn Đào. Nếu tung hoành quan trường chỉ cần vào thời điểm quan trọng lão đại này hơi nhắc nhở một chút, đồng chí Diệp Phàm sẽ có lợi vô cùng. Đương nhiên, trước mắt Diệp Phàm vẫn không thể lọt vào mắt xanh của Tề Chấn Đào, tầm mắt của người ta quá cao, nhưng chỉ là đặt nền móng mà thôi. Chủ tịch Tề, anh Thiết, chúng ta ngồi vào chỗ đi. Lẩu sói chuột đảm bảo đủ sức lực, đủ mùi vị, đủ thoải mái. Diệp Phàm nói liên tục ba chữ đủ để thổi phồng lẩu sói chuột mình làm, kêu gọi mọi người ngồi vào bàn. Được được được, hôm nay cậu là chủ nhân, tôi và ông Tề đều nghe lời cậu có phải không ông Tề, để cho trên bàn tiệc không có chủ tịch tỉnh gì cả, chỉ là bạn nhậu thôi. Ha ha ha, tất cả đều là một đống thực khách. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đúng vậy, tôi không phải phó chủ tịch gì cả. Lão Thiết cũng không phải là đoàn trưởng bí mật gì cả, đến đây rồi thì tất cả đều là thực khách. Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm mỉm cười nói, làm hắn cảm thấy rất hãnh diện, đoán chừng là vì nể mặt của Thiết Chiêm Hùng. Thân phận thần bí của Thiết Chiêm Hùng, cho dù là một phó chủ tịch thường vụ quyền cao chức trọng như Tề Chấn Đào cũng không dám xem thường. Tề Chấn Đào lại biết rõ ràng nhất Thiết Chiêm Hùng đang làm cái gì. Người ta là tốc hành, thần bí, tai trời, nếu so sánh thì còn hơn cả mình. Cán bộ cấp bậc phó chủ tịch tỉnh giống như Tề Chấn Đào ở Hoa Hạ, không có hơn vạn cũng mấy ngàn. Cấp phó của các trung tâm ủy ban ngang bộ tất cả đều là mặt hàng bình thường, đi tới kinh thành cũng không có tiếng tăm gì. Thiết Chiêm Hùng thì không giống như vậy, toàn bộ nhân vật đặc vụ cấp cao của cả nước cũng không quá mười mấy người, gặp phải chuyện quan trọng liền có thể trực tiếp tới gặp chủ tịch nước. Cho nên Tề Chấn Đào thậm chí cũng hơi sợ hãi đối với Thiết Chiêm Hùng. Đương nhiên, gia thế của Tề Chấn Đào cũng vô cùng danh giá, nhân viên quan trọng giống như cấp phó ban cũng không thể xem như không có gì. Thật ra trong lòng Tề Chấn Đào cũng hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy bên trong quan hệ thân thiết của Thiết Chiêm Hùng đối với Diệp Phàm có một chút không bình thường. Y tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phàm là dựa vào bản lĩnh của mình mới chiếm được sự công nhận của Thiết Chiêm Hùng. Thân phận của Diệp Phàm ngay cả Tề Thiên cũng không để lộ ra với cha hắn là Tề Chấn Đào, đây là kỷ luật.